Lý Thiên Mệnh đã thấy, hắn khác thông đạo bên trong bóng người lấp lóe. Mơ hồ có thể nghe được bọn họ thảo luận. Tiếng trống lại vang lên, hẳn là bên này. Sai, là theo cái thông đạo này truyền đến, vừa mới có người tiến cái này. Nhanh điểm. Ngoại trừ càng ngày càng nhiều đệ tử, Lý Thiên Mệnh đi ngang qua một cái thông đạo thời điểm, bất ngờ phát hiện mặt đất phía trên có không ít long khôi thi hài. Nói cách khác, loại này long khôi, đã tại toàn bộ Cửu Long Đế Táng xuất hiện sao? Chuyện phát sinh kế tiếp, ấn chứng suy đoán của hắn. Làm hắn đi vào một cái lối đi thời điểm, bất ngờ phát hiện nơi này, đang tiến hành một trận chiến đấu. Đó là mấy chục con long khôi, tại công kích những cái kia Thái Dương Vạn Tông đệ tử. Đám đệ tử này chỉ có hơn 50 người, mà lại đến từ không đồng tông môn, coi như tổ hợp tác chiến, đều chịu không được long khôi cắn xé, oanh tạc. Bị đánh ra lỗ hổng về sau, những người này đế tinh kết giới, nguyên một đám phá nát, bị quăng ra Cửu Long Đế Táng. Những cái kia long khôi làm xong những đệ tử này, lập tức liền hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ mà đến, tự nhiên bị nhẹ nhõm tiêu trừ. Còn thật không ít, bọn họ đi qua khá hơn chút địa phương, khắp nơi đều có long khôi cùng Thái Dương Vạn Tông đệ tử giao phong, song phương lẫn nhau có thắng bại. Ánh mắt của chúng ta, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi nhỏ sự kiện, như lấy nhỏ xây lớn, khả năng toàn bộ Cửu Long Đế Táng, tối thiểu có 1 triệu long khôi, ngay tại chặn giết tiến đến đệ tử. Lý Thiên Mệnh nói, tối thiểu có nhiều như vậy đi, mà lại ta dám chắc chắn, đánh bại những thứ này long khôi, có thể tăng lên đế tinh bảng điểm số, mà lại tối thiểu so đánh bại đế tinh kết giới điểm số cao hơn. Phu Tử Thiên đầu đầy mồ hôi nói, hắn cuống cuồng a, dù sao hiện tại lại hành quân lặng lẽ. Hắn dự chắc người khác điểm số đều tại tăng vọt, thì chính hắn dậm chân tại chỗ. Chánh thức tiến đến, hắn mới biết được, lấy tình huống của hắn. Nếu là không có Lý Thiên Mệnh bọn họ chống đỡ, hắn bắt đầu không bị đào thải, cái kia cũng không tệ. Rầm rầm rầm. Đến vị trí này, chỗ đến, đều là long khôi truy sát. Những thứ này dương nanh múa vuốt sắt thép, nham thạch thần long, cũng mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần thấy được thân thể máu thịt, lập tức liền hướng giết đi lên. Lý Thiên Mệnh bọn họ vừa lái đường, một bên gõ vang chống trận, tiếp tục đi tới. Đông. Qua nửa canh giờ. Bọn họ đại khái lại xử lý mấy trăm đầu long khôi, đồng thời lần này gõ vang chống trận kết giới thời điểm, truyền đến hồi âm thì tại phía trước, nghe phá lệ vang dội. Thậm chí, có thể nghe được phía trước, đã tiếng người huyên náo. Chúng ta cầm lấy chống trận, phản mà tới chậm rồi. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, có chút sở khóc sở cười. Cái này Cửu Long Đế Táng khảo nghiệm thiết chí, có chút không rõ đầu đuôi, không theo lẽ thường ra bài. Lý Thiên Mệnh dựa vào đánh bại mấy ngàn con long khôi, mới thu hoạch được chống trận, một đường bị chỉ dẫn đến nơi đây, nhưng là hắn phát hiện, chung quanh đây đệ tử, bởi vì hắn gõ vang chống trận, dẫn phát hồi âm, ngược lại tới trước hiện trường. Nếu có 9 tòa long cung, thiên cung khẳng định muốn công bình phân phối, không cho giống nhau người cùng thế lực đạt được quá nhiều, chúng ta tại huyết long cung vừa đạt được long huyết thần hoang, còn có thể bị dẫn tới nơi này, đã coi là không tệ. Đánh bại nhiều như vậy long khôi, cầm tới cái này chống trận, đó là tương đương nạn. Theo bắt đầu gõ vang chống trận xuất phát, đi đến trước mắt vị trí này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng chính mình, đã vượt ngang Cửu Long Đế Táng. Nói như vậy lên, nếu không có cái này chống trận, hắn cũng không có khả năng thời gian ngắn, đến vị trí này. Không biết, phải chăng cũng có người khác, cầm tới cái này chống trận. Lý Thiên Mệnh mang loại này nghi hoặc, liên tục đi vào mấy cái lối đi. Lúc này thời điểm, căn bản không dùng gõ vang chống trận, phía trước đã truyền đến nổ tung giống như tiếng đánh nhau. Hiện trường 10 phần ồn ào, rõ ràng là tại tiến hành rất nhiều thảm liệt giao phong. Chỉ cần có giao phong, thì chứng minh, còn có tranh đoạt khả năng. 4 người bọn họ đã thấy phía trước lít nha lít nhít đám người. Tại đám người trước đó, hắc phụ lượn quanh, nội bộ rõ ràng có một tòa địa cung. Thế nhưng là Lý Thiên Mệnh phát hiện, những người này vậy mà lưu tại nguyên chỗ. Tuy nhiên nóng lòng muốn thử, trong mắt tràn ngập khát vọng, đứng ngồi không yên, nhưng vẫn là không có mấy người, dám đi lên phía trước một bước. Lại là một tòa long cung, chúng ta cầm xuống huyết long cung, đánh bại mấy ngàn long khôi, chống trận ngay lập tức chỉ dẫn ta, đến một tòa khác long cung. Đây cũng là sự thật. Mặc dù nói kém chút tới chậm, mà lại chung quanh tối thiểu có trên 10.000 người tại, nhưng tối thiểu nhất tính toán đuổi kịp. Nhưng một chút, Phu Tử Thiên còn tại hô. Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp xé mở một con đường, hướng đến bên trong.
vượt qua đám người về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mắt quả nhiên là một tòa địa cung, cùng còn lại Long cung một dạng rộng lớn. Nơi này đen kịt một màu, bao quát cái kia trên trần nhà ba chữ to, đều đen thui, nhất bút nhất họa, đều giống như dài đến vài trăm mét màu đen độc xà, quay quanh ở trên vách tường, quỷ dị vặn vẹo. Hắc Long cung. Đây đã là Lý Thiên Mệnh, đến nơi tòa thứ ba Long cung. Đây tuyệt đối là may mắn, bởi vì 99% người, khả năng một tòa Long cung đều không đụng tới, quang ở trong đường hầm kiếm bảo bối, đấu Long khôi. Tiểu tử, người từ đâu tới lá gan? Khác mẹ nó đánh tới, biết chữ chết viết như thế nào a? Chiến thần tộc người đã lên tiếng, người nào chỉ cần tiến đi, nếu như là ngự thú sư, cộng sinh thú chết hết, nếu như là thức thần tu luyện giả, kiếp vòng toàn phế. Tại Lý Thiên Mệnh hướng bên trong sông thời điểm, thì có rất nhiều người tại giận mắng kêu gào, vô cùng khó chịu. Bọn họ đương nhiên bởi vì bị áp chế, tâm lý biệt khuất, mới có thể đem khí rơi tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Là hắn, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên. Tránh ra, để bọn hắn đi vào, ta nghe nói cái này Lý Thiên Mệnh trên thân, nắm giữ đoạt mệnh Ngân Long, Vu Tử Thiên còn đánh bại Lam Phi Lâm, bọn họ miễn cưỡng có tư cách, cùng hiện tại chiến nguyên sách liều mạng. Đến để bọn hắn dẫn đầu, đem tràng diện làm loạn, mọi người mới có cơ hội. Những người này đều rất thông minh. Bọn họ hiện tại cũng là khổ vì không ai dẫn đầu, liền sợ làm chim đầu đàn, bị chiến thần tộc bọn này chiến đấu điên cuồng cho để mắt tới. Sau đó rất nhiều người, tại chỗ cho Lý Thiên Mệnh nhường đường. Thậm chí, có người đối Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm. Bởi vì mọi người đều biết, trên người hắn có cấp 7 trật tự thần binh chí bảo. Đại sư huynh, có một cái thanh hồn điện đệ tử đúng lúc tại cái này, hắn chạy tới, lôi kéo Vu Tử Thiên cánh tay, sắc mặt tái nhợt. Vội vàng nói, tuyệt đối đừng đi qua, ta nghe nói chiến nguyên sách tại, Viêm Long Cung, đạt được âm dương phần thiên đan, phục dụng về sau, đã đột phá đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, hắn đã vô địch, người cũng đừng để những người này làm vũ khí sử dụng a. Âm dương phần thiên đan, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, Vu Tử Thiên tại chỗ ngốc trệ, không nghĩ tới cái này Cửu Long Đế Táng, chẳng những xuất thần binh, còn ra đan dược. Cái này có thể phiền toái. Cái này chiến nguyên sách vốn chính là chiến đấu điên cuồng, bây giờ còn có đệ tử bên trong cảnh giới tối cao, ta trạng thái toàn thịnh, đều không đủ hắn nhất quyền. Đan dược, làm cho hắn tại chỗ đột phá, Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Đại ca, đây chính là cấp 7 trật tự thần đan A. Ta nói thật, theo tổng hợp đến xem, cùng giai cấp thần binh giá trị, đúng là thần đan phía trên, nhưng đã đến cấp 7 cấp bậc này, thần đan tác dụng tại tiền kỳ, lập tức có hiệu lực. Thần binh đạt được chúng ta mấy trăm tuổi, mới có thể phát huy hiệu dụng. Tối thiểu nhất tại cái này Cửu Long Đế Táng, có thể được đến cấp 7 trật tự thần đan, thật huyết kiếm lời, trong nháy mắt kéo ra cùng người khác chênh lệch. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Nói cách khác, gia hỏa này vốn là cường. Hiện tại còn được đến thần đan đột phá, trực tiếp xông lên mây xanh, không ai cản nổi. Bọn họ vừa nói chuyện, một bên đạt tới đám người phía trước nhất. Rốt cục có thể nhìn đến Hắc Long Cung bên trong chiến đấu tràng diện. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, hết thảy mấy trăm cái tóc vàng mắt vàng nam nữ trẻ tuổi, mang lấy bọn hắn cái kia một đám dữ dằn, nóng nảy cộng sinh thú, chính tại chiến đấu kịch liệt. Trong đó có một vị nam tử trẻ tuổi, nắm giữ 8 cái lỗ tai, thân cao 3 thước, khôi ngô như cự thú, toàn thân đều là hoàng kim một dạng bắp thịt cùng kim sắc thần văn. Trong tay hắn có một cái kim sắc gậy gộc, hoa văn phức tạp, trong lúc huy động mơ hồ truyền đến cự thú nộ hống thanh âm. Rất hiển nhiên, đây cũng là cấp 7 trật tự thần binh. Nhưng, đoán chừng cũng không đến từ Cửu Long Đế Táng, mà chính là trưởng bối ban cho. Điều này nói rõ nam tử này tại trong lòng trưng bối địa vị, cực kỳ trọng yếu. Mà bọn hắn đối thủ, là một đầu dài đến 10.000 mét màu đen sắt thép thần long. Cái kia thần long hết thảy có 9 cái đầu, quay quanh cùng một chỗ, toàn thân đều là màu đen đao nhận. Quả thực là khủng bố cấp bậc máy móc chiến đấu, rất rõ ràng nó không phải cộng sinh thú, mà chính là một đầu đỉnh cấp long khôi. Lúc này thời điểm, tăng thêm chiến nguyên sách ở bên trong, mấy trăm cái chiến thần tộc, đều không có thể cầm xuống nó, còn tại tử chiến. Trái tim của nó vị trí có đồ, đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ Hắc Long hỏi. Vu Tử Thiên trừng mắt xem xét, mất tiếng. Ca, đó cũng là một cái cấp 7 trật tự thần đan, nếu để cho chiến nguyên sách đạt được. Không có đánh. Cửu Long Đế Táng bên trong, như hết thảy có 9 tòa Long Cung, vậy dĩ nhiên thì có 9 loại chí bảo. Lý Thiên Mệnh hiện tại biết đến chí bảo,
thì có đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, âm dương phần thiên đan. Trong đó, đoạt mệnh ngân long cùng long huyết thần hoang, đều có cấp 4 trật tự kết giới bảo hộ, hắn đổ là không nghĩ tới, cái này Hắc Long cung chí bảo, vậy mà giấu ở cái này một đầu siêu cường cửu đầu long khôi trên thân. Cái kia gọi là, chiến nguyên sách, tuổi trẻ mãnh thú, cùng hắn mấy trăm cái tộc nhân cùng một chỗ, băng cùng một đầu đầu cao mấy trăm thước mấy ngàn ngôi sao cộng sinh thú, cùng cái này 9 đầu Hắc Long tranh đấu, chính là muốn lấy được nó trên trái tim, cấp 7 trật tự thần đan. Hắn cái gì thời điểm, đạt được âm dương phần thiên đan? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi cái kia Thanh Hồn Điện đệ tử. Không bao lâu, hắn lúc ấy đánh bại không ít long khôi, đạt được một cái chống trận kết giới, lần theo tiếng chống hồi âm đến nơi này, chúng ta đều là lặng lẽ cùng lên đến. Chống trận hồi âm, cũng là theo cái này đầu Hắc Long trên thân truyền tới. Cái kia Thanh Hồn Điện đệ tử vội vàng nói. Chống trận. Nói như vậy, hắn cùng mình đến tới nơi này phương thức giống nhau. Bất quá, bởi vì hắn khoảng cách có thể đến gần một số, cho nên sớm tới trước. Nhưng thú vị là, Lý Thiên Mệnh cũng không nghe thấy, chiến nguyên sách đưa tới chống trận hồi âm. Chỉ là trên đường trong tay mình chống trận, chủ động đáp lại một lần. Chống trận bí mật tạm thời không nghĩ ra, ngược lại là cái kia một cái cấp 7 trật tự thần đan, hấp dẫn Lý Thiên Mệnh tất cả chú ý lực. Thấy rõ ràng chưa, Lý Thiên Mệnh hỏi Vu Tử Thiên. Không sai biệt lắm. Như quả không ngoài dữ liệu, hẳn là, đại đạo nguyên ma đan, phẩm cấp không so âm dương phần thiên đan kém, nó tài liệu chính là cấp 7 thảo mộc thần linh, nguyên ma thánh thụ quả, nắm giữ cấp 7 trật tự thần văn, đạo ma vận giới cái này trong thần văn nắm giữ tinh thuần ma đạo huyền ảo. Phu Tử Thiên nói xong, nhìn Dạ Lăng Phong liếc một chút. Rất hiển nhiên cái này một cái thần đan, là cực kỳ thích hợp Dạ Lăng Phong. Minh bạch, bất kể nói thế nào, nếu để cho chiến nguyên sách đạt được cái này thần đan, cái kia Lý Thiên Mệnh muốn tiếp tục chiếm lấy đế tinh bảng đệ nhất khả năng, liền sẽ rất thấp. Ngươi muốn động thủ sao? Nói thật, có chút quá nguy hiểm. Hắn không phải Lam Phi Lâm, ta cũng không phải cường thịnh trạng thái, đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 về sau, cái này chiến nguyên sách, đã mạnh đến mức khó giải. Phu Tử Thiên lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn vài lần, tâm lý liền đã có tính toán. Cái này cao 3 mét tráng hán, tuyệt đối là thập ức đệ tử bên trong tối cường giả. Tối thiểu nhất hắn đánh vào thị giác lực, so vi sinh mặc nhiễm còn mạnh hơn. Đương đương đương. Hắn xuất thủ cực kỳ bạo liệt, một quyền kia nhất côn, tuyệt đối không người có thể ngăn cản. Chính diện ngạnh kháng khẳng định không được, ta phải tìm cơ hội, nhìn có thể hay không trộm một chút. Các ngươi đừng tiến lên, ở chỗ này chờ ta, nếu là có thể đắc thủ, lập tức liền chạy. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hắn không phải không biết lượng sức, mà chính là suy tính mọi phương diện nhân tố. Đệ nhất, thần đan bản thân có dụ hoặc. Đây là có thể cấp tốc mở ra cục diện thần vật, ngắn hạn hiệu quả viễn siêu thần binh. Thứ hai, có lẽ những người khác, có thể thả mặc cho bọn hắn đạt được thần đan, có thể cái này chiến nguyên sách, bản thân đã có âm dương phần thiên đan, lại để cho hắn cầm tới đại đạo nguyên ma đan. Lý Thiên Mệnh phán đoán, trong tương lai tranh phong bên trong, người này sẽ nghiền ép hết thảy. Lý Thiên Mệnh mục tiêu thứ nhất cũng là thiên cung. Có người cản đường. Coi như thực lực không đủ, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Xuất thủ, xác thực tuyệt đối phải ra, nhưng nhất định không thể làm bừa. Lý Thiên Mệnh giao phó xong về sau, để ba người bọn họ đồng bọn, mà chính hắn mang theo Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, cau mày, tìm cơ hội. Tình huống trước mắt, chiến thần tộc phong kín những người khác quấy nhiễu đường. Một khi có người tùy tiện đi lên, lập tức liền sẽ bị vây công, bị hung ác đối đãi. Bọn họ không so Lam Huyết Tinh Hải. Lam Huyết Tinh Hải người sẽ còn đe dọa uy hiếp, bọn họ đều là trực tiếp động thủ, đem người giết hết bên trong, triệt để đem còn lại có ý tưởng người sợ mất mật. Kể từ đó, hoàn toàn không có đến gần cơ hội. Một khi đi lên, lập tức bại lộ. Chiến nguyên sách khẳng định nhận biết ta, nếu ta chiến bại, hắn sẽ còn lấy đi đoạt mệnh ngân long. Cử động lần này mạo hiểm to lớn. Ngay tại Lý Thiên Mệnh nhíu mày thời khắc, hắn cơ hội tới. Cái này Hắc Long cung chung quanh thông đạo, cũng không có phong bế, đúng vào lúc này, bốn phía lại vang lên chiến tiếng trống. Ngay sau đó, vô số thông đạo trong nháy mắt rối loạn, cuồng bạo tiếng long ngâm gào thét truyền đến. Tránh ra! Có long khôi! Tốt nhiều a! Tại mọi người kinh hồn bên trong, từng đầu long hồn theo thông đạo xông vào Hắc Long cung. Có long khôi trực tiếp theo đám người bên cạnh lướt qua đi, vậy mà không có công kích vây xem mấy vạn đệ tử.
mà chính là bay thẳng Hắc Long Cung, để mắt tới cái này mấy trăm cái chiến thần tộc. Trong thời gian ngắn, tối thiểu có hơn vạn Long Khôi xông tới, quy mô cùng Huyết Long Cung không sai biệt lắm. Mà lại, phía dưới còn có một đầu Long Khôi Chi Vương, 9 đầu Hắc Long, trên dưới giáp công chiến thần tộc. Tràng diện trong nháy mắt đại loạn. Hống hống hống. Rầm rầm rầm. Chiến thần tộc đệ tử không thể không quay người giết đến tận trời, đứng vững cái này hơn vạn Long Khôi trùng kích. Những thứ này Long Khôi dù sao không có 9 đầu Hắc Long mạnh, coi như về số lượng vạn, bọn họ tăng thêm cộng sinh thú, thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Thế mà, trận này náo động, lại làm cho sớm đã đỏ mắt những tông môn khác đệ tử, thấy được cơ hội. Trong này ẩn giấu rất nhiều hai chải tông môn đệ tử, những thứ này sau lưng thực lực tương đương tại Thanh Hồn Điện đệ tử, bản thân cũng có một ít lòng kiêu ngạo. Cơ hội vừa đến, bọn họ lướt nhau, bị đè nén rất lâu, ăn ý vừa đến, tại chỗ cùng một chỗ nộ hống. Hướng, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, ai cũng có cơ hội. Cùng tiến lên, lần này cùng Lam Phi Lâm lần kia hoàn toàn giống nhau. Điều này nói rõ, chỉ dựa vào trấn nhiếp, rất khó ngăn chặn mọi người trong lòng đoạt bảo chi tâm. Một khi cục diện xuất hiện biến động, như quỷ xà thần, hô nhau mà lên. Đừng nói là chiến thần tộc, cũng là Vô Mộng Tiên Quốc người, cũng đỡ không nổi. Dù sao lần này, chung quanh nhưng có trên 10.000 người a. Cơ hội tốt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giấu ở cái này phía trên trong vạn người. Hống hống hống, vạn quân đi theo Long Khôi sau lưng, cùng một chỗ lao xuống, cái này khiến chiến thần tộc đệ tử, trong nháy mắt hai mặt thụ địch. Cho dù là bọn họ tiến đến đệ tử, đều là đỉnh cấp tinh anh, lúc này thời điểm đều hoàn toàn nhịn không được, tại chỗ tan tác. May mắn, Long Khôi trông thấy có mới người cạnh tranh, tại chiến thần tộc tan tác tình huống dưới, quay đầu châm đối với mấy cái này mới tới đệ tử. Trong lúc nhất thời, Hắc Long cung đại loạn. Đại đa số đệ tử, đều nhìn chằm chằm cái kia 9 đầu Hắc Long trên thân cấp 7 trật tự thần đan, mặc kệ chiến thần tộc cùng Long Khôi ngăn cản, bọn họ có thể tránh chiến thì tránh chiến. Cả đám đều cùng cá bơi giống như, vượt qua Long Khôi, hướng 9 đầu Hắc Long trên thân chui. Oanh! 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 Người, thú quá nhiều, Lý Thiên Mệnh nhìn đến choáng váng, hai mắt hỗn loạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là người, thú cùng Long Khôi, liền 9 đầu Hắc Long ở nơi nào, đều không thấy được. Tiếng thú gào, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng ma sát, đinh tai nhức óc. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu vốn muốn giúp đỡ tới. Kết quả bị làm cho trực tiếp về cộng sinh không gian đi. Tại cái kia, xuyên thẳng qua chiến trường hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh rốt cục tại các loại thần thông cùng thức thần đạo kiếp trong khe hẹp, thấy được 9 đầu Hắc Long cái đuôi. Siêu! Hắn đưa trong tay đoạt mệnh ngân long, trực tiếp văng ra ngoài, bay ra mấy ngàn thước, quấn quanh ở 9 đầu Hắc Long cái đuôi phía trên. Vù vù! Hắn đột nhiên lôi kéo, dựa vào đoạt mệnh ngân long co vào. Nhanh chóng hướng về 9 đầu Hắc Long trên thân mà đi. Nói thật, lúc này thời điểm giống như hắn, dính tại 9 đầu Hắc Long trên thân người, thực sự nhiều lắm. Chỉ là đại đa số người, đều bị cái này Hắc Long lấy lực lượng mạnh mẽ cùng khôi lỗi kết giới tự mang lực sát thương, cho vùng bay ra ngoài. Thậm chí bị trực tiếp phá vỡ đế tinh kết giới, tại chỗ bị loại. Vù vù, làm Lý Thiên Mệnh bắt lấy Hắc Long trên thân lưỡi dao thời điểm, tay của hắn cũng bị xé nứt chảy máu. Cái này Hắc Long trên thân còn có mãnh liệt hắc hỏa, cọ rửa mà đến, đem Lý Thiên Mệnh tại chỗ chìm ngập. Siêu! Muốn đi! Lý Thiên Mệnh như du long một dạng, dùng hắc ám tí bắt lấy cái này Hắc Long thân thể. Ở những người khác đều bị bỏ lại thời điểm, hắn dùng đoạt mệnh ngân long, trực tiếp đem chính mình, buộc ổn định ở phía trên này. Đương đương đương! Tràng diện vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là công kích. Còn có người thấy được đoạt mệnh ngân long. Tới liền muốn cướp đoạt, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm, đánh giết. Hướng nó vị trí trái tim đi. Đó là nhiều người nhất nhìn chằm chằm địa phương. Nhưng là, vì tại cái này trong hỗn loạn, đoạt đến thần đan, nhất định phải tiến về vị trí kia. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, hắn ưu thế lớn nhất, thì là có thể bài trừ kết giới trộm thiên chi thủ. Đều cho ta cút. Tại 9 đầu Hắc Long gào thét chém giết, đem chung quanh con kiến một dạng đệ tử, nguyên một đám thiêu chết, đập thời điểm chết. Cái kia để 9 đầu Hắc Long kiêng kỵ ra hỏa, còn tại trước mắt của nó. Cái kia chính là chiến nguyên sách. Long Khôi hòa thượng vạn đệ tử song trọng quấy rối, để vốn là sắp thắng lợi chiến nguyên sách, phí công nhọc sức. Tâm tình của hắn, đương nhiên vô cùng hỏng bét.
Bởi vì Long Khôi cũng tiến công đệ tử khác, cho nên chiến thần tộc chịu đựng lúc đầu trùng kích về sau, lúc này thời điểm đã miễn cưỡng chống đỡ, co vào tại chín đầu Hắc Long bên này. Mở cho ta đường, tốc chiến tốc thắng. Tại hắn nặng âm thanh trong tiếng gầm giống tức giận, chỉ cần có thể quất xuất thân chiến thần tộc đệ tử, lập tức co vào chiến tuyến, làm hộ pháp cho hắn. Bọn họ vốn đã đánh có 2 phút đồng hồ, cái kia chín đầu Hắc Long bây giờ toàn thân đều bóp méo, long đầu đều gãy mất 2 cái, rõ ràng nhanh ngã xuống. Liền nó trên thân khôi lỗi kết giới, đều hỗn loạn vô trương, thiên thần văn loạn trật. Đây hết thảy đều thuyết minh, chiến nguyên sách khoảng cách thắng lợi, vốn chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần ta lại cầm tới cái này một cái cấp 7 thần đan, ai còn có thể quấy nhiễu ta tiến thiên cung. Nhanh! Thắng lợi đang ở trước mắt, chiến thần tộc đệ tử nhóm, tự nhiên nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt thiêu đốt. Mở đường, đem mệnh lấp phía trên, đều muốn vì cửu ngũ hoàng tử cầm tới thần đan. Đều chớ để ý, dùng thân thể đè lại cái này Hắc Long. Bọn họ cùng cộng sinh thú, không sợ sinh tử, đáp xuống. Tại chiến nguyên sách bên người, bắt mắt nhất cường đại nhất, còn là hắn năm đầu cộng sinh thú. Bọn họ đẳng cấp cũng rất cao, trong mắt điểm sao, đều có 4,800 trở lên, thậm chí có một đầu đột phá 5.000. Đây là năm đầu, vô cùng cương mãnh, hung hãn, tàn bạo cộng sinh thú. Tên của bọn nó, gọi là Kim Nghê Thông Thiên Viên. Bọn họ người lập chiến đấu, nắm giữ hoàng kim đúc thành một dạng viên hầu thân thể, cùng chiến nguyên sách một dạng toàn thân đều là bắp thịt. Khác biệt chính là, bọn họ còn có cương châm một dạng bộ lông màu vàng óng. Bộ lông màu vàng óng phía trên, đốt cháy hừng hực liệt hỏa. Hai tay hai chân, đều có giống như trăng khuyết một dạng móng vuốt, quả thực như trật tự thần binh một dạng sắc bén. Cái kia kim sắc móng vuốt chộp vào cái kia chín đầu Hắc Long trên thân, trực tiếp sẽ sinh ra chói mắt sao hỏa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ cũng không phải là thuần túy viên hầu. Bởi vì, cái kia viên hầu tráng kiệt, linh hoạt trên thân thể, mọc ra chính là hùng sư đầu. Đầu này mọc ra thật dày lông bầm màu vàng óng, có to lớn miệng. Nộ hống thời điểm, phát ra chính là hùng sư thanh âm. Cái kia một miệng kim sắc hàm răng, cũng là nó trên người chúng lực sát thương mạnh nhất vũ khí. Lúc này thời điểm chiến nguyên sách, tay cầm cấp 7 trật tự thần binh, 8 tai linh động, mắt sáng như đuốc, bên người ngũ đại kim nghê thông thiên viên chấn thủ. Cương mãnh vô song. Đây là Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, người này căn bản là không có cách địch nổi nguyên nhân. Nói ngắn gọn, cũng là quá mạnh. Ngay tại lúc này, lấy cái kia năm đầu kim nghê thông thiên viên cầm đầu, mấy trăm đầu cộng sinh thú lao xuống, lấy thân thể của mình, liên tiếp đè xuống chín đầu Hắc Long. Cái kia chín đầu Hắc Long trên thực tế, chính là do màu đen lưỡi dao tạo thành, xoay tròn vặn vẹo đều là lực sát thương. Bọn họ dùng thân thể máu thịt cưỡng ép đè lại Hắc Long, tự nhiên sẽ máu me đầm đìa, thậm chí thật mất mạng. Nhưng, chiến thần tộc cũng là như thế dũng mãnh. Vì bọn họ cửu ngũ hoàng tử, coi như ở chỗ này mất đi cộng sinh thú, rất nhiều người đều nguyện ý. Giống giống, muốn không phải hiện tại tràng diện xáo trộn, đêm dài lắm mộng, chiến thần tộc căn bản không dùng cái này mạo hiểm phương thức. Tại cái kia chín đầu Hắc Long nộ hống thời điểm, từng đầu cộng sinh thú áp chế tới. Nguyên một đám chiến thần tộc đệ tử, lấy trật tự thần binh kẹp lại chín đầu Hắc Long khớp nối. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem cái này Long Khôi Chi Vương, triệt để ấn trên mặt đất. Đem nó trên thân quấn lấy người, toàn bộ làm rơi. Chiến nguyên sách tay cầm cái kia kim sắc gậy gộc, từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng chín đầu Hắc trái tim của rồng vị trí. Phốc phốc phốc, tại chiến thần tộc cộng sinh thú cùng chín đầu Hắc Long song trọng giáp công phía dưới. Những cái kia vừa mới còn quấn ở Hắc Long trên thân người, toàn bộ không may. Hoặc là bị cộng sinh thú thần thông trúng đích, hoặc là bị Hắc Long trên thân lưỡi dao rảo sát. Nguyên một đám đế tinh kết giới, nhanh chóng bạo phá. Đế tinh kết giới bảo hộ thời gian không lâu lắm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm. Muốn là lúc này thời điểm bị công kích đến, tại chỗ tử vong cũng có thể. Dù sao, tràng diện thực sự quá loạn. Cửu ngũ hoàng tử, không sai biệt lắm trống rỗng. Chiến nguyên sách nghe được câu này về sau, tại hắn ra lệnh một tiếng, tất cả chiến thần tộc đệ tử cùng một chỗ phát lực. Lúc này vẫn là có rất nhiều đệ tử quấy rối, nhưng cũng không ai có thể ngăn cản chiến nguyên sách cùng hắn cộng sinh thú, nắm lấy cơ hội, đối chín đầu Hắc Long phát động nhất kích chí mệnh. Ầm ầm, kim sắc gậy gộc cùng rất nhiều thần thông, đập vào Hắc Long vị trí trái tim.
cái kia năm đầu kim nghê thông thiên viên, càng là dùng hàm răng, móng vuốt, đem cái này long khôi chi vương thân thể xé rách, cưỡng ép phá hư khôi lỗi kết giới. Dù cho mạnh như vậy đánh, vậy mà đều không có tại chỗ đánh vỡ kết giới. Lại đến, chiến nguyên sách nhíu chặt mày lên, tiếp tục động thủ. Hắn lại lần nữa lao xuống, lại đánh một lần. Đây có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Bởi vì tại phía sau hắn, còn theo hơn ngàn người đệ tử, trước tới quấy rối, tranh đoạt. Các ngươi những người này, ta toàn bộ nhớ kỹ. Ta phân biệt không ra các ngươi tướng mạo, nhưng lấy tai của ta lực, có thể nhớ kỹ mỗi người các ngươi thanh âm. Coi như ra vô thiên chi cảnh, bút chướng này, ta chiến thần tộc cũng sẽ cùng các ngươi tông môn, chậm rãi tính toán cái rõ ràng. Chiến nguyên sách một tiếng giống giận rung trời, quả thực dọa sợ khá hơn chút người. Thế mà, hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngay tại hắn đệ nhị kích tiến công trước đó, cái kia bị đè lại chín đầu hắc long, đột nhiên ngao ô một tiếng, trên thân lộng lẫy tán loạn. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể khổng lồ kia tán lạc xuống, hóa thành vô số lưỡi dao, đùng đùng không dứt rơi trên mặt đất. Cái này mang ý nghĩa, kết giới đã phá. Chiến nguyên sách nhíu mày một cái. Hắn tưởng rằng chính mình phía trên nhất kích đã thành công, chỉ là long khôi phản ứng lạc hậu. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, cặp mắt của hắn, không ngờ nhìn đến, để hắn tức giận một màn. Đao kia mảnh trong hải dương, một cái thiếu niên tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nắm bắt một cái màu đen đan dược, trực tiếp bỏ vào tu di giới chỉ bên trong. Tình cảnh này, không chỉ là chiến nguyên sách, phụ cận những chiến thần khác tộc, còn có cái kia hơn vạn chính đang quấy rối đệ tử. Trong lúc nhất thời đều ngốc trệ. Thanh hồn điện, Lý Thiên Mệnh. Từng tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên nhói nhói lỗ tai. Bao quát chiến nguyên sách ở bên trong chiến thần tộc đệ tử, toàn bộ ánh mắt phun lửa, giận không nhịn nổi. Vì đạt được cái này thần đan, bọn họ bỏ ra rất lớn đại giới. Vạn vạn không nghĩ đến, tại cuối cùng được tay trước, vậy mà toát ra một cái Lý Thiên Mệnh. Làm sao không sinh khí? Nhưng nói thật, tránh thức đánh vỡ kết giới. Cũng không phải là bọn họ, mà chính là Lý Thiên Mệnh. Vì tiềm tàng, trốn tránh, Lý Thiên Mệnh mấy lần kém chút bị phát hiện, trên thân cũng thụ thương. May mắn cái này chín đầu hắc long cũng đủ lớn, hắn mới xé toang kết giới, từ nội bộ xáo trộn thiên thần văn, cuối cùng tại cuộc hỗn chiến này bên trong, lấy được đại đạo nguyên ma đan. Mà giờ khắc này, không thể là giả bức đùa nghịch thời điểm. Đi! Tại hiện thân trong tích tắc, Lý Thiên Mệnh trong tay đoạt mệnh ngân long. Đột nhiên bay về phía thương thiên, đính tại trên trần nhà. Siêu! Đoạt mệnh ngân long co vào tốc độ, đem Lý Thiên Mệnh mang lên, trong nháy mắt hướng lên phía trên. Tất cả mọi người cần phản ứng thời gian. Phản ứng này thời gian, để hắn may mắn thoát ly chiến thần tộc vây quanh. Ngay sau đó, Miu Miu hóa thành đế ma hỗn độn, theo cộng sinh không gian xông ra. Nó đã tại cộng sinh không gian bên trong vòng quanh chạy ra tốc, tại đi ra trong nháy mắt. Trực tiếp đạt đến tốc độ nhanh nhất. Một khắc này tia chớp bạo phát, màu đen lôi đình tại bắn nổ trong nháy mắt, mang theo Lý Thiên Mệnh liền xông ra ngoài. Đuổi theo, giết. Chiến nguyên sách chỉ sững sờ trong nháy mắt, lập tức hai mắt đốt cháy. Hắn cùng tất cả chiến thần tộc đệ tử, trong lúc nhất thời đều điên theo giống như, truy hướng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trước mắt, còn có vô số còn lại Thái Dương Vạn Tông đệ tử. Bọn họ kịp phản ứng. Trong nháy mắt mắt bốc kim quang, để mắt tới Lý Thiên Mệnh, ngăn cản mà đến. Một cái nắm giữ đoạt mệnh ngân long cùng đại đạo nguyên ma đan đệ tử, thực lực lớn ước là tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai, hiện tại Lý Thiên Mệnh, trong mắt mọi người, quả thực cũng là di động bảo tàng. Ngăn lại hắn, từng tiếng thét lên, nói rõ lấy các đệ tử tâm tình kích động. Bọn họ không phẫn nộ, ngược lại cảm thấy cơ hội đang ở trước mắt. So với chiến nguyên sách bọn họ đạt được thần đan. Bọn họ càng tình nguyện Lý Thiên Mệnh thành công. Dù sao, Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn, còn muốn vượt qua bọn họ. Mà chiến thần tộc bên này, tuyệt đối ngập trời giận dữ. Đánh nửa ngày, trả giá đắt, thắng lợi quả thực lại bị người nhẹ nhõm kiếm đi. Chiến thần tộc đệ tử nhóm tâm tình, đều như núi lửa bạo phát. Trong đám người, cái kia chiến nguyên sách tựa như là hỏa diễm sao băng, hướng lên phía trên, phát ra nổ thật to âm thanh, vọt tới Lý Thiên Mệnh. Cái kia năm đầu, kim nghê thông thiên viên, nắm giữ viên hầu thân thể. Khác thấy bọn nó thân thể to lớn, nắm giữ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 tinh luân nguyên lực, còn có cường hãn nhục thân, làm cho chúng nó phá lệ linh hoạt. Cái kia thô to hai chân trên mặt đất tiếp sức, nhảy cẫng lên,
hóa thành năm đạo chói mắt kim quang lửa giận, theo sát chiến nguyên sách sau lưng, cùng những chiến thần khác tộc kéo ra chênh lệch rất lớn. Rầm rầm rầm. Bọn họ chỗ đến, phàm là có cản đường người cùng thú, đều bị trực tiếp phá tan, hướng hai bên bay ra, cơ hồ đầu rơi máu chảy. Tràng diện lại lần nữa đại loạn. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh thay thế chín đầu hắc long, trở thành mọi người trong mắt bánh trái thơm ngon. Tại chỗ đệ tử, ngược lại hưng phấn lên. Bởi vì, bất kể thế nào nhìn, Lý Thiên Mệnh đều so chiến thần tộc cùng chín đầu hắc long dễ đối phó. Bọn họ nghĩ là, nếu có thể đoạt đến đan dược, coi như bị người đánh ra đế tinh kết giới đào thải, đời này đều huyết kiếm lời. Một cái thất giai trật tự thần đan, đó là ảnh hưởng một sinh sự tình. Lên, hắn hướng tới bên này. Ngăn lại, đừng đánh ra đế tinh kết giới. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, chỉ có chiến thần tộc hội truy chính mình, không nghĩ tới đệ tử khác hỏa lực càng hung mãnh. Mà lại, những người này đại đa số, đều ngăn cản tại hắn con đường đi tới phía trên. Meo, xem ngươi rồi. Miêu miêu trong đám người lấp lóe phi nước đại. Trước mắt tối thiểu mấy trăm cái đối thủ ngăn cản, công kích, sau lưng còn có cuồng bạo chiến thần tộc. Nó tại chạy thời điểm ra đi, không ngừng sử dụng thần thông, bôn lôi kiếp uy lực hỗn hợp lôi đình nổ tung. Đường kính vài trăm mét hồn thiên điện ngục nghiền ép ra ngoài, trực tiếp mở đường, đánh bay rất nhiều đệ tử, càng làm cho rất nhiều ngăn cản người tại chỗ tê liệt, thậm chí huyết nhục bị điện giật thành cho bụi. Lý Thiên Mệnh dường như về tới, mình tại Viêm Hoàng Đại Lục trên không, độc chiến mấy vạn thượng thần thời điểm. Siêu siêu siêu, Miu Miu phát huy thái sơ hỗn độn lôi ma cực hạn năng lực, tận lực né tránh, du thoán. Nó trên thân, cửu trọng hỗn độn lôi giới, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng có nhất định tác dụng bảo vệ. Trong lúc nhất thời, Hắc Long cung bên trong, quả thực người ngã ngựa đổ. Xì xì xì, lôi đình bôn tẩu, thần thông tàn phá bừa bãi. Các loại cự thú khắp nơi đi loạn, ngược lại làm cho không ít người, bị mất Lý Thiên Mệnh vị trí. Đây là Lý Thiên Mệnh cùng chín đầu Hắc Long khác nhau. Miêu miêu đế ma hỗn độn, có thể không thay đổi lớn như vậy. Lại thêm tốc độ thực sự nghịch thiên, trên cơ bản không thấy rõ ràng hắn ở đâu, liền đã biến mất. Oanh! Oanh! Đao kiếm, thần thông, kinh thiên động địa. Nhìn lại, kim quang kia hỏa diễm vẫn còn ở đó. Lửa giận bao phủ bên trong, cái kia mắt vàng thiếu niên chiến nguyên sách một đôi lạnh lẽo đôi mắt, chết nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh. Ở phía sau hắn, cái kia kim nghê thông thiên viên, không ngừng phát ra hùng sư trầm thấp nộ hống. Cái kia hung ác ánh mắt, to khỏe khí tức, lộ ra cực kỳ dọa người. Có thể đi à? Huỳnh hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, trợ giúp Miêu Miêu dùng thần thông mở đường. Có hơi phiền toái, cản đường người so ta tưởng tượng bên trong nhiều. Mỗi người cũng muốn cướp đoạt. Lý Thiên Mệnh không có đánh giá thấp chiến thần tộc, lại đánh giá thấp còn lại Thái Dương Vạn Tông đệ tử đảm lượng. Cho dù là bọn họ phần lớn người, đều không thuộc về nhất lưu thế lực, thậm chí đến từ tứ lưu thế lực, đều không ảnh hưởng bọn họ đoạt bảo chi tâm. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh hướng phương hướng nào đi, đều có lít nha lít nhít người cùng thú nhào lên. Đương đương đương. Khắp nơi đều là người. Khắp nơi đều là tuổi trẻ, nóng rực, khát vọng ánh mắt. Mỗi người đều rất hot. Những người này coi như tạm thời nhận sợ, cơ hội vừa đến, lập tức đều là dân liều mạng. Trên người bọn họ lưu chuyển hàng tinh nguyên lực lượng, đang thúc giục lấy bọn hắn, đối mặt Lý Thiên Mệnh thời điểm, căn bản không sợ hãi chút nào, xuất thủ tương đương hung hoành. Chiến thần tộc đồ vật, chúng ta cũng dám cướp đoạt, huống chi là ngươi Lý Thiên Mệnh. Nguyên một đám giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt, đạp thiên ba bốn giai mức độ, đều dám đi lên chặt Lý Thiên Mệnh. Bọn họ nhân số quá nhiều, giết, đều giết không sạch sẽ. Kể từ đó, Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh lập lòe xê dịch, tiếp tục phá vây, có thể bị ngăn cản người ảnh hưởng, dẫn đến hắn rời đi tốc độ xuống hàng rất nhiều. Tại loại này điều kiện tiên quyết, ngược lại làm cho những chiến thần kia tộc đệ tử, cấp tốc tới gần Lý Thiên Mệnh. Nhất là cái kia chiến nguyên sách. Thanh hồn điện con ruồi, người chơi chán a. Bên tai truyền đến một tiếng như là đồi núi sụp đổ giống như tiếng oanh minh âm. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái kim sắc gậy gộc, tại mãnh liệt mở rộng, trong nháy mắt bay vọt vô số khoảng cách, hướng về Lý Thiên Mệnh giận nện mà đến. Một côn này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chỗ đến đám người lui tán. Ngọn lửa màu vàng bao phủ, bàng bạc tiếng rít âm, giống như là biển gầm đập vào mà đến. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 cương mãnh chi lực,
hoàn toàn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Rầm rầm rầm, nhất côn nện xuống, vang lên từng đợt âm bạo. Ong ong, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trước có trở ngại cản người, sau có kẻ đuổi giết. Hai mặt thụ địch, đây hết thảy đều đang nói rõ, cấp 7 trật tự thần đan, cũng không phải là tốt như vậy, trộm đi. Tới tay dễ dàng, mang đi khó khăn. Tiếp tục hướng phía trước. Tình huống nguy cấp, Lý Thiên Mệnh lại tính toán bình tĩnh tỉnh táo. Tại cái kia kim sắc gậy gộc đập tới trong nháy mắt, trong tay hắn đoạt mệnh ngân long bay ra ngoài. Cái kia ngân long trên bầu trời cấp tốc xoay quanh cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, vậy mà kết thành một cái hình tròn kim sắc cự thuẫn, chống tại trên đỉnh đầu. Đây là tới tự tử diệu tinh tam cảnh thần quyết, phi liên ngân thuẫn. Lý Thiên Mệnh tại khiêu chiến cổ thần tượng thời điểm học qua, tuy nhiên không quen, có thể lúc này thời điểm vẫn phát huy bộ phận huyền diệu. Làm cái kia phi liên ngân thuẫn hình thành về sau, mình mông tinh luân nguyên lực hội tụ trong đó, đoạt mệnh ngân long còn đang vặn vẹo. Loại này phức tạp vặn vẹo, để cái này phi liên ngân thuẫn trong thời gian ngắn, tương đương với biến thành một cái vòng xoáy màu bạc. Chống đỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, chiến nguyên sách cấp 7 trật tự thần binh, trực tiếp nện tại đoạt mệnh ngân long phía trên. Làm. Âm thanh chói tai, nổ tung mà ra. Kim sắc cùng màu bạc kim loại đụng nhau, bạo phát ra sáng chói tinh quang. Trong lúc nhất thời, để nửa cái hắc long cung lâm vào ban ngày bên trong. Cái kia đoạt mệnh ngân long tại đối phương lực lượng cuồng bạo trùng kích phía dưới, đã dẫn phát mãnh liệt lần thứ hai chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn, lõm đồng thời, càng là bởi vì lưỡi dao cùng gai nhọn ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm, nghe được người hai lỗ tai kịch liệt đau nhức. Thật mạnh mẽ. Đoạt mệnh ngân long phi liên ngân thuẫn trạng thái, trong nháy mắt bạo phá, trở về ngân sắc xiềng xích. Cái kia khổng lồ lực đạo, làm đến xiềng xích hướng về Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu nện tới. Lý Thiên Mệnh bị lực lượng trùng kích, hắn muốn mạnh mẽ thu hồi đoạt mệnh ngân long, tự nhiên sẽ dẫn đến đoạt mệnh ngân long đụng vào trên thân. Phốc phốc, từng tiếng kêu rên, làm hắn cuối cùng khống ở ra đoạt mệnh ngân long thời điểm, hắn cùng Miêu Miêu đều bị chấn bay ra ngoài, hung hăng nện hướng về phía trước, kém chút ngã lăn xuống đất phía trên. Nếu là như thế, sẽ chỉ ở trong nháy mắt bên trong, để chung quanh mấy ngàn đệ tử biển người bao phủ. Lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh, trong thân thể đã có nhất định bị thương. Trên người hắn rất nhiều giới tử, đều ở hoàn toàn vỡ tan trạng thái, tinh luân nguyên lực đều tiêu tán không ít. Chiến nguyên sách một kích này, ngược lại để Lý Thiên Mệnh, rõ ràng cảm nhận được, cái này trên Thái Dương, tối đỉnh cấp người đồng lứa chiến lực. Trật tự chi địa, thiếu niên thiên tài, chiến nguyên sách xem như đại biểu nhân vật. Lợi hại, Miêu Miêu tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lại lần nữa bay qua lên, tại đám người trong bầy thú truyền thuyết. Thậm chí dùng rất nhiều cộng sinh thú tiếp sức, thoát ly hiểm cảnh. Đế tinh bảng thứ hai, thì tài nghệ này. Chiến nguyên sách lại âm hồn bất tán, vẫn truy tại phía sau hắn. Thanh âm của hắn rất nặng nhưng lại rất vang dội, trùng kích lực 10 phần. Hắn vậy mà không biết, đây đã là Lý Thiên Mệnh, tiến cửu long đế táng trước thứ hạng. Hống hống hống. Tại hắn lại lần nữa đánh tới thời điểm, nó năm đầu kim nghê thông thiên viên, cũng theo mấy cái phương hướng. Ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Oanh! Hỏa diễm thần thông nghiền ép xuống. Bọn họ đồng thời dùng đao kiếm một dạng nanh vuốt, hướng về Miêu Miêu nhào tới. Nguy cơ lại đến. Lý Thiên Mệnh, ngay cả ta trong miệng thịt, ngươi dám đào ra đi. Ta chẳng những muốn để ngươi phun ra, còn muốn rút ra ngươi ngũ tạng lục phủ, cùng nhau nuốt vào. Đây là một cái từ nhỏ, tại chiến đấu cùng chém giết bên trong quật khởi ngoan nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng kim nghê thông thiên viên hình thành tinh tướng, chấn đặt ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Lần này vây giết, ép ra còn lại ngăn cản người. Có thể nói, chiến nguyên sách đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh trong tay đoạt mệnh ngân long. Thứ này hắn hiện tại không dùng đến, nhưng chỉ cần nắm bắt tới tay, luôn có thể dùng tới một ngày. Tại cái này bá đạo, cường thế chấn áp phía dưới, xem ra tựa như là tuyệt cảnh. Chiến nguyên sách tinh tướng, nắm giữ đồi núi một dạng áp chế lực. Nó chẳng những để Lý Thiên Mệnh tay chân biến đến trầm trọng, càng làm cho trên thân mỗi một cái giới tử, đều thừa nhận trọng áp, tiếp cận sụp đổ. Thật mạnh tinh tướng. Loại này toàn thân thụ áp cảm giác, vẫn là tương đối hiếm thấy. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, cái này một cái chiến thần tộc ngự thú sư, thì ở mọi phương diện đè chết Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Cái kia tinh tướng trọng áp.
đã ép tới Lý Thiên Mệnh thân thể, sinh ra run rẩy chấn động. Rất nhiều huyết nhục tự mình xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra. May mắn có Thanh Linh Tháp trấn thủ thân thể, ngăn cản lấy giới tử sụp đổ. Hắn xong. Dám đoạt chiến nguyên sách đồ vật, ha ha. Không có đầu óc. Rất nhiều đệ tử mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ngay tại cửa này đầu, Lý Thiên Mệnh ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Trải qua cảnh tượng hoành tráng, loại nguy cơ này hắn đã sớm có thể thản nhiên đối mặt. Lại nói, muốn dẫn thất thần đan, sao có thể toàn thân trở ra. Tại Miêu Miêu hướng lúc đi ra, Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung ra đoạt mệnh ngân long. Cái kia dài đến 10.000 mét đoạt mệnh ngân long tại chỗ bay ra ngoài, ngân quang lấp lóe ở giữa, quấn lên trước mắt ba đầu kim nghê thông thiên viên. Đồng thời bay về phía đầu thứ tư, con thứ năm. Siêu siêu siêu. Sắc bén kia đoạt mệnh ngân long, quấn quanh ở trên thân thể của bọn nó, nhất thời kéo ra khỏi rất nhiều vết máu, đồng thời cũng ngăn trở bọn chúng đánh giết. Hống hống hống. Kim nghê thông thiên viên nộ hống, toàn thân huyết nhục bạo phát, bọn họ tuy nhiên kéo không ngừng đoạt mệnh ngân long, lại có thể căng ra. Bắt lấy, đừng để hắn kéo trở về. Chiến nguyên sách ánh mắt sáng lên. Kim nghê thông thiên viên minh bạch hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời bọn họ năm cái, đều không để ý tới đoạt mệnh ngân long sắc bén, dùng hai tay giữ chặt xiềng xích này. Thậm chí, liền để nó quấn ở trên người, không cho Lý Thiên Mệnh rút về đi. Đoạt mệnh ngân long, thuộc về ta. Chiến nguyên sách bỗng nhiên cười lạnh. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng không có như hắn dự đoán bên trong như thế toàn lực thu hồi đoạt mệnh ngân long, ngược lại làm ra để chiến nguyên sách chấn kinh tiến hành. Siêu. Lý Thiên Mệnh vậy mà đưa trong tay đoạt mệnh ngân long, quăng về phía chiến nguyên sách. Chiến nguyên sách vọt lên, đoạt mệnh ngân long loại này trọng bảo một mặt, vậy mà bay đến trước mắt. Hắn đương nhiên thân thủ giữ chặt. Lúc này, đoạt mệnh ngân long một phía khác, đã quấn quanh ở kim nghê thông thiên viên trên thân. Cái này mang ý nghĩa chiến nguyên sách, đã được đến đoạt mệnh ngân long. Này bằng với Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đưa cho hắn. Cái này, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là cấp 7 trật tự thần binh A. Bao quát chiến nguyên sách ở bên trong, đều ngơ ngác một chút. Hắn đạt được cái này trọng bảo, coi như tạm thời không có cách nào dùng, có thể đoạt mệnh ngân long giá trị, so trong tay hắn kim sắc gậy gộc cao hơn rất nhiều. Đây là sự thật. Thân thể của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Trong tay đoạt mệnh ngân long, thoát ly chủ tay của người, khí hồn nhất thời bất mãn, điên cuồng tránh thoát, muốn chạy ra chiến nguyên sách trưởng khống. Chiến nguyên sách chỉ có thể cưỡng ép đè lại nó. Bên kia năm đầu kim nghê thông thiên viên, cũng là đem cái này một đầu 10.000 mét lớn lên ngân long, ra sức đè lại. Lý Thiên Mệnh sẽ trở về, cướp đoạt mệnh ngân long A. Chính khi mọi người xuất hiện cái nghi vấn này thời điểm, thiếu niên tóc trắng kia khống chế lấy một đầu màu đen lôi đỉnh cự thú, trực tiếp quay người liền xông ra ngoài. Trực tiếp thừa cơ xông ra trùng vây. Ông trời của ta, đoạt mệnh ngân long từ bỏ. Ta hiểu được, hắn đây là vứt bỏ trọng bảo, cầu một cái chạy thoát cơ hội. Ta nên nói hắn đầy đủ quả quyết, hiểu được nhận rõ ràng hiện thực đâu, vẫn là nói hắn ngu xuẩn đâu. Dù sao, đoạt mệnh ngân long giá trị, đại đạo nguyên ma đan chưa hẳn có thể so sánh, chỉ là đan dược này, tạm thời tác dụng so sánh lớn thôi. Hắn cùng chiến nguyên sách, chênh lệch lớn như vậy, cho dù có thần đan, đều đền bù không được. Tại cái này một mảnh hỗn loạn bên trong, Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, trốn ra dày đặc nhất vòng vây. Tiếp đó, vẫn là có rất nhiều người tiến công. Nhưng tối thiểu nhất, so vừa mới thoải mái hơn. Chiến nguyên sách cưỡng ép đè xuống đoạt mệnh ngân long, thời gian một sai qua, liền rốt cuộc đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh. Có thể a, biết không có hy vọng, hiểu được vứt bỏ đoạt mệnh ngân long bảo mệnh, tính người đầy đủ hiểu chuyện. Rất nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh kỳ thật có thể vứt bỏ thần đan. Nhưng kỳ thật, vứt bỏ đoạt mệnh ngân long cùng vứt bỏ đại đạo nguyên ma đan, hiệu quả cũng không giống nhau. Bởi vì, đoạt mệnh ngân long sẽ phản kháng. Chiến nguyên sách muốn khống chế lại nó, liền sẽ chậm trễ thời gian. Mà lại, đối đã được đến âm dương phần thiên đan chiến nguyên sách tới nói, đoạt mệnh ngân long giá trị càng cao. Hắn chiến thần tộc đệ tử, còn tại đi lên truy. Bây giờ, vẫn trên 10.000 người truy tại Lý Thiên Mệnh sau lưng. Nhưng là, chiến nguyên sách không có đuổi. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chạy ra dày đặc vòng vây Lý Thiên Mệnh, giờ phút này bày ra tốc độ, hắn đều đuổi không kịp. Ca. Có một cái chiến thần tộc đệ tử,
đem một cái màu đen chống trận kết giới, đưa đến Chiến Nguyên Sách trước mắt. Đây là một cái cao gầy thiếu nữ tóc vàng, chiều cao của nàng vượt qua Lý Thiên Mệnh một cái đầu, dáng người tỷ lệ rất tốt. Cái kia một đôi trắng như tuyết tròn trịa chân dài, mặc một bộ bằng da váy ngắn, có thể nói cực kỳ chói sáng, trên thân cao ngất kia ngọn núi, càng là quy mô kinh người, vẻn vẹn thu nạp tại một kiện màu đen ngắn áo ra phía trên, có miêu tả sinh động cảm giác. Đừng nhìn nàng dáng người cuồng dã, có thể ngũ quan đó khuôn mặt, tinh xảo mà xinh đẹp, một đôi tròng mắt màu vàng óng, rất có thoải mái cảm giác, lộ ra thần thánh mà cao nhã, rất có nữ chiến thần anh tư. Nàng tên là Chiến Yêu Kiều, chính là chiến thần tộc, chín lục công chúa, chỉ so với Chiến Nguyên Sách một chút. Dạng này rung động lòng người vưu vật, đủ để cho rất nhiều người chú ý lực, chỉ đặt ở thân thể của nàng đoạn trên, mà không phải trong tay nàng màu đen chống trận. Cái này màu đen chống trận, rõ ràng muốn lớn hơn một chút, trên đó thiên thần văn, càng quỷ dị hơn. Từ đâu tới, Chiến Nguyên Sách trầm giọng hỏi. Vừa mới cái kia chín đầu hắc long kết giới phá về sau, ngưng tụ thành cái này. Chiến dịu dàng nói. Được. Chiến Nguyên Sách trước đem cái này chống trận thu lại. Trong tay hắn đoạt mệnh ngân long còn đang giãy giụa. Chiến Nguyên Sách chỉ có thể phân ra hai đầu kim nghê thông thiên viên, để chúng nó thời khắc ngăn chặn cái này đoạt mệnh ngân long. Ca, không truy sao? Chiến Yêu Kiều hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến Lý Thiên Mệnh đã đột phá trùng vây, đạt tới cửa thông đạo. Lập tức liền muốn nghênh ngang rời đi. Gia hỏa này cộng sinh thú tốc độ nhanh đến kinh người, tốc độ không phải ưu thế của ta, để hắn xông ra vòng vây thì không đuổi kịp. Hắn như vậy dứt khoát, ném ra đoạt mệnh ngân long, quả thật làm cho ta ý bên ngoài. Chiến Nguyên Sách nói. Não tử ngược lại là dùng rất tốt, lá gan cũng rất lớn. Cũng là thực lực quá kém, không dùng được. Bất quá, đại đạo nguyên ma đan để hắn lấy đi, thật sự là thua thiệt lớn. Chiến Yêu Kiều bĩu môi nói. Tạm thời không có chuyện làm nhi, người này năng lực thuộc tính, cũng không có thể xứng đôi đại đạo nguyên ma đan, ta đoán chừng hắn thời gian ngắn không biết dùng, lại thêm hắn có thể chạy, sẽ không bị tùy tiện bị đào thải, cứ như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Lại để cho hắn dễ chịu một đoạn thời gian, chúng ta việc cấp bách, trước dùng cái này chống trận. Tiếp tục tìm cái này cửu long đế táng bí mật. Thần đan mất đi, Chiến Nguyên Sách cũng không có nhớ mãi không quên, mà chính là lập tức đi vào cái kế tiếp giai đoạn. Tại cái kia hơn vạn đệ tử, còn tại đối Lý Thiên Mệnh theo đuổi không bỏ thời điểm, hắn gọn gàng mà linh hoạt, mang theo chiến thần tộc đệ tử rời đi. Chỗ nào xuất hiện con ruồi, đoạt của ta thần đan, ngươi làm sao dám đó a? Ha ha! Rời đi thời điểm, Chiến Nguyên Sách híp mắt. Nhìn lấy chui vào một cái lối đi khác Lý Thiên Mệnh liếc một chút, lòng sinh cười lạnh. Hắn là có như vậy một chút bội phục, Lý Thiên Mệnh dứt khoát ném ra đoạt mệnh ngân long để chạy trối chết cử động. Nhưng, cựu oán đã kết xuống. Lần sau để cho ta bắt được, nhìn ngươi còn có thể ném bảo vật gì để chạy trối chết. Xong, vừa tới tay bảo bối, còn không có che nóng hổi, cũng làm người ta cho tuốt đi. Huỳnh Hỏa không có cam lòng, hùng hùng hổ hổ, một trận chu lên. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua. Chiến thần tộc không có lại truy đuổi, là hắn biết lần này, đã thoát ly hiểm cảnh. A, ngươi người này mất đi bảo bối, không cần phải đau lòng nhức óc, lửa giận ngút trời a. Huỳnh Hỏa nghi hoặc hỏi. Không có gì tốt đau lòng a, lần này xác thực không có cách nào, thần đan lấy được, nhưng đánh giá thấp đệ tử khác ngăn cản cường độ, muốn là không có những người này quấy rối, ta ngược lại thật ra có thể toàn thân trở ra. Thì vừa mới tình huống kia, ngoại trừ từ bỏ đoạt mệnh ngân long, căn bản không có biện pháp nào khác. Muốn cầm tới cái này thần đan, phải dùng đoạt mệnh ngân long đổi. Lý Thiên Mệnh một bên đột phá sau cùng vây quanh, một bên rất bình tĩnh mà nói. Thân thể của hắn còn có một số thương thế, cái kia là đến từ đối phương tinh tướng chấn áp, còn có đệ nhất côn uy lực. Hiện tại dựa vào thanh linh tháp chữa trị, nhân tài dễ chịu một số, xem như chậm đến đây. Thần binh đổi thần đan, đáng giá không? Huỳnh Hỏa bĩu môi hỏi. Đương nhiên đáng giá a, Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Thần đan là tiêu hao phẩm, sử dụng hết liền không có, giá trị trực tiếp hút dọn sạch. Một hồi ta liền để Tiểu Phong nuốt mất nó, có thể thời gian ngắn tăng cường chúng ta đoàn đội chiến đấu lực, loại này thời gian ngắn thực lực tăng phúc, so thần binh lớn. Tại cái này vô thiên chi chiến bên trong, chiến đấu lực mới là hết thảy căn bản, nắm giữ chiến đấu lực. Mới có thể quyết định tiếp xuống đi hướng, mới có thể tiếp tục lưu lại đế tinh bảng, tranh thủ càng nhiều bảo tàng. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất kín đáo.
Nói thật, vứt bỏ đoạt mệnh ngân long, trong lòng của hắn có như vậy một chút phiền muộn, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bởi vì tại chính hắn xem ra, hôm nay lần này mạo hiểm, tuyệt đối huyết kiếm lời. Tiểu Phong là ta thân huynh đệ, hắn nếu là có thể thực lực tăng lên, cùng chính ta tăng lên, cơ bản không có khác nhau. Lý Thiên Mệnh nhớ tới chiến nguyên sách, khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng, nói, lại nói, người nhớ đến thần binh quan trọng là cái gì không? Là tôn huyết, không có tôn huyết, chiến nguyên sách muốn khống chế lại đoạt mệnh ngân long, ngược lại sẽ cắt giảm lực chiến đấu của hắn, để hắn hành động không tiện lắm, hắn căn bản không sử dụng được, đoạt mệnh ngân long thời gian ngắn lại là gánh nặng của hắn. Hắn loại này người, mục tiêu nhất định là thiên cung, cho nên hắn cũng không có khả năng, sẽ mang theo đoạt mệnh ngân long bị đào thải ra ngoài. Phô thiên chi chiến còn không có kết thúc, cửu long đế táng còn không có đóng bế, ta cuối cùng còn có thể cùng hắn đụng tới, thứ thuộc về ta, hắn cầm không đi, chờ xem đi. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, quả quyết từ bỏ đoạt mệnh ngân long lý do. Đầu óc của hắn rất rõ ràng. Tăng thực lực lên mới là chuyện mấu chốt nhất trước mắt. Không bỏ được hài tử, làm sao bắt được sói. Không có tôn huyết, đoạt mệnh ngân long tại bọn họ song phương trong tay, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hiểu lấy hay bỏ, biết rõ từ bỏ, bắt trọng điểm, trừ rơi việc nhỏ không đáng kể, mới có thể đi được càng xa. Ưu thế của mình ở nơi nào, Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng. Đi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh đoạt đi đại đạo nguyên ma đan, dẫn đến Dạ Lăng Phong ba người bọn hắn, đều bị để mắt tới. Lý Thiên Mệnh xông vào lối đi này thời điểm, bọn họ đã trải qua mấy cuộc chiến đấu, liên tục bại lui, đã chạy ra rất xa. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, dù sao có tinh tướng thần cảnh chiến đấu lực. Tại mấy trăm người trong vây công, bảo trụ chính mình đế tinh kết giới, vấn đề không tính lớn. Trong thông đạo, Miêu Miêu như lôi đình điện xà, chạy tới. Tới. Tại Lý Thiên Mệnh tiếng la bên trong, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu kéo lại Thất Kinh Vô Tử Thiên, cùng một chỗ xông lên Miêu Miêu trên lưng. Thái cổ tà ma thuận thế trở về cộng sinh không gian, hồn ma thì hóa thành một cơn gió đen, quấn quanh lấy Dạ Lăng Phong. Chung quanh còn có không ít đệ tử truy sát, nhưng những thứ này binh tôm tướng cua, cơ bản không đủ gây sợ. Ầm ầm, Miêu Miêu dùng thần thông oanh mở đám người, tiến vào lối rẽ, nghênh ngang rời đi. Ta dựa vào, người đem đoạt mệnh ngân long vứt. Phu tử Thiên trừng to mắt, tim như bị đao cắt. Đúng. Đại ca, người có thể thật cam lòng a, theo thời gian dài đến xem, đoạt mệnh ngân long so cái này đại đạo nguyên ma đan, hữu dụng nhiều. Sớm biết dạng này, còn không bằng không đi xuống đoạt đây. Cái này còn đắc tội chiến nguyên sách. Phu tử Thiên buồn bực nói. Người biết cái đếch gì, nhìn lấy là được. Lý Thiên Mệnh lườm hắn một cái. Đau lòng a, cấp 7 trật tự thần binh a. Ta giọt cái ai ra, người có thể thật cam lòng a. Phu tử Thiên che ngực, một bộ u oán thần sắc, không ngừng rông dài. Không lâu sau đó, Lý Thiên Mệnh thì triệt để hất ra những cái kia đáng ghét kẻ theo dõi. Miêu Miêu trở lại cộng sinh không gian nghỉ ngơi đi. Lý Thiên Mệnh vừa xuống đất, liền đem cái kia đại đạo nguyên ma đan đem ra, đưa cho Dạ Lăng Phong trước mắt. Luyện hóa, trùng kích một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Cái này một cái màu đen đan dược, khoảng chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Phía trên có mấy cái hoàn chỉnh trật tự thần văn, bên trong một cái lớn nhất, cái kia chính là đạo ma vận giới. Cái này đạo ma vận giới bên trong, vô số màu đen đường vân du tẩu, hình thành một cái hắc ám vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy lại như là khuôn mặt, dữ tợn đến nhìn chằm chằm mọi người. Nó không có mùi thơm, ngược lại có một loại khiến người ta khó chịu hít thở không thông vị đạo. Được. Dạ Lăng Phong không cần chối từ, cảm động. Giữa bọn hắn đã sớm không khách khí. Hắn cũng biết Lý Thiên Mệnh làm ra loại này lựa chọn, khẳng định có tính toán của hắn. Hắn rất rõ ràng, chính mình cần việc cần phải làm, cũng là phát huy cái này thần đan công hiệu, tăng cường thực lực, tiếp đó, đi gánh chịu càng lớn chiến đấu trách nhiệm. Hoa ờ, đây là tiểu đệ ta, lần thứ nhất nhìn thấy cấp 7 trật tự thần đan. Phu tử Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Làm luyện đan linh sư hắn, nhìn đến cái này thần đan, trong nháy mắt lâm vào như si như say bên trong, tạm thời quên mất đi đoạt mệnh ngân long sự tình. Muốn không cho ta liếm một miệng, hắn hỏi. Được a. Dạ Lăng Phong đưa tới trước mắt hắn. Phu tử Thiên còn thật, vươn đầu lưỡi. Đúng vào lúc này, cái kia đại đạo nguyên ma đan tuôn ra một trận ma khí, giống là một đám con kiến một dạng, bò tới Phu tử Thiên ngoài miệng.
Một khắc này Vu Tử Thiên kêu thảm một tiếng, vội vàng bỏ chạy, thì cùng bị ngọn lửa sấy lấy đầu lưỡi giống như, xuất ra nữ vương phiến điên cuồng thổi hơi, một bên rơi lệ một bên hét lên. Dược hiệu quá mạnh a, cái này muốn nuốt vào đi, phải đem ngươi cho nổ. Ngươi có muốn hay không từ từ sẽ đến, dù sao thân thể tố chất của ngươi, không bằng cái kia chiến nguyên sách, cấp 7 trật tự thần đan, không phải ai đều có thể hấp thu luyện hóa. Ngươi đang nói chuyện với ta, Dạ Lăng Phong nghi hoặc hỏi. Nói nhảm a, ta thì hít một hơi, ngươi nhìn ta đầu lưỡi. Vu Tử Thiên đem đầu lưỡi lấy ra tới. Chỉ thấy hắn đầu lưỡi này, đều thành màu đen, lớn lên không ít màu đen ngâm một chút, mặt ngoài hoàn toàn tán loạn. Ta dựa vào, buồn nôn, cùng ngươi hôn môi, quả thực là đang ăn cứt. Huỳnh Hỏa vội vàng vò mắt nói. Lăn, oa, cái lưỡi nhỏ thơm tho của ta a. Vu Tử Thiên than thở. Hắn kỳ thật cũng là tốt bụng, muốn vì Dạ Lăng Phong trước trắc nghiệm một chút dược hiệu. Kết quả phát hiện, cái này đại đạo nguyên ma đan hủy diệt thuộc tính, so âm dương phần thiên đan còn mạnh hơn. Hít một hơi đầu lưỡi tán loạn. Cái này muốn là nuốt vào, không được toàn thân thối giữa mà chết. Trật tự thần đan thứ này, nghe nói có người chịu không được dược hiệu, sẽ ngược lại bị thần đan thôn phệ, thân thể huyết nhục, bị thần đan hấp thu, trở thành thây khô hài cốt. Nhất là loại này ma đan, người có thể chứ? Lý do an toàn, Lý Thiên Mệnh hỏi một chút. Không có vấn đề gì. Dạ Lăng Phong nắm trong tay đại đạo nguyên ma đan. Chính khi mọi người coi là, hắn muốn nuốt xuống thời điểm, hắn gọn gàng mà linh hoạt, mở ra ở ngực trên khải giáp hộ tâm kính. Một cái lỗ chống hư vô vòng xoáy, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay tại ở con thiên nhất mặt che vòng thời điểm, Dạ Lăng Phong liền đem cái này thần đan ném vào. Tiếp đó, hắn thì cùng người không việc gì một dạng, đem hộ tâm kính đắp lên, đối Lý Thiên Mệnh nói, dược lực quả thật có chút mạnh, ta phải hấp thu một đoạn thời gian. Được, ngươi làm đi, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đổ là không nghĩ tới, Dạ Lăng Phong sẽ dùng nguyên thủy chi môn luyện hóa. Đây là tới tự nguyên thủy ma tôn truyền thừa. Nhìn Dạ Lăng Phong thần sắc như thế bình thản, liền biết cái này cấp 7 trật tự thần đan, đối nguyên thủy chi môn tới nói, không đáng kể chút nào. Ngọa tào, lồng ngực của ngươi, một cái hố. Các loại Dạ Lăng Phong bình thản rơi xuống, Vu Tử Thiên mới phản ứng được. Hắn phát ra rít lên một tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Dạ Lăng Phong. Ông trời của ta, các ngươi không kinh ngạc sao? Cái này còn là người sao? Vu Tử Thiên hai bên tứ phương, phát hiện Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu đều là một mặt lạnh nhạt. Thế giới của hắn xem bắt đầu lộn xộn. Yếu ớt hỏi một câu, các ngươi là ngoại tinh nhân, sao? Vu Tử Thiên yêu thương nói. Cái gì gọi là ngoại tinh nhân? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng là còn lại hàng tinh nguyên thế giới người. Vu Tử Thiên nói. Lan. Qua ờ, dọa sợ lão tử đây. Hoàn cảnh lâm vào tĩnh mịch bên trong. Dạ Lăng Phong trong góc, vô cùng an tĩnh hấp thu đại đạo nguyên ma đan ảo diệu. Nhìn hắn động tĩnh này, thì cùng người giấc ngủ không sai biệt lắm. Cùng chiến nguyên sách luyện hóa âm dương phần thiên đan thời điểm, loại kia hỏa diễm phun ra. Kim quang vạn trượng tràng diện tương đối, quả thực ngày đêm khác biệt. Nhưng là như vậy, ngược lại càng cho thấy nguyên thủy chi môn đáng sợ. Không có chút nào phóng thích, chẳng khác nào hoàn toàn hấp thu, mà lại là 100% hấp thu. Kể từ đó, một cái thần đan hiệu quả, tại Tiểu Phong trên thân, cơ hồ tương đương một cái nửa thần đan. Vu Tử Thiên vô cùng cực kỳ hâm mộ nói. Hắn làm luyện đan linh sư, đương nhiên truy cầu dược hiệu sử dụng tốt nhất. Ta bằng vào ta tuyệt thế đan thần kiến thức, trực tiếp cùng ngươi nói đi, tối thiểu nhất hai cái này nam, ngươi theo lăn lộn, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Tùy thân lão gia ra lời nói thấm thía nói. Lão tặc đầu, ngươi nói trên người bọn họ bí mật rất nhiều, nói mấy cái cho ta nghe chứ sao? Vu Tử Thiên hiếu kỳ nói. Ngươi vẫn là hồ đồ một chút tốt, biết được quá nhiều, không phải chuyện tốt. Lão hủ hiện tại cũng là một luồng tàn khuyết thần hồn, không giúp được ngươi. Được ba, tối thiểu nhất, trước kia ta cảm thấy mình là quái vật, hiện tại phát hiện, cùng bọn hắn tương đối, ta quá bình thường. Hoàn mỹ. Vu Tử Thiên đây là tại hộ pháp. Bởi vì, không chỉ là Dạ Lăng Phong tại tu hành, liền Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đều tại tu hành. Ta nói cho ngươi một cái kích thích. Tùy thân lão gia gia bỗng nhiên lặng lẽ nói. Cái gì? Cái cô nương kia, đang ăn thiên hồn. Cát, thứ độ gì? Vu Tử Thiên lại mộng. Nàng có thể dựa vào ăn thiên hồn, tăng thực lực lên, mà không phải là các ngươi như thế, lĩnh hội tiền bối thiên hồn.
Tùy thân lão gia gia sâu xa nói. Đậu phộng. Phu tử Thiên triệt để lộn xộn. Vốn cho rằng Lâm Tiêu Tiêu bình thường một chút, bây giờ nhìn, đều hắn meo là biến thái a. Thanh linh tháp dòng nước ấm đi hướng, cái kia để chiến nguyên sách tinh tướng chân áp, chỗ sụp đổ giới tử, chậm rãi chữa trị. Lý Thiên Mệnh không có tiến huyễn thiên chi cảnh, mà là tại cắt tỉa gần nhất suy nghĩ hết thảy. Lần lượt trọng áp chiến đấu, đối với tu hành ma luyện cùng thăng hoa, cùng lĩnh hội tiền bối thiên hồn tu hành, một dạng trọng yếu. Tính toán ra, theo tiến vô thiên chi cảnh bắt đầu, hắn đã trải qua vô số chiến đấu. Trận chiến ngày hôm nay, ngược lại để ta phá vỡ, hơn một tháng đến nay tu hành bình cảnh. Hắn dù sao còn tại phá kiếp sau bạo phát kỳ. Đến thời khắc này mới bước ra một bước này, đã tính toán muộn. Tam hồn thái nhất, lần lượt đi lĩnh ngộ mệnh kiếp thiên ý huyền ảo. Mỗi một lần đi ra sinh tử một đường khốn cảnh, dụng tâm cảnh, trí tuệ, đi đánh vỡ gông xiềng, đều sẽ có thu hoạch mới. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là đế hoàng thần ý tại đột phá. Mệnh của hắn kiếp thiên ý, tự nhiên trưởng thành, cho đến hôm nay trọng áp chi chiến, rốt cục phát triển đến cao hơn quy mô. Thiên tinh luân phía trên thái nhất tháp, dần dần ngưng thực. Thử một lần hấp thu hằng tinh nguyên, nhìn có thể hay không chống đỡ, đạp thiên chi cảnh cấp 10, thập đạo thiên, lực lượng. Trên thực tế, hắn hôm nay đã nhận lấy tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 toàn lực nhất kích, căn bản không có người tin tưởng, kỳ thật hắn mới chỉ có cửu tôn thiên. Hắn cùng chiến nguyên sách chênh lệch rất lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không nhụt chí, đây là chuyện rất bình thường. Tại cái này hằng tinh nguyên phía trên, tu hành hơn 20 năm, từ nhỏ đã có vô số tiền bối thiên hồn truyền thừa, muốn là như vậy, cũng không thể vượt qua ta thất bát trọng cảnh giới, những thứ này cái gọi là trật tự chi địa thiên tài, đều không cần lăn lộn. Lý Thiên Mệnh muốn làm, chỉ là đền bù, tiền kỳ không có có hằng tinh nguyên cùng truyền thừa thiên hồn chênh lệch. Truy đuổi đi. Cửu Long đế táng bên trong, cũng có vô tận hằng tinh nguyên lực lượng lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh đồng thời tu luyện 4 loại công pháp, ngưng luyện tứ trọng thiên ngôi sao vòng. Tại hắn mỗi một cái giới tử bên trong, đều có 4 tầng ngôi sao vòng lực lượng. Cái này tầng 4 lực lượng, đều lấy vòng xoáy hình thức, quay chung quanh, Đông Hoàng Kiếm, cùng, Thái Nhất Tháp, hai đại lực lượng pháp tắc tồn tại. Tầng thứ nhất vì luyện ngục hỏa hải, tầng thứ hai vì hỗn độn lôi trì, tầng thứ ba vì sơn hải thế giới, tầng thứ tư làm khởi nguyên biển hoa. Ong ong ong, hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng, hội tụ thể nội, gây nên lực lượng mở rộng. Càng lớn mạnh tinh luân nguyên lực, nhất định phải có đầy đủ pháp tắc lực lượng tỏa chấn, đế hoàng thần ý chấn thủ lấy đại bộ phận lực lượng, để 4 tầng ngôi sao vòng vì Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, còn lại mệnh kiếp thiên ý làm phụ trợ, làm thái nhất tháp dần dần ngưng thực, có khả năng ngăn chặn lực lượng thì càng nhiều. Mệnh kiếp thiên ý, tối thiểu chậm chạp tiến bộ 3 tháng, cần phải có thể. Làm Lý Thiên Mệnh buông ra dùng 4 đại công pháp, đi hấp thu hằng tinh nguyên hội tụ giới từ thời điểm, trong cơ thể hắn tinh luân nguyên lực, dần dần đạt đến một cái giới hạn giá trị. Thập đạo thiên, rầm rầm rầm, thuế biến tinh luân nguyên lực, cực kỳ cuồng bạo. Cái này khiến đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thiên ý, chỗ ảo tưởng hóa thành Đông Hoàng Kiếm cùng Thái Nhất Tháp, đều tại mỗi một cái giới tử bên trong run rẩy, lộ ra không sai đã đạt tới khống chế cực hạn. Ổn định, Lý Thiên Mệnh lấy vĩnh hằng luyện ngục kinh các loại 4 đại công pháp, vận chuyển lực lượng, để vừa mới đột phá thập đạo thiên cảnh giới, dần dần hướng tới ổn định. Quá trình này, tối thiểu đi qua một ngày. Nếu như thiên ý, thần ý trưởng thành, là trên diện rộng vượt qua, căn bản không cần quá trình này. Lần này đột phá, nhìn như rất vất vả, nhưng là Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng, hắn cho đến nay mỗi một bước, đều đi được rất an tâm. Hắn mỗi một điểm lực lượng, đều đầy đủ vững chắc, sẽ không cùng Lâm Tiêu Tiêu như thế, đột phá rất đơn giản, nhưng khống ở lực lượng cũng rất khó khăn. Nàng mỗi lần đột phá đều không khó. Nạn là sau khi đột phá, đều cần một thời gian thật dài, đi trưởng khống lực lượng. Đoạn này hỗn loạn thời gian, nàng cơ hồ không có cách nào cận chiến. Sử dụng cung tiễn đem tinh luân nguyên lực duy nhất một lần bộc phát ra đi, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. So như bây giờ, làm Lý Thiên Mệnh vững chắc tốt thập đạo thiên cảnh giới, kết thúc lúc tu luyện, hắn phát hiện Lâm Tiêu Tiêu sau khi ăn xong mấy trăm ngàn thiên hồn về sau, đã tại xông vào tinh tướng thần cảnh. Nàng và Thái Cổ Tà Ma, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trong bóng tối, nàng cái kia nhỏ yếu thân thể, cho thấy hơn ngàn mét cự thú bóng mờ. Thái Cổ Tà Ma huyết mạch phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cả cái thông đạo bên trong, đều là nó bóng mờ,
từng đạo huyết sắc lôi đình, ở tại da thịt tuyết trắng bên trên du tẩu. Nàng ngẫu nhiên mở to mắt. Cái kia tươi hai mắt màu đỏ bên trong, có lít nha lít nhít điện xà vây quanh cái kia tươi con ngươi màu đỏ, xem ra cực độ yêu dị. Xem ra, đây là một đầu đặc thù thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh điều hòa lấy thập đạo thiên tinh luân nguyên lực, cùng Vu Tử Thiên đứng chung một chỗ, chờ đợi lấy còn lại hai người thuế biến. Cái này đúng lúc là một cái điểm mấu chốt. Nếu là bọn họ ba cái, đều có thể có trình độ nhất định mạnh lên, tiếp xuống hành trình, liền sẽ không cùng huyết long cung, hắc long cung như vậy cố hết sức. Nàng tinh tướng, ngay tại thành hình. Vu Tử Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Tiêu Tiêu bên người, liền ra đời một cái có ức vạn huyết sắc điện xà lôi trì. Cái kia huyết sắc lôi chỉ bao trùm lái đi, đem Lý Thiên Mệnh bọn họ đều chìm ngập. Làm cái kia huyết sắc lôi đình tràn vào thân thể thời điểm, rõ ràng truyền đến từng đợt đâm nhói, còn có mãnh liệt tê liệt hiệu quả. Đây quả thực tương đương với, bên người tùy thời mang theo một cái miêu miêu hồn thiên điện ngục. Cái gọi là tinh tướng, là huyết mạch cùng tinh luân nguyên lực đến trình độ nhất định về sau, hình thành va chạm, bên ngoài phóng xuất, đạt thành cường hóa lĩnh vực hiệu quả. Đối với ngự thú sư tới nói, tinh tướng cũng có thể gia tốc ngự thú sư cùng cộng sinh thú lực lượng giao lưu, đạt thành lực lượng chung. Dạng này mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú, tại duy nhất chiến quyết hoặc là thần thông thi triển phía trên, có thể mượn dùng sức mạnh, hình thành mạnh hơn lực sát thương. Loại này cường hóa hiệu quả, đối với ngự thú sư tới nói, là tương đương đáng sợ. Lâm Tiêu Tiêu là thuần túy ngự thú sư. Cho nên, nàng cái này tinh tướng bày ra, cầm giữ có nhất định lực xung động. Thái cổ tà ma lôi đình cùng miêu miêu khác biệt, miêu miêu hỗn độn lôi đình loại này hủy diệt tính, lực sát thương càng hung mãnh, mà lại càng toàn diện, mà thái cổ tà ma huyết sắc lôi đình, có điểm giống là miêu miêu địa ngục truy hồn điện cùng càn khôn điện mâu hai loại hiệu quả, càng huyết tinh hung tàn. Theo trên căn bản nhìn, khẳng định hỗn độn lôi đình phong phú toàn diện, càng thêm cao đoan, nhưng đối với bọn hắn cảnh giới này tới nói, thái cổ tà ma lôi đình đối huyết nhục, linh hồn lực sát thương, cũng mười phần nổ tung. Bọn họ tự xưng phệ hồn thú, cho nên mà bọn hắn lôi đình, có thể đối mệnh hồn, địa hồn, đều tạo thành linh hồn phương diện bị thương. Chỉ là không bằng Dạ Lăng Phong như vậy trực tiếp. Rầm rầm rầm. Mắt thường có thể nhìn đến, mênh mông hằng tinh nguyên lực lượng, hướng về Lâm Tiêu Tiêu thân thể hội tụ. Nàng bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng, toàn thân trên dưới, bao quát tai mắt mũi miệng ở bên trong, vậy mà rỉ ra máu đen. Rất nhiều huyết sắc lôi đình theo trong lỗ chân lông tán phát ra. Lại tới. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên. Lâm Tiêu Tiêu kết thúc tu hành, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng mở to mắt, có chút áy náy đối Lý Thiên Mệnh nói, không có ý tứ, có chút mất mặt. Người đây là quá gấp đi, có chút không nắm được lực lượng, ta cái này có mấy cái, uẩn linh huyền đan, có thể giúp người điều dưỡng một chút. Phu Tử Thiên xuất ra mấy cái đen xì đan dược, đưa cho Lâm Tiêu Tiêu. Người cái này là từ nơi đó móc ra. Lý Thiên Mệnh nhìn đến cái này thần đan như thế xấu xí, vội vàng trừng mắt hỏi. Tu di giới chỉ, bộ trên ngón tay. Phu Tử Thiên đem giới chỉ đội lên trước mắt hắn, nói, như thế nào? Không phục a, cái này mấy cái thần đan, thế nhưng là ta lớn nhất tác phẩm mới, ta tối cao là cấp 4 luyện đan linh sư. Đời chúng ta, thiên hạ đệ nhất, không ai bằng. Thấp nhất đâu, Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Thấp nhất, luyện không được đan, Phu Tử Thiên dứt khoát nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Hắn cũng liền, ngẫu nhiên, là thiên tài luyện đan linh sư. Cái này, có thể ăn sao? Lâm Tiêu Tiêu nhận lấy cái này mấy cái đen thui đan dược, cười khổ hỏi. Thử một chút đi, Lý Thiên Mệnh nói. Nàng liền gật đầu, đem thần đan ăn vào, bắt đầu luyện hóa điều dưỡng. Cái kia thần đan tuy nhiên xấu xí, nhưng là đan dược tiêu tán thời điểm, ngửi lên vẫn rất thơm ngọt. Lâm Tiêu Tiêu lúc trước toàn thân lỗ chân lông chảy máu, nhưng rất nhanh huyết nhục ra thịt, thì hiện ra mới lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang đi ra, cho nàng phun ra một miệng, ngụm nước, liền đem nàng cho rửa sạch. Cái này cái gì nha? Lâm Tiêu Tiêu toàn thân ướt đẫm, ngơ ngác hỏi. Yên tâm, nó trong bụng cất rất nhiều nước, đều là sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Lại sạch sẽ, còn không phải ngụm nước. Ngươi ra sao? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, cái này không phải liền là ta thường ngày sao? Tuy nhiên quá trình có chút chật vật, ăn một chút đau khổ, nhưng tối thiểu đem cảnh giới chống đỡ đi, hiện tại, ta là tinh tướng thần cảnh. Lâm Tiêu Tiêu đứng dậy,
vận chuyển một chút tinh luân nguyên lực. Còn thật đừng nói, tối thiểu nhất, tinh tướng thần cảnh khí chất có. Này lại đến phiên Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Tối thiểu đem cảnh giới chống đỡ đi. Nàng đánh nhau thời điểm, mặc kệ cỡ nào đồ bỏ đi, nhưng cảnh giới chồng lên đi, đó là sự thật. Dù sao, nàng đã thành thói quen ở phía sau bắn lén. Mấu chốt là, thái cổ tà ma tuyệt đối ổn định, hung mãnh. Thế là xong à. Mỗi người đều có con đường của mình, tình huống của nàng chưa hẳn thích hợp bản thân, cho nên cũng hâm mộ không được. Thái cổ tà ma đến tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, tăng thêm Tiêu Tiêu có long huyết thần hoang, chỉ cần nàng không quá kém cỏi, đối phó tinh tướng thần cảnh cấp thứ hai, cũng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh hết sức, nuôi nấng, cuối cùng để Lâm Tiêu Tiêu, có thể có một chút dùng. Tiếp đó, thì nhìn Dạ Lăng Phong, đem đại đạo nguyên ma đan hấp thu như thế nào. Nếu như Tiểu Phong tình huống tốt, chúng ta một nhóm người này, quyền nói chuyện đem gia tăng thật lớn, không lại cùng cái này trật tự chi địa tối đỉnh cấp thiên tài tách rời. Nếu là Vô Tử Thiên đến trạng thái toàn thịnh, thì càng không ai cản nổi. Lâm Tiêu Tiêu còn cần đại lượng thời gian, đi thích ứng nàng tinh tướng thần cảnh. Đừng nhìn nàng cảnh giới cao, đơn độc lấy ra, đoán chừng chỉ có thể cùng Đạp Thiên Thập Nhị Giai đánh một trận. Lý Thiên Mệnh đi tới một góc khác. Ở chỗ này, Dạ Lăng Phong còn tại vô thanh vô tức tu luyện. Bởi vì hắn đang dùng nguyên thủy chi môn luyện hóa đại đạo nguyên ma đan, cho nên từ đầu đến cuối, hắn một chút âm thanh đều không phát ra, thì cùng ẩn hình một dạng. Tiểu Phong lúc trước là Đạp Thiên Thập Nhất Giai Mệnh Luân Thiên. Chiến Nguyên sách nguyên bản tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, phục dụng âm dương phần thiên đan, lập tức đột phá cấp 1. Mà lại cấp 7 trật tự thần đan, làm cho hắn đến đón lấy mỗi một giai đột phá đều càng nhanh. So sánh tới nói, Tiểu Phong khẳng định hấp thu càng hoàn chỉnh, như vậy. Ánh mắt của hắn chuyên chú, nhìn lấy chỗ tối thiếu niên tóc đen kia. Ở phía sau hắn, cái kia ba đầu sáu tay hồn ma, tựa như là cái bóng của hắn, ngồi ở phía sau hắn, dùng hỉ nộ buồn bã, hoan hỉ, đầu, đối với Dạ Lăng Phong. Ông, một cái đen nhánh tinh tướng, tại Dạ Lăng Phong bên người như ẩn như hiện. Cái này tinh tướng có điểm giống là nguyên thủy chi môn, Lý Thiên Mệnh đứng tại phụ cận, có một loại bị nuốt hút đi vào cảm giác. Cái này tinh tướng, có chút khủng bố a. Hắn liền vội vàng lui về phía sau, mới có thể giữ vững thân thể. Nói cách khác, Tiểu Phong liền phá hai trọng, đi thẳng đến tinh tướng thần cảnh. Cái này kỳ thật tại Lý Thiên Mệnh trong dự liệu. Như vậy, Đoạt Mệnh Ngân Long đổi lấy đại đạo nguyên ma đan, không lỗ. Bây giờ Dạ Lăng Phong, đã có thể một mình đảm đương một phía. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ đã mất đi một cái Đoạt Mệnh Ngân Long, lại có cơ hội, đạt được càng nhiều Đoạt Mệnh Ngân Long. Đoạn thời gian này, Cửu Long Đế Táng bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Mọi chuyện cần thiết, thông qua đế tinh bảng bài danh, đều có thể rõ ràng bày ra. Bây giờ hoàn toàn mới đế tinh bảng, có thể sắp xếp ở phía trước. Bảng danh sách 7 người đứng đầu, trên cơ bản đều đã trải qua điểm số bạo tăng. 8 người đứng đầu như sau. Hạng nhất, Lý Thiên Mệnh Thanh Hồn Điện, 550.000 phân. Hạng 2, Phi Sinh Mặc Nhiễm Vô Mộng Tiên Quốc, 520.000 phân. Hạng 3, Chiến Nguyên Sách Chiến Thần Tộc, 380.000 phân. Hạng 4, Tiểu Phong Thanh Hồn Điện, 350.000 phân. Hạng 5, Lâm Tiêu Tiêu Thanh Hồn Điện, 330.000 phân. Hạng 6, Không Vô Tự Thần Điện, 330.000 phân. Hạng 7, Long Lang Lung Hiên Viên Long Tông, 320.000 phân. Hạng 8, Lam Phi Lâm Lam Huyết Tinh Hải, 12 vạn phân. Vô Thiên Chi Cảnh bên ngoài, sớm đã nghị luận ầm ĩ, phi thường náo nhiệt. Cửu Long Đế Táng, thành công để lần này Vô Thiên Chi Chiến, viết nhập trật tự chi địa lịch sử, đã dẫn phát trên Thái Dương, nhiều người nhất chú ý. Một cái thần kỳ nhị lưu thế lực Thanh Hồn Điện, càng là dẫn bạo toàn trường, chấn động thiên hạ. Nghe nói không, cái này ba người đệ tử, đem cổ kiếm Thanh Xương, lão quỷ kia, dọa đến quá sức, trực tiếp đem hộ tông kết giới, thanh thiên vạn kiếm kết giới, cho mở. Đây là những ngày này, sốt dẻo nhất đề tài. Ta cảm thấy cái này rất bình thường, bà mẹ nó chứ, muốn là đổi thành ta, ta cũng phải mở. Đệ nhất, thứ tư, thứ năm. Mạnh nhất thời kỳ Vô Mộng Tiên Quốc cùng Hiên Viên Long Tông, cũng không dám nghĩ. Quá mạnh, nhất là cái này Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt tăng thêm 20.000, 550.000 phân, hiện tại cũng không cho vượt qua. Cái này điểm số, muốn là cuối cùng vào không được 10 vị trí đầu, ta đớp cứt. Ai ai, các
các ngươi đều không bắt lấy trọng điểm a, trọng điểm là bảo tàng được không? Bên trong vẫn luôn có đệ tử bị đào thải, cái này Cửu Long Đế Táng bên trong, xảy ra chuyện gì, đều không phải là bí mật được không? Mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời. Phần lớn người đều muốn tìm Giang Thanh Lưu, cho nên, mấy ngày nay Giang Thanh Lưu đều chạy. Mọi người nói, là Hiên Viên Long Tông bắt hắn cho che chở đi lên. Rất rõ ràng, mỗi một người đệ tử, đột nhiên gia tăng 200.000 phân, đều là bởi vì đạt được Long Cung đỉnh cấp bảo tàng, thí dụ như đoạt mệnh Ngân Long. Đúng, Chiến Nguyên Sách lấy được là Âm Dương Phần Thiên Đan, nghe nói hắn ở bên trong, còn đột phá cấp 1. Trước mắt nhìn, Vô Mộng Tiên Quốc Phi Sinh Mặc Nhiễm, Vô Tự Thần Điện, không, Hiên Viên Long Tông đứa trẻ kia, Long Lang Lung, đều phải đến loại cấp bậc này đỉnh cấp chí bảo. Ba người bọn hắn, không sai biệt lắm đồng thời thành công, tạm thời còn không có truyền, bọn họ lấy được là cái gì? Nếu là thần binh, thần đan, tối thiểu cấp 7. Nếu là vũ trụ thần nguyên, ta đoán chừng đều có thất tinh. Không biết, sẽ hay không có chiến quyết, công pháp. Trước mắt biết tên chỉ có 3 loại, theo thứ tự là đoạt mệnh Ngân Long cùng Âm Dương Phần Thiên Đan, Đại Đạo Nguyên Ma Đan. Còn lại 4 loại, cũng không biết rõ. Nếu như loại cấp bậc này chí bảo, hết thảy có 9 loại, như vậy hiện tại đã ra khỏi 7 loại. Còn lại 2 loại, không biết, lại sẽ thuộc về cái nào hai cái may mắn. Bọn họ chỉ có thể thảo luận, đồng thời nhìn chằm chằm đế tinh bảng biến hóa. Bảng danh sách phía dưới, bởi vì Long Khôi xuất hiện, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy nhót. Nhưng, đế tinh bảng 10 vị trí đầu trước mắt biến động không lớn. Hạng 8 Lam Phi Lâm, 12 vạn phần, là không có đạt được đỉnh cấp chí bảo bên trong, cao nhất một cái điểm số. Kỳ thật thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 trở lên đệ tử, tối thiểu có trên 100 cái, dựa theo ngay từ đầu đoán chừng, tối thiểu đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, mới có thể leo lên đế tinh bảng 10 vị trí đầu. Hiện tại trực tiếp bị Thanh Hồn Điện chiếm cứ 3 cái danh ngạch, ngược lại làm cho rất nhiều thực lực cường hãn đệ tử, xếp tại hơn 10 người bên ngoài. Ý của ngươi là, Thanh Hồn Điện cái này 3 cái không cường. Cái kia Lý Thiên Mệnh, đơn thương độc mã, mặt đối chiến thần tộc mấy trăm người, tại Chiến Nguyên Sách trước mặt đoạt đi Đại Đạo Nguyên Ma Đan, toàn thân trở ra. Theo điểm số phía trên nhìn, hắn đã đem đan dược này, giao cho Tiểu Phong, cái kia gọi Tiểu Phong đệ tử, mới bởi vậy có thể được đến 200.000 phân. Thì biểu hiện này, còn chưa đủ mạnh, ngay lúc đó Chiến Nguyên Sách, thế nhưng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5. Rất rõ ràng, thần đan điểm số, lấy phục dụng, vì phán định tiêu chuẩn. Thần binh thì lại lấy, tôn huyết, vì phán định tiêu chuẩn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh mất đi đoạt mệnh Ngân Long, lấy được điểm số, lại không có hạ xuống. Đây còn không phải là dựa vào mất đi đoạt mệnh Ngân Long, mới thu hoạch được chạy trốn cơ hội. Anh em, người suy nghĩ thật kỹ. Một thứ đại khái tinh tướng thần cảnh cấp thứ 2 đệ tử, tại trong vạn quân, cướp đi tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 đệ tử bảo bối, còn có thể vạn người trong đuổi giết toàn thân trở ra, hơn nữa còn bỏ được vứt bỏ thần binh, dạng này người, không lộ vẻ thần kỳ hơn sao? Nói cũng phải, dù sao có thể có 550.000 phân, thì là năng lực biểu tượng. Ta hiện tại tò mò nhất chính là, cái này Lý Thiên Mệnh, hắn đến cùng có thể đi bao xa? Hãy chờ xem. Cái này Cửu Long Đế Táng 7 cái bảo bối đều ra, ta đoán chừng không sai biệt lắm, ta hiện tại tò mò nhất chính là, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu, không cùng Long Lang Lung 4 người này, đến cùng đạt được cái gì. Có người nói cái kia Lâm Tiêu Tiêu, sử dụng tới một loại cung tiễn, hư hư thực thực, Long Huyết Thần Hoang. Cái gì? Câu nói này, kinh động đến không ít người. Cái kia? Không sai, Hiên Viên Long Tông một mạch khác, giống như đã bị kinh động. Lam Phi Lâm mở to cái kiệu ý trong mắt màu xanh lam, nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia 3 chữ to. Bạch Long Cung. Đây là một tòa màu trắng tinh địa cung, 4 phía đều trong suốt sáng long lanh. 4 phía tĩnh mịch. Bạch Long Cung hơn 100 người đệ tử, tất cả đều ngừng thở. Đám người này, tướng mạo tư thái đều hết sức xuất sắc, tóc xanh mắt màu lam, như là đại hải tinh linh. Nam Tuấn Mỹ, nữ yêu nhã. Bọn họ đều là đến từ Lam Huyết Tinh Hải Thức Thần nhất tộc. Ngân Long Cung bỏ lỡ trọng bảo, còn có thể để cho ta tìm tới nơi này, thượng thiên đối với ta không tệ. Lam Phi Lâm khóe miệng lướt qua mỉm cười, cả người xem ra, tươi cười rạng rỡ. Lâm Tỷ là trời cao chiếu cố kiều nữ, từ nhỏ tại trật tự thiên tộc lớn lên, tự nhiên có đế tôn thần huy phù hộ. Có Cửu Long Đế Táng Tư Nguyên, có lẽ có một ngày,
Lâm tỷ có thể cùng cái kia Cửu Nguyệt thần nữ so sánh. Nghe bọn hắn thổi đến quá mức, Lam Phi Lâm vội vàng hờn dỗi chừng người nói chuyện liếc một chút. Nhưng trong nội tâm nàng, vẫn là đắc ý. Đừng nói lung tung. Nàng đã không kịp chờ đợi, đi tới gần nơi này Trắng Long Cung bên trong, duy nhất một chỗ đặc thù chi địa. Đó là một cái kết giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, kết giới này từ 9 chuôi kiếm tạo thành. Bọn họ dù sao giao nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái phong bế không gian. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, bên trong có đồ vật gì. Cửu Cực Kiếm Long kết giới, so Bách Vạn Ngân Nhận kết giới, còn khó hơn đánh vỡ một số, xem ra, muốn hao phí không ít công phu, may mà. Không có cạnh tranh người. Lam Phi Lâm quất ra xiềng xích, chạm Lam Tinh Hà, cùng còn lại Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, bao hơi đi tới. Nàng cái kia tròng mắt màu lam bên trong, lóe ra mênh mông huỳnh quang, hiển nhiên phá lệ hưng phấn. Đồ vật trong này, nhất định không so đoạt mệnh ngân long kém. Đương đương đương. Một đám Lam Huyết Tinh Hải đệ tử, chính dốc hết toàn lực, đi công kích cái này, Cửu Cực Kiếm Long kết giới. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một cái lười biếng thanh âm, tại cái này Bạch Long Cung vang lên. Đối Lam Huyết Tinh Hải các đệ tử tới nói, thanh âm này nhất là chói tai. Lam cô nương, bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, người ta đã định trước ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, từ nơi sâu xa, Nguyệt lão lại nắm ta đến cùng ngươi gặp mặt, cho ngươi đưa ấm áp tới. Thanh âm này tiện như vậy, chỉ nghe một chữ, Lam Phi Lâm đều biết là ai. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, bên trong một cái trong thông đạo, đi ra bốn người trẻ tuổi. Nói chuyện nam tử tóc tím kia, tay cầm mỹ nhân quạt giấy, ngọc thụ lâm phong. Phong độ nhẹ nhàng, mùi khai vào tràng. Một cặp mắt đào hoa, cười thành nguyệt nha hình dáng. Phu tử thiên. Lam Phi Lâm từng chữ nói ra, hô lên cái tên này. Đọc đến chữ thứ ba thời điểm, thanh âm đã lạnh lùng như băng. Lý Thiên Mệnh, đưa ta đoạt mệnh ngân long. Nàng vừa nhìn về phía Phu tử thiên bên người thiếu niên tóc trắng. Nàng rõ ràng không biết, Lý Thiên Mệnh trên thân, đã không có bảo bối này. Nói xong câu đó, nàng đối người bên cạnh nháy mắt. Lam Phi Lâm khuyết thiếu đỉnh cấp thần binh, thời gian ngắn không có cách nào phá kết giới này, tại có nhân quấy nhiễu tình huống dưới, nàng lựa chọn động thủ. Lấy trước đoạt mệnh ngân long. Bắt cái này Vu Tử Thiên, ta muốn nhổ đầu lưỡi của hắn. Lần trước, Lý Thiên Mệnh bọn họ có thể toàn thân trở ra, là bởi vì còn có mấy trăm cái đệ tử khác, quấy nhiễu Lam Huyết Tinh Hải đệ tử. Bây giờ, đây là hơn trăm người bao vây bốn người. Lam Phi Lâm ý tứ chính là, nàng kiềm chế Vu Tử Thiên, những người khác cầm xuống ba cái kia. Dạng này liền có thể phản chế Vu Tử Thiên. Nhưng là Lam Phi Lâm lại không nghĩ rằng chính là, Vu Tử Thiên cái kia hai cái sư đệ, lại đến hắn trước đó. Hai người này sóng vai cùng một chỗ, không nói hai lời, vậy mà hướng lấy đám người bọn họ đánh tới. Đến mức Vu Tử Thiên, hắn ngồi ở một đầu màu đen cự thú trên thân, cùng một cái khác áo đen thiếu nữ. Núp ở đằng sau, căn bản không có phía trên để chiến đấu ý tứ. Cho nên, các người đây là trước phái hai cái đi tìm cái chết. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong thực lực gì, Lam Phi Lâm tương đối rõ ràng. Lần trước Lam Phi Lâm tầm thường một roi, Lý Thiên Mệnh thì không tiếp nổi. Bắt lấy bọn hắn. Lam Phi Lâm vừa đối người bên cạnh nói ra câu này, đối diện hai người trẻ tuổi kia, lại lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về nàng chạy thẳng tới. Trong nháy mắt giết tới trước mắt. Coi ta là đột phá khẩu. Lam Phi Lâm không nhịn được cười. Nàng là dễ giận người, chán ghét nhất khiêu khích, đối mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng ánh mắt, nàng tại chỗ triệu hồi ra thức thần. Cái kia bảy cái Lam Mị tinh linh phóng lên tận trời. Tại phía sau của nàng, còn có mấy trăm cái đỉnh cấp thức thần sinh ra. Bảy cái Lam Mị tinh linh, chính là bảy cái tinh không nữ thần. Lam Phi Lâm tay cầm chạm Lam Tinh Hà, trực tiếp văng ra ngoài. Hóa thành một đạo tinh hà lãnh quang, quất hướng Lý Thiên Mệnh. Đoạt mệnh ngân long, lấy ra. Đây là bốn cảnh thần quyết, thiểm ma liệt tinh liên. Tại nàng thi triển thời điểm, cái kia bảy cái Lam Mị tinh linh mái tóc dài màu xanh lam, bay múa đầy trời, đồng dạng lấy loại này roi pháp, quất đánh mà đến. Tóc dài vô số, roi pháp vô số. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, bị vây ở trong tinh hà. Đánh nàng. Rất lâu không có cùng Dạ Lăng Phong liên thủ. Cái này một đối tay, Lý Thiên Mệnh theo đuổi cũng là đỉnh cấp ăn ý. Hắn bên này, tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện, hướng tại phía trước, đón thiểm ma liệt tinh liên,
trực tiếp giết đi lên. Đột phá nhất trọng về sau, Lý Thiên Mệnh tinh luân nguyên lực đột phá rất lớn. Thần thông, kiếm đạo, bạo sát. Mạnh lên. Lam Phi Lâm khẽ chau mày. Tại cái này về sau, sắc mặt nàng càng là biến đổi. Bởi vì, một cái khác thiếu niên tóc đen, lúc này thời điểm ngay tại trên đỉnh đầu nàng. Lam Phi Lâm nhớ đến hắn, hắn cũng là lần trước, đối nàng thức thần tạo thành thương tổn người. Đây là sao gì tướng? Lam Phi Lâm vừa kịp phản ứng, vô hình hắc ám vòng xoáy, thì bao phủ tại trên đầu nàng cái kia bảy đại Lam Mị tinh linh trên thân. Ông! Ngọn lửa màu đen, trực tiếp tại tinh tướng bên trong đốt cháy, trong nháy mắt xông lên cái này bảy đại Lam Mị tinh linh thân thể. Lần này bao trùm lại nhanh lại hung mãnh. Cái kia cuồng bạo sóng lửa, càng là lan tràn đến Lam Phi Lâm sau lưng, đệ tử khác thức thần phía trên. Đây chính là Dạ Lăng Phong, nguyên thủy tinh tướng, điệp gia nhiên hồn chú hiệu quả. Liên quan tới hắn nguyên thủy tinh tướng, còn có rất nhiều có thể khai quật địa phương. Tăng cường thần thông hiệu quả cùng phạm vi, chỉ là hắn một. Tại nguyên thủy tinh tướng bao trùm phía dưới, Lam Phi Lâm trực tiếp cảm nhận được thức thần đốt cháy thống khổ. Cái kia Lam Mị tinh linh hoàn toàn bị hắc hỏa chìm ngập. Đây là từ đầu đến đuôi khắc chế. Coi như nàng vội vàng thi triển thức thần đạo kiếp, chư thiên lập lòe, Lam Mị tinh linh quang mang, đều không lập lòe đi ra, liền bị hắc hỏa chìm ngập. Lam Phi Lâm chỉ có thể vội vàng thu hồi thức thần. Thế nhưng loại nhói nhói, trực tiếp theo địa hồn truyền tới mệnh hồn, để đầu của nàng, có xé rách hiệu quả. Dạ Lăng Phong đã tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, nắm giữ tam cảnh vương hồn hắn. Kỳ thật đơn độc đối mặt tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư tu luyện giả, đều có lực đánh một trận. Lại càng không cần phải nói, ngay phía trước còn có Lý Thiên Mệnh hấp dẫn Lam Phi Lâm chú ý lực. Tại Lam Phi Lâm thức thần bại lui thời điểm, Lý Thiên Mệnh trùng sát mà lên. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Song kiếm hợp nhất, đế lâm kiếm đạo bạo phát. Phối hợp tứ đại cộng sinh thú thần thông, quả thực theo phong trào bạo một dạng nghiền ép mà qua. Lam Phi Lâm tại mệnh hồn nhói nhói bên trong, miễn cưỡng ngăn cản. Nàng đang muốn phát lực, Dạ Lăng Phong không biết cái gì thời điểm, vung ra một đạo đỏ như máu chủy thủ, đã giết tới trước mắt của nàng. Ta! Một khắc này, Lam Phi Lâm có chút mộng. Nói thật, nàng từ đầu tới đuôi, đều bị đánh cho hồ đồ. Người còn không có kịp phản ứng, thức thần toàn diệt. Lý Thiên Mệnh cái kia một người bốn thú trực tiếp bất chợt tới, một kiếm nhanh hung ác chuẩn. Tại chỗ liền muốn mệnh. Làm. Đông Hoàng kiếm bổ ra xiềng xích. Huỳnh Hòa tại mặt bên tuyệt sát, miêu miêu thần thông oanh tới, Lam Hoàng giải khai cản đường đệ tử khác, tiên tiên. Tạm thời quan chiến. Chỉ như vậy một cái trong nháy mắt. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư Lam Phi Lâm, trong nháy mắt bị đánh băng. Siêu. Đế Lâm kiếm đạo kiếm quang, tăng thêm Dạ Lăng Phong gai tâm hồn nhận. Song trọng giáp công, trực tiếp giết tới trước mắt. Lam Phi Lâm trừng to mắt. Đế tinh kết giới, tại chỗ bạo phá. Ta mẹ nó. Một câu còn không có mắng ra, đế tinh kết giới liền không có. Nàng tại chỗ bị một trận bão táp, trực tiếp quyển bay ra ngoài. Nháy mắt kia, Lam Phi Lâm biểu lộ, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Đó là một loại hoảng hốt, mờ mịt, ngốc trệ, phiền muộn hỗn hợp biểu lộ. Nàng sau cùng nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liếc một chút. Trong ánh mắt tràn đầy tê tâm liệt phế. Các ngươi, cơ hội nói chuyện cũng bị mất, nàng người đã không thấy. Cái này là cái thứ nhất, bị đào thải bị loại tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư đệ tử. Không có hiểu rõ Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liên hợp chiến đấu lực, là nàng trực tiếp tan tác nguyên nhân lớn nhất. Dù sao, Dạ Lăng Phong xác thực chuyên giết thức thần, khắc chế quá mạnh. Làm Lam Phi Lâm bay ra ngoài thời khắc, đừng nói chính nàng. Phía sau nàng những cái kia Lam huyết tinh hải đệ tử, một cái đều không kịp phản ứng. Lâm tỷ lên, Lâm tỷ muốn bão nổi, Lâm tỷ, ai nha, Lâm tỷ không có. Một đám người giật mình tại nguyên chỗ, mờ mịt nhìn lấy cái này hai người trẻ tuổi, giết tới bọn họ trước mắt. Cái này, xảy ra chuyện gì? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Càng là khó có thể tin, nội tâm thì càng xé rách. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Lam Phi Lâm thực lực. Có thể xếp vào thiên hạ cùng thế hệ trước năm. Lâm tỷ đâu? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau bọn họ, cửu cực kiếm long kết giới, cười khẽ một tiếng, nói, nàng bị loại A, tiếp đó, đến phiên các ngươi. Lấy hai địch trăm, cũng là tự tin như vậy. Giết bọn hắn. Lam huyết tinh hải đệ tử, đối mặt, gầm nhẹ, nổi gân xanh.
Đinh. Vừa dứt lời, một đạo huyết sắc điện xà, theo Lý Thiên Mệnh trên da đầu sát qua đi, vào người nói chuyện ở ngực, trong nháy mắt dẫn bạo đế tinh kết giới. Lý Thiên Mệnh sờ soạng một chút tóc. Nguy hiểm thật. Tóc trắng đều sắp bị nóng đen. Nhìn lại, Lâm Tiêu Tiêu đứng tại thái cổ tà ma phía trên, gãi gãi đầu, e lệ cười một tiếng. Không có ý tứ, bắn sai lệch. Lam Phi Lâm chỉ cảm thấy một trận này gió bão, đem ngũ tạng lục phủ của mình, đều cho quyển đi ra. Nàng hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Đầu tiên là bay ra cửu long đế táng, sau đó bị vô thiên hỏa trụ hướng bay ra ngoài, một đường trời đất quay cuồng. Đợi nàng rốt cục có thể thở một ngụm thời điểm, nàng đã thoát ly vô thiên hỏa trụ, hung hăng nện xuống đất. Quá trình này, nàng váy dài liệt liệt bay múa, mỹ diệu đồng thể như ẩn như hiện, khiến người ta miên man bất định. Chỉ là, tóc của nàng đã tản mát, quả thực cũng là tiên nữ hạ phàm, mất hết mặt mũi trước. Nương theo lấy một tiếng sụp đổ kêu thảm, lại nhấc lên một trận bụi đất, đối vô thiên chi chiến tràn ngập hy vọng Lam Phi Lâm, tuyên cáo bị vô thiên chi chiến đào thải. Ô ô, nội tâm của nàng chênh lệch quá lớn. Rơi thất điên bát đảo, lại thêm ra mặt đều nát phá, dung nhan không lại, đầu đầy là huyết, lúc này nàng bò lên, cùng cái bà điên giống như. Như vậy lãng phí bộ dáng chật vật, cơ hồ đều không người có thể nhận ra, nàng lại là Lam huyết tinh hải cái này đệ nhất đệ tử. 100.000 Lam huyết tinh hải đệ tử, đều lấy nàng vi tôn. Thiên bảng thứ 10 Lam huyết tinh hải, cũng đem nàng xem là tương lai hy vọng. Nàng trên người có quá nhiều vầng sáng, bây giờ lại rơi chật vật như thế, nội tâm xé rách cùng vặn vẹo, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lý Thiên Mệnh. Lam Phi Lâm hít một hơi thật sâu, đọc lên ba chữ này thời điểm, cái lưỡi thơm tho của nàng đều đang phát run. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, tâm lý tuyệt đối vạn phần phiền muộn biệt khuất. Nàng có rất nhiều thủ đoạn, lại liền cơ hội thi triển đều không có. Cực hạn phẫn nộ, để trước người nàng cao ngất kia ngọn núi kịch liệt chập trùng. Nhớ tới Lý Thiên Mệnh bọn họ mấy người này, Lam Phi Lâm lồng ngực bên trong núi lửa, ầm vang bộc phát. Nàng cảm giác mình cái kia tàn phá trên mặt, giống như gắn nước muối một dạng. Đây là lòng tự tin sụp đổ, mang đến khó chịu. Dù là mặt đều phá, chỉ là theo ánh mắt, tư thái, cũng có thể nhìn ra nàng là một cái thiên chi kiều nữ. Chung quanh không ít trưởng bối, nhận ra nàng Lam huyết tinh hải thân phận. Đây không phải Lam huyết tinh hải Lam Phi Lâm đâu. Đúng, chính là nàng, tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, tên danh khí rất lớn, Lan đế tiểu nữ nhi, xếp tại đế tinh bảng hạng 8. Hạt giống nhân tuyển A, cứ như vậy bị đào thải rồi. Ai đánh bại nàng? Đế tinh bảng sắp xếp quy tắc là, bị đánh bại bị loại người. Nàng điểm số cũng sẽ không biến mất. Nói thí dụ như Lam Phi Lâm, hiện tại còn xếp tại đế tinh bảng hạng 8. Nhưng là, từ giờ phút này bắt đầu, nàng điểm số sẽ không lại gia tăng. Nếu như tại vô thiên chi chiến kết thúc, nàng còn không có bị gạt ra 10 vị trí đầu, như vậy, nàng coi như may mắn. Còn có một cái khác nhau cũng là, nàng bây giờ rời đi cửu long đế táng, cho nên, nàng tên phía sau điểm đỏ không có. Đây là 10 vị trí đầu bên trong. Một cái duy nhất không có điểm đỏ tên. Muốn đến rất nhiều người, đều có thể thông qua điểm đỏ, để phán đoán Lam Phi Lâm phải chăng bị loại. Nàng biểu hiện không tệ, Lam huyết tinh hải dù sao thiên bảng thứ 10, lần này 10 vị trí đầu bị thanh hồn điện chiếm cứ 3 cái, nàng có thể xông lên thứ 8, cũng coi như có bản lĩnh thật sự. Đến tiếp sau chỉ cần không rơi ra 20 vị trí đầu, không tính quá mất mặt. Ta nhớ được nàng thế nhưng là, cái thứ nhất hoàn thành thiên nhân trảm đệ tử. Nàng là thua cho trước mấy tên, chiến nguyên sách, vi sinh mặc nhiễm. Chung quanh những người này, đối với phiền muộn, táo bạo Lam Phi Lâm, nghị luận ầm ĩ. Mặc kệ nàng địa vị cao bao nhiêu, chung quy là cái tiểu bối, cho nên không có người nào, quan tâm tâm tình của nàng. Thẳng đến Lam huyết tinh hải các trưởng bối đến. Tỷ, Lam Tinh Diệu bước nhanh tới, hắn biểu lộ có chút buồn bực, nhưng vẫn là giấu đi. Tới gần Lam Phi Lâm về sau, hắn nói lầm bầm. Ngươi làm sao nhanh như vậy bị đào thải, gặp phải đối thủ mạnh mẽ sao? Tại phía sau hắn, còn có vài chục cái Lam huyết tinh hải trưởng bối. Trong đó người cầm đầu, da thịt trắng xám, đầu như cá mập một dạng, bộ dạng 10 phần hung ác lạnh lùng. Hắn qua đến về sau, ra hiệu để Lam Tinh Diệu tránh ra, sau đó nhìn chằm chằm Lam Phi Lâm nói, chuyện gì xảy ra? Cùng tầng thứ người 10 cái, thì ngươi cái thứ nhất bị loại. Nói cho cùng.
Lam Sa vẫn còn bất mãn. Nhất là tại, 10 vị trí đầu bị Thanh Hồn Điện chiếm cứ 3 cái tình huống dưới. Nhị thúc, ta. Lam Phi Lâm vốn là buồn bực sắp thổ huyết, hiện tại càng là ngón tay phát run. Ai làm? Lam Sa trầm giọng hỏi. Là Chiến Nguyên Sách A. Nghe nói hắn đến tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, cũng liền ra hỏa này, không coi ai ra gì, không nể mặt mũi, hắn sớm muộn. Lam Tinh Diệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn lời còn chưa nói hết, Lam Sa vừa trừng mắt, để hắn lập tức im miệng. Mọi người thấy Lam Phi Lâm. Ngoại trừ Lam Huyết Tinh Hải trưởng bối, vẫn còn có hơn ngàn cái người vây xem, đều là Thái Dương Vạn Tông trưởng bối. Lam Phi Lâm mặt đỏ tới mang tai, thực sự khó có thể mở miệng. Nhị thúc, ta tại Cửu Long Đế Táng, tìm được trước đoạt mệnh Ngân Long, lại bị Vu Tử Thiên quấy nhiễu, dẫn đến bảo tàng bị Lý Thiên Mệnh lấy đi sự tình, người biết a? Lam Phi Lâm cúi đầu cắn răng nói. Việc này thiên hạ đều biết, người mất mặt, Thanh Hồn Điện cái kia Vu Tử Thiên, đã chứng thực, rất có bản lĩnh, còn ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Lam Sa nhíu mày, nhìn chằm chằm Lam Phi Lâm, hỏi, lần này cùng bọn hắn, lại có quan hệ hệ. Ta lần này, vừa tìm được một tòa Bạch Long Cung, bên trong có một cái Cửu Cực Kiếm Long kết giới, ta đang chuẩn bị đoạt bảo, kết quả. Lam Phi Lâm cắn răng, mắt lộ ra vẻ hung ác, càng nghĩ càng là biệt khuất. Bạch Long Cung. Không ít người đều nghe được ba chữ này. Bọn họ dự chắc chỉ còn lại hai tòa Long Cung, không nghĩ tới thứ hai đếm ngược tòa, đã xuất hiện. Sau đó thì sao? Lam Sa dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nàng lại bị cướp. Mà lại lần này, đối phương trực tiếp để Lam Phi Lâm khuất nhục bị loại. Lam Phi Lâm nắm chặt song quyền, cơ hồ đem môi đỏ đều cho cắn nát. Đế Tinh Bảng. Bỗng nhiên, bốn phía có rất nhiều người kinh hô, rõ ràng là Đế Tinh Bảng lại có biến hóa. Trong lúc nhất thời, lại là nửa cái trật tự chi địa người, đem ánh mắt khóa chặt tại Đế Tinh Bảng phía trên. To nhìn phía dưới, trước 10 người bài vị, giống như cũng không biến hóa. Nhưng là hơi nhỏ tâm một số, liền có thể nhìn đến, khiến mọi người nội tâm rung động một con số biến hóa. Cái kia chính là hạng nhất, Lý Thiên Mệnh Thanh Hồn Điện 750.000 phân. Đang biến hóa trước đó, cái số này vẫn là 55. Chỉ dẫn trước người thứ hai Vi Sinh Mặc Nhiễm 30.000 phân. Đang lúc mọi người cho rằng, Vi Sinh Mặc Nhiễm đến đón lấy có hy vọng siêu việt Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp làm cho cả Vô Mộng Tiên Quốc đều tuyệt vọng. Lại thêm 200.000. Trong nháy mắt gia tăng. 750.000 phân, tương đương với đánh tan 750.000 người. Đặt ở những năm qua, cái này điểm số đã đoạt giải quán quân. Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh lại lấy được một tòa Long Cung bảo tàng. Không tính Tiểu Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, một mình hắn đạt được hai loại bảo tàng. So bất kỳ người nào khác đều nhiều. Thanh Hồn Điện đây là tổ phần khai quang đi. Hết thảy 9 tòa Long Cung bảo tàng, cho đến trước mắt, nó một cái hai lưu tông môn, độc chiếm 4 loại. Vạn Tông Thiên Bảng bài danh thứ 5 sau này tông môn, một tòa bảo tàng đều không, trước 4 tông môn, mỗi người mới một tòa. Cho đến trước mắt, 8 tòa Long Cung bảo tàng, Thanh Hồn Điện đạt được 4 tòa. Thiên Bảng trước 4 Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông, Vô Tự Thần Điện cùng Chiến Thần Tộc, các đến hắn một. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, muốn là tại Vô Thiên Chi trước khi chiến đấu, có người tiên đoán, ai dám tin tưởng. Cái này Lý Thiên Mệnh, thực lực không được tốt lắm, loại này đoạt bảo bản sự, quả nhiên là thiên hạ vô song. Đúng a, lần trước nghe nói hắn bị Chiến Nguyên Sách đuổi theo đánh, một chút sức hoàn thủ đều không có. Nếu như là dựa vào thực lực tranh đoạt, mọi người còn không có như vậy kinh thán. Bất kể nói thế nào, 750.000 phân, tiểu hài này đã thần, Thanh Hồn Điện Thiên Bảng bài danh tăng lên, đã ván đã đóng thuyền. Muốn là Tề Thiên Chi nhãn có thể chiếu vào Cửu Long Đế Táng liền tốt, có thể tận mắt nhìn, tiểu tử này như thế nào sáng tạo bực này kỳ tích. Đúng rồi, vừa rồi Lam Phi Lâm nói Ngân Long Cung, chẳng lẽ. Bây giờ Lam Phi Lâm bị đào thải, chẳng phải là nói, nàng cũng là bị Lý Thiên Mệnh bọn người, cho đánh ra tới. Đối diện với mấy cái này nghi hoặc ánh mắt, Lam Phi Lâm còn chưa lên tiếng, cái kia Lam Tinh Diệu cắn răng cả giận nói. Tỷ, lại là cái kia Vô Tử Thiên đúng không? Một cái nhị lưu thế lực đệ tử, dám can đảm đặc biệt nhằm vào chúng ta, Thanh Hồn Điện xong, cái này Vô Tử Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn khẳng định là trận chiến lấy thực lực vẫn còn, lại cùng Lý Thiên Mệnh bọn người vây công ngươi, thật là lớn gan chó.
Đối mặt Lam Sa bọn họ hừng hực hai mắt, Lam Phi Lâm không muốn mất mặt, vô ý thức gật đầu nói, đúng, bọn họ đánh bất ngờ, vây công, cũng là cái kia Vô Tử Thiên. Rất nhiều người vây xem, giờ mới hiểu được. Nguyên lai là Vô Tử Thiên đi đầu vây công. Ta nói cái này Lam Phi Lâm, bản sự không kém, mất đi Bạch Long Cung bảo tàng không nói, làm sao lại bị đào thải đâu. Lam Sa, người nhanh hỏi nàng một chút, ngoại trừ Vô Tử Thiên bên ngoài, mặt khác ba người đệ tử, đến cùng có chỗ đặc thù gì, chiến đấu bản sự như thế nào. Điểm này, quá nhiều người tò mò. 750.000 phân A. Lam Sa cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là hừ lạnh một tiếng. Hắn khoát khoát tay, tất cả Lam huyết tinh hải người, bao quát Lam Phi Lâm ở bên trong, đều đi theo cước bộ của hắn, trực tiếp rời đi. Bọn họ lớn nhất thẻ đánh bạc đã bị đào thải, lưu tại nơi này đã ý nghĩa không lớn. Còn không bằng, mau chóng bố trí bước kế tiếp. Nhị thúc, chúng ta bị một cái rác rưởi tông môn, như thế khi nhục, cứ tính như vậy. Lam Tinh Diệu khó có thể tin nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lam Sa lườm hắn một cái. Lam Tinh Diệu lúc này mới cho thấy âm ngoan nụ cười, nói, ta đã nói rồi, những thứ này không biết sống chết con dẹp, liền sẽ không cân nhắc một chút, chính mình có bao nhiêu cân lượng. Sự nghĩ tới tương lai, có thể ra cái này một ngụm ác khí, trong lòng của hắn thoải mái hơn. Ngược lại là bên cạnh Lam Phi Lâm, lại một mực tâm sự nặng nề, cúi đầu không nói. Nhị thúc, có một chuyện, ta vẫn là phải cùng ngươi nói rõ ràng. Trong đám người đi ra, đến trốn không người, Lam Phi Lâm lấy dũng khí nói. Nói, ta lần này, là bị Lý Thiên Mệnh cùng cái kia Tiểu Phong liên thủ đánh bại, Vô Tử Thiên không có xuất thủ. Bạch, Lam huyết tinh hải trưởng bối, đồng loạt quay đầu, nhìn nàng chằm chằm. Cái này khiến Lam Phi Lâm càng thêm thất bại. Không thể nào. Lam Tinh Diệu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vô pháp tiếp nhận. Ngươi cảm thấy, cái này Lý Thiên Mệnh, thế nào? Lam Sa nhìn về phía Tề Thiên Bia trên cùng, mặt không biểu tình hỏi. Phương diện nào? Lam Phi Lâm hỏi. Hiện tại, tương lai. Hiện tại, thực lực tạm được, không tính rất mạnh, nhưng chính là bản sự có chút phức tạp. Tương lai, hắn cầm tới nhiều như vậy bảo bối, các ngươi nói Hiên Viên Long Tông, đã coi trọng hắn, cái kia hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lam Phi Lâm nói. Trăm năm về sau, hắn là đối thủ của ngươi à? Lam Sa hỏi. Đoán chừng không sai biệt lắm, Lam Phi Lâm nói. Phương diện này, nàng vẫn là tương đối tự tin. Lam Sa sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi. Nhị thúc, người tại ước định cái gì? Diệt đi bọn họ lợi và hại, Lam Sa nói. Nói như thế nào đây? Bọn họ chỗ đứng quá chói mắt, nếu như là tầm thường, cái kia không có gì, muốn là dựa vào Cửu Long Đế Táng Nhất Phi Trùng Thiên, cái kia tất cả mọi người sẽ khó chịu, thì mấy cái tiểu hài tử mà thôi. Giấu trong lòng chí bảo, Hiên Viên Long Tông đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Dù sao, quá chói mắt, cũng là không có kết cục tốt. Lam Sa lãnh đạm nói. Đã hiểu. Nghe nói như thế, Lam Phi Lâm tâm lý thoải mái hơn, nàng nhịn không được thanh lãnh cười một tiếng, tâm lý âm thầm đắc ý. Cửu Long Đế Táng, 9 cái bảo tàng, thiên bảng trước 4, mới mỗi người cầm tới một loại. Dựa vào cái gì thanh hồn điện, có thể được đến 4 loại. Hiên Viên Long Tông che chở, vậy thì đồng nghĩa với Hiên Viên Long Tông cầm tới 5 loại. Còn lại 9 cái nhất lưu tông môn, sẽ không có ý kiến. Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, đều sẽ có ý kiến. Nếu như Hiên Viên Long Tông tại sau khi chiến đấu, trực tiếp thu hồi nhưng bảo tàng này còn tốt. Không thu hồi đến, 30 tuổi tiểu hài tử, đối mặt mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi trưởng bối, thiên tài đi nữa đều phải chết. Đừng tưởng rằng đạt được trật tự thần đan liền không sao. Đụng tới luyện đan cao thủ, trực tiếp ném vào đan lô, đem lưu lại dược hiệu đều cho nấu đi ra, sẽ chết đến thảm hại hơn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nhưng phàm là có thể thay đổi cả đời bảo bối, người nào không đỏ mắt đâu. Ai không muốn leo cao hơn một chút đâu. Đứng được càng thấp, dẫm ở trên mặt người, liền sẽ càng nhiều. Đây là Thiên Cung lấy ra Cửu Long Đế Táng, chúng ta có thể trắng trợn sao? Lam Phi Lâm kinh hồn bạt vía hỏi. Theo Lam Sa, nàng nghe ra được, Cửu Long Đế Táng tuyệt đối lộ ra càng sâu nước. Thí dụ như nói Long huyết thần hoang, còn liên lụy đến trật tự thiên tộc. Đồng thời cũng quan hệ đến, Hiên Viên Long Tông phân liệt lịch sử. Trên mặt nổi không được, nhưng là vụng trộm, một đứa bé chết bất đắc kỳ tử đầu đường, bảo vật rơi mất, quanh đi quẩn lại, ai có thể quản đâu. Từ chỗ nào quản lên,
như thế nào tra rõ? Trên thế giới này, dân liều mạng còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện cho điểm chỗ tốt, đều có thể làm việc. Cho dù là hiên viên long trong tông bộ, ta đều có thể tìm tới 500 cái có thể giết người dân liều mạng, ngươi tin hay không? Lam Phi Lâm ngạc nhiên. Nàng chỉ có thể cảm khái, thế giới của người lớn, thật sự là đáng sợ. Không có việc gì, không cần sợ, hài tử cuối cùng sẽ lớn lên. Lam Phi Lâm gật đầu, nàng trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lại hỏi, nhị thúc, vạn nhất cái này Lý Thiên Mệnh, đạt được thiên cung lọt mắt xanh, chính thức thành là thiên cung thành viên đâu? Cái này a, Lam Sa cười. Cười cái gì? Lam Phi Lâm kỳ quái hỏi. Nếu là hắn tiến vào thiên cung, vậy liền không thuộc về Thái Dương Vạn Tông, hắn coi như nghịch thiên, đều cùng chúng ta không quan hệ. Nói cách khác, ai cũng không dám động, Lam Phi Lâm trợn mắt nói. Không dám động, cũng không cần thiết động, hắn thành thiên cung người, tương đương với bảo tàng về tới thiên cung, quan chúng ta đánh giám. Tốt a, cái kia chính là nhất phi trùng thiên. Đúng vậy, thiên cung, đó là một loại khác phương diện, tiến vào thiên cung về sau, cái này trên Thái Dương, cũng chỉ có một người có thể xử trí hắn. Lam Sa tuét miệng nói. Người nào? Đế Tôn. Cửu Long Đế Táng, Bạch Long Cung. Lĩnh quân nhân vật Lam Phi Lâm bị đánh tan về sau, Lam huyết tinh hải các đệ tử, khí huyết quay cuồng, giận lửa đốt cháy, cùng Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong trùng sát cùng một chỗ. Những đệ tử này, 95% đều là đạp thiên chi cảnh. Tinh tướng thần cảnh có 10 cái hai bên, đại đa số đều là cấp thứ nhất. Chỉ có 2 cái là cấp thứ hai. Lý Thiên Mệnh để Dạ Lăng Phong, đi ưu tiên giải quyết 2 cái này đối thủ. Còn lại, hắn cùng 4 đầu cộng sinh thú kháng trụ. Tốc chiến tốc thắng. Tránh thức đánh lên, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma đánh giết hiệu suất, không so hắn một người 4 thú kém. Đương nhiên, đó là bởi vì tiên tiên trọng thương chưa lành, đoàn chiến năng lực không có cách nào phát huy. Ngay cả như vậy, cũng nói rõ có, Long huyết thần hoang, sau Lâm Tiêu Tiêu, chiến đấu lực có chất bay qua. Nhất cung cửu tiễn. Trường cung kéo căng, một tiễn dựng dây cung, nổ bắn ra mà ra. Huyết long gào thét, trong nháy mắt xuyên thủng. Dù là có đế tinh kết giới bảo hộ, chúng tên người, trình độ nhất định đều sẽ đánh mất huyết khí. Muốn là ở bên ngoài sinh tử chém giết, nhiều bên trong mấy mũi tên, trực tiếp thành thây khô. Phốc phốc phốc, nàng bắn tên tốc độ rất nhanh, tại không nhân quấy nhiễu tình huống dưới, một tiễn một cái chuẩn. Trời sinh đỉnh cấp xạ thủ, còn tự mang tỏa kỵ. Một khi có người tới gần, Thái Cổ Tà Ma một bàn tay hô đi lên, đế tinh kết giới tại chỗ vỡ tan. Đây chỉ là Long huyết thần hoang ban đầu trạng thái, Tiêu Tiêu càng mạnh, uy lực sẽ chỉ càng hung mãnh. Thần binh như vậy, cùng Đông Hoàng kiếm khác biệt, Đông Hoàng kiếm không ai nhận biết, nó lại thiên hạ đều biết, muốn đến về sau, mơ ước người sẽ có không ít, Thanh Hồn Điện, đều chưa hẳn có thể giúp chúng ta giữ vững. Xem ra, tốt nhất vẫn là thiên cung. Kỳ thật những chi tiết này, Lý Thiên Mệnh đều là có khảo lượng. Hắn biết, bảo vật mang ý nghĩa mạo hiểm. Nhưng, mạo hiểm, không phải mình từ bỏ, né tránh lý do. Thiên cung lần này chơi đến rất lớn. Mỗi một tòa long cung bảo tàng, đều cắm ở dễ dàng khiến người ta điên cuồng giá trị cực hạn. Thiên bảng trước 4 tông môn, mỗi người một loại, người trong thiên hạ đều cảm thấy hợp lý. Mặc kệ là Thanh Hồn Điện vẫn là hiên viên long tông, độc bá một nửa, tối thiểu nhất, còn lại nhất lưu tông môn, cảm giác thua lỗ. Thái Dương Vạn Tông, hết thảy 10 cái, nhất lưu tông môn. Muốn làm, thì làm đệ nhất, thì làm tốt nhất. Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, nắm chặt thời gian, đại sát tứ phương. Lam huyết tinh hải đệ tử, liên tiếp tan tác. Ước chừng một phút sau, theo nguyên một đám cuồng loạn Lam huyết tinh hải đệ tử, bị Lý Thiên Mệnh bọn họ đánh nổ đế tinh kết giới, toàn bộ Bạch Long Cung đều bị trống rỗng. Có mười mấy người, muốn từ thông đạo đào tẩu, nhưng trên cơ bản đều bị Lâm Tiêu Tiêu để mắt tới. Dùng phía sau lưng đối mặt Lâm Tiêu Tiêu, đó là tương đối nguy hiểm. Thấy được nàng có thể một mình đảm đương một phía, phát huy thuộc tại giá trị của mình, Lý Thiên Mệnh thực vì nàng cao hứng. Thái Cổ Tà Ma phía trên, thiếu nữ phá lệ chuyên chú, thu mũi tên cài tên, kéo cung phóng xạ, động tác nhẹ nhàng linh hoạt lại mây bay nước chảy. Mỗi một lần thả dây cung, đều sẽ phát ra ông một tiếng, chấn động lên nàng thái dương sợi tóc. Còn lại giao cho chúng ta, người nắm chắc thời gian. Dạ Lăng Phong càng đánh càng có lòng tin, hắn chỉ có một người. Ngược đến mấy trăm thức thần,
đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Các loại linh nhi tỉnh lại, tiểu ngũ xuất sinh, sau cùng muốn là liền khẽ nói, đều có thể gia nhập chúng ta, vậy chúng ta cái đoàn đội này, sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng toàn diện. Đến lúc đó, coi như cái này trên Thái Dương, không có chúng ta đất dung thân, chúng ta tại cái này vô tận trật tự tinh không lang thang, loại kia người yêu, huynh đệ, bằng hữu đều ở bên người, cùng một chỗ thăm dò vũ trụ huyền bí thời gian, vậy cũng coi như không tệ. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày, cũng sẽ cùng Khương Phi Linh nói chuyện, để hóa giải trong lòng tưởng niệm. Khương Phi Linh mỗi lần đều có thể nghe được, thông qua cánh hoa luật động, đến đáp lại hắn. Lúc này thời điểm, hắn đã đi tới, cửu cực kiếm long kết giới, trước mắt. Lần này hoàn toàn không nhân quấy nhiễu, so bách vạn ngân nhận kết giới lần kia, còn muốn thuận lợi. Lý Thiên Mệnh hết sức chuyên chú, duỗi ra hắc ám tí, đi bài trừ cái này cửu cực kiếm long kết giới. Trên thực tế, lấy long huyết thần hoang sắc bén, có thể đánh vỡ cái này cấp 4 trật tự kết giới, có thể Lý Thiên Mệnh trộm thiên chi thủ, hiệu suất còn có thể càng cao. Xì xì xì. Đừng nhìn cái này cửu cực kiếm long kết giới, như sắt thép cứng rắn, Lý Thiên Mệnh cái kia móng vuốt vươn đi vào, cái kia thô to thân kiếm, trong tay hắn trở về thành 10 triệu thiên thần văn. Chính là những thứ này thoát thai từ trật tự thần văn thiên thần văn, trồng chất, sắp xếp, mới tạo thành kết giới ảo diệu. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh thành công xé mở một cái thông đạo, chui vào. Cái này kỳ thật rất không thể tưởng tượng, bởi vì đại đa số người đánh vỡ kết giới, đều là đem đánh nát, mà Lý Thiên Mệnh chỉ là phá lỗ hổng. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn sau khi đi vào, kết giới còn có thể phục hồi như cũ, ngăn cản những người khác đi vào. So như bây giờ, hắn vừa mới đi vào, Bạch Long cung thông đạo, đột nhiên truyền đến chiến tiếng trống. Không ngoài sở liệu, rất nhanh liền có mấy ngàn long khôi vọt vào, dương nanh múa vuốt. Các ngươi khác ngạnh kháng, trước tiên lui đến nơi xa chờ ta. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Dạ Lăng Phong bọn họ hiểu ý, vội vàng co vào tiến trong thông đạo. Sau đó những cái kia long khôi tiến đến, trong mắt đối thủ, thì còn lại một cái Lý Thiên Mệnh. Có thể mấu chốt là, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không có cầm bảo tàng, cửu cực kiếm long kết giới liền sẽ không phá. Long khôi căn bản không đụng tới hắn. Trong lúc nhất thời, những thứ này không có IQ khôi lỗi, sững sờ tại nguyên chỗ, hỗn loạn du tẩu. Đối bọn nó tới nói, Trắng Long cung bên trong một trận đại hỗn chiến. Tất cả mọi người tranh đoạt đánh vỡ kết giới, mới là tình huống bình thường. Hiện tại kết giới không có phá, người lại tiến vào, hơn nữa còn không có còn lại người cạnh tranh. Kể từ đó, Long khôi xuống tới, tạm thời hoàn toàn không có uy hiếp. Lý Thiên Mệnh quay người thì hướng phía trước đi đến. Đi thu hoạch lần này bảo tàng. Tại cái này trắng xóa cửu cực kiếm long trong kết giới, chỉ có một dạng đồ vật, sặc sỡ lóa mắt. Đây không phải là thần binh, cũng không phải thần đan, mà chính là một mảnh chín màu vảy rồng. Cái này chín màu vảy rồng, chỉ có đại đầu ngón cái lớn nhỏ, hoàn toàn không biết là làm bằng vật liệu gì. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn không ra, nó có phải là thật hay không thần long lân phiến. Nhưng, hắn có thể cảm nhận được, cái này một chiếc vảy rồng. Đến từ chí tôn giống như tuyệt đỉnh cường giả. Đó là một loại như bài sơn đảo hải khí tức. Một chiếc vảy rồng, dường như cất giấu một cái thế giới, trên đó màu sắc rực rỡ lập lòe, từng đạo kiếm quang, phóng thích mà ra, sặc sỡ lóa mắt. Làm Lý Thiên Mệnh tới gần nó thời điểm, nó hơi hơi chấn động một cái, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa nộ hống, hoàn toàn là một loại đe dọa. Thế mà, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Duỗi ra hắc ám tí, đi bắt cái này một chiếc vảy rồng. Không cần biết ngươi là cái gì, đừng nhúc nhích. Tuy là nói như vậy, nhưng tới gần về sau, liền có thể phát hiện cái này một chiếc vảy rồng thả ra kiếm khí, sắc bén đến đáng sợ. Lấy Lý Thiên Mệnh hắc ám tí cường độ, cái kia hình sáu cạnh vảy màu đen, vậy mà để hắn xé rách ra từng đạo vết máu. Ngọa tào, thật là đau. Liền hắc ám tí đều có thể xé rách, Lý Thiên Mệnh xác thực khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ có thể đem cánh tay thu hồi lại, cau mày. Đây rốt cuộc là cái gì? Phu tử thiên không có theo vào đến, thiếu đi cái này thổ dân, Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao. Mấu chốt là, không biết như thế nào thu lấy. Hắn lại thử mấy lần, một khi tới gần nơi này chín màu vảy rồng một mét phạm vi, nó liền sẽ nổ bắn ra kiếm khí, xé rách hết thảy. Lý Thiên Mệnh thực sự không có cách, muốn dùng thần binh đụng chạm nếm thử,
kết quả một thanh cấp 2 trật tự thần binh cấp bậc xiềng xích, tại ở gần cái này chín màu vảy rồng trong nháy mắt, lại bị tại chỗ xé rách vỡ nát. Lợi hại, ta cũng không tin, ngươi có thể đem ta Đông Hoàng kiếm làm hỏng. Lý Thiên Mệnh trong tay xuất hiện cái này kim hắc nhan sắc ở giữa cự kiếm, ánh mắt của hắn nóng rực, vận chuyển tinh luân nguyên lực, hướng về cái này chín màu vảy rồng đâm tới. Đinh đinh đinh, kiếm khí đâm xuyên tại Đông Hoàng kiếm phía trên, phát ra âm thanh chói tai. Tia lửa tung tóe. A, à, Lý Thiên Mệnh chết cắn chặt răng răng, dùng hết toàn lực, tất cả tinh luân nguyên lực, đều dùng đến vững chắc Đông Hoàng kiếm. Thừa thế xông lên, cầm kiếm đâm xuyên, như là va vào thác nước, rất khó ổn định kiếm thế, đánh trúng cái kia chín màu vảy rồng. Lại đến, một lần lại một lần. Quá trình này, Lý Thiên Mệnh hắc ám tí không ngừng bị kiếm khí dư âm sát qua đi, hình sáu cạnh lân phiến tiếp tục vỡ tan. Muốn là đổi thành tay phải, đoán chừng đã máu thịt be bét. Lần thứ 9. Đinh. Sốt cục đâm trúng. Một khắc này phát ra giòn vang, cơ hồ xuyên thấu Lý Thiên Mệnh màng nhĩ. Tại trúng đích một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, cả người hướng về phía trước ngã xuống. Cái này muốn là rót vào vảy rồng kiếm khí phạm vi, cả người đều sẽ bị rảo sát thành thịt nát. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không chết. Đó là bởi vì, tại Đông Hoàng kiếm trúng đích vảy rồng một khắc này, vảy rồng đã không thấy. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước lảo đảo một bước, liền đã đứng lại, giữ vững thân thể. Đi đâu rồi? Hắn sửng sốt một chút, nhìn một chút chung quanh, lại không màu sắc quang mang. Nhưng là hắn mắt sắc, rất nhanh liền nhìn đến, cái này một chiếc vảy rồng đã rung tại Đông Hoàng kiếm trên lưỡi kiếm. Lúc này, nó chính hướng về chuôi kiếm vị trí chuyển di. Thẳng đến sau ba hơi thở, đạt tới chuôi kiếm, khảm nạm tại chính giữa vị trí. Sau đó sáng chói sáng lóng lánh, lại không động đậy được nữa. Tiếp đó, ánh sáng của nó chậm chạp ảm đạm, cái kia lực sát thương đáng sợ kiếm khí, cũng tan biến tại vô hình. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh vững tin, cái này vảy rồng cùng Đông Hoàng kiếm, không có quan hệ gì. Nhưng, nó tựa hồ bám vào Đông Hoàng kiếm phía trên. Làm nó uy lực biến mất thời điểm, Lý Thiên Mệnh suy đoán, đây là một loại, hàng phục, ý tứ, khái niệm cùng mình dung hợp tôn huyết, hoặc là nuốt vào thần đan không sai biệt lắm. Chỉ là cái này vảy rồng kỳ diệu ở chỗ, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết, nó có tác dụng gì. Hắn thời gian ngắn, không có cách nào truy đến cùng. Bởi vì, tại vảy rồng khảm vào Đông Hoàng kiếm một khắc, cửu cực kiếm long giai cấp bỗng nhiên biến mất. Cái này cũng là Lý Thiên Mệnh đạt được trọng bảo tín hiệu. Cái thứ tư bảo tàng. Nếu như không mất đi đoạt mệnh ngân long, vậy liền hoàn mỹ. Hắn không có thời gian cao hứng, bởi vì cái kia mấy ngàn long khôi, đã khóa chặt hắn, trực tiếp vọt xuống tới. Đối mặt loại tràng diện này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn đến một chữ, cái kia chính là chạy. Hắn chỉ dự chắc long khôi có thể gia tăng đế tinh bảng điểm số, hiện tại đối thủ quá nhiều, một người đánh không lại tới. Miêu miêu sớm thì chuẩn bị xong. Tại Lý Thiên Mệnh hô hoán bên trong, nó xông ra cổng sinh không gian, trực tiếp mang theo Lý Thiên Mệnh tại quần long bên trong bôn tẩu. Lấy nó vô thiên chi cảnh tuyệt đối đệ nhất tốc độ kinh khủng, như thiểm điện sấm sét, một khi lao ra, nhanh đến mức để người tê cả da đầu. Ngồi vững vàng, tuyệt thế nhanh meo muốn khởi động. Xì xì xì, tia chớp sở hướng, những thứ này ngu ngơ khôi lỗi kết giới, là đuổi không kịp nó. Lần trước huyết long cung, chỉ có một cái lối đi, mà bây giờ bốn phương tám hướng đều là thông đạo. Miêu miêu mang theo Lý Thiên Mệnh, xông về Dạ Lăng Phong bọn họ ẩn thân cái lối đi kia. Sau khi đi vào, bọn họ ngay tại cách đó không xa đợi chờ mình. Cái gì, lại lấy được cái gì a? Phu Tử Thiên xem ra, so Lý Thiên Mệnh còn hưng phấn. Để nói sau, lần này ta không có hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh kéo hắn lại vạt áo, kéo lên miêu miêu phần lưng. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu lên một lượt đến, tia chớp lấp lóe, nhanh như điện chớp. Đằng sau còn có mấy ngàn đầu long khôi, cầm giữ chen vào cái lối đi này, gào thét đuổi theo, động tĩnh to lớn, có loại khóa chặt Lý Thiên Mệnh, thề không bỏ qua ý tứ. Muốn là đoạt mệnh ngân long không ném, thì có bốn cái bảo tàng. Phu Tử Thiên tán thán nói. Người cảm thấy là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cảm giác, có chút khô, Phu Tử Thiên nói. Hắn ý tứ là, sẽ để cho người khác khô. Vậy ta cũng không thể đem bọn nó vứt bỏ, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói.
Đúng vậy à, sao có thể ném đâu. Đi một bước nhìn một bước, trời không tuyệt đường người, bảo bối còn có thể đem người cho ăn bể bụng. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, ánh mắt vô cùng kiên định. Sau lưng Long Khôi, còn tại truy đuổi, nhưng tuyệt đối bất thành uy hiếp. Miêu Miêu đi vào một cái thông đạo. Cái thông đạo này tương đối dài, cự ly ngắn bên trong, cũng không có mở rộng chi nhánh. Bọn họ sau khi đi vào, sau lưng có không ít Long Khôi, còn có thể đuổi theo. Đúng vào lúc này, phía trước vang lên gõ chiến tiếng trống, bịch một tiếng, chấn động mà đến. Miêu Miêu tốc độ quá nhanh, chỉ nháy mắt, nó thiếu chút nữa đâm vào một đám người cao lập tức, toàn thân như hoàng kim đúc thành nam nữ trên thân. Chiến thần tộc, Phu Tử Thiên kêu rên một tiếng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, phía trước hết thảy có hơn 100 người. Dẫn đầu tựa như là một cái cao gầy, mị hoặc, dã tính nữ chiến thần. Phiền phức a, phía sau có truy binh, trước có đại dã mã. Phu Tử Thiên che đầu nói. Đại dã mã. Lý Thiên Mệnh chứng chạc đàng hoàng híp mắt xem xét. Cái kia chiến thần tộc đại mỹ nhân, chiến doanh doanh, tại nhìn thấy bọn họ về sau, ánh mắt lập lòe lên kim sắc ánh sáng, mang theo một đám cự nhân giống như chiến thần tộc, trực tiếp lao nhanh tới, thân thể mềm mại ở trong đường hầm hóa thành một vệt kim quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên động tác mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tựa như là một đầu kim sắc ngựa hoang, đập vào lao nhanh. Thanh hồn điện trong tình báo, có cái này, chiến doanh doanh, tư liệu, phía trên đánh dấu cảnh giới của hắn vì tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Nếu như là cửu tôn thiên cảnh giới thời điểm, đối mặt nàng cùng nhiều như vậy chiến thần tộc, Lý Thiên Mệnh sẽ còn kiêng kỵ một chút, hiện tại thì là mặt không biểu tình. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn nhìn một chút. Chiến doanh doanh sau lưng khoảng cách rất xa, đều không có huynh trưởng của nàng chiến nguyên sách thân ảnh. Lần trước chiến nguyên sách xuất lĩnh chiến thần tộc, có hơn 300 người, mà cái này chiến doanh doanh bên người, chỉ có hơn 100 người, nói rõ bọn họ khả năng chia binh hai đường. Bất kể nói thế nào, chiến nguyên sách không tại cái này, Lý Thiên Mệnh liền không khả năng cho chiến doanh doanh nhường đường. Mà lại, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến một chút quan trọng. Cái kia chính là, chiến doanh doanh cầm trong tay một cái chống trận kết giới. Nói như vậy, nàng rõ ràng là thông qua chống trận kết giới, đến tìm kiếm, Bạch Long Cung. Lý Thiên Mệnh trước đây cũng là dùng biện pháp này, tìm tới nơi này, nhanh chân đến trước. Thiên Mệnh, nàng huynh trưởng không tại, nếu có thể bắt cóc nàng, có khả năng cầm lại đoạt mệnh Ngân Long. Phu Tử Thiên biết được Lý Thiên Mệnh bọn người, thực lực đều có tăng lên, cho nên liền vội mở miệng. Được. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh làm ra quyết định. Bốn người bọn họ ngồi tại Miêu Miêu trên thân, cơ hồ không nhìn phía trước cái này khí thế hung hăng va chạm mà đến trên trăm cái chiến thần tộc, tại chỗ giết đi lên. Chỉ cần bọn họ không dừng lại, sau lưng Long Khôi thì đuổi không kịp. Động thủ. Ngoại trừ Vu Tử Thiên nắm lấy Miêu Miêu lông tóc, trốn đến đằng sau bên ngoài, những người còn lại đồng thời động thủ. Tại đối diện bọn họ, chiến doanh doanh gặp bọn họ vậy mà không trốn, nhất thời mày ngài dựng lên, tức giận dâng lên. Bắt lấy bọn hắn, nói không chừng đại đạo nguyên ma đan vẫn còn ở đó. Nàng rất mắt sắc, tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, vậy mà bất thình lình nhìn đến Lý Thiên Mệnh sau lưng, một cái thiếu nữ tóc đen, trong tay vậy mà nắm lấy một thanh để cho nàng cảm giác được hoảng sợ cung tiễn. Mặc kệ là trường cung vẫn là huyết tiễn, xem ra đều giống như huyết sắc thần long. Cái này cung tiễn bên trong cấp 7 trật tự thần văn, thị huyết long đồ, khủng bố, ngăn cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Liên chiến doanh doanh đều có một loại khí huyết cảm giác sợ hãi. Cái đó là, long huyết thần hoang, lại là một loại đỉnh cấp thần binh. Mà lại rất rõ ràng, Lâm Tiêu Tiêu tuyệt đối dung hợp tôn huyết. Một cái vô danh chi bối, có như thế tạo hóa, quả thực để chiến doanh doanh ghen ghét đến đầu lưỡi phát run. Đoạt, đoạt, hơn trăm người. Mấy trăm đầu cộng sinh thú, đồng thời xuất hiện tại lối đi này bên trong. Những cái kia sư hổ báo chờ một chút mãnh thú, kim quang lập lòe, điện quang chạy như bay, như là thiên quân vạn mã phủ đầu đánh tới. Hội tụ vào một chỗ thần thông, cơ hồ muốn đem đối diện bốn người nuốt mất. Chiến doanh doanh thu hồi chống trận kết giới, quất ra một thanh dài 3 mét cự thương. Thanh này cự thương 10 phần thô to, mũi thương cương mãnh, tên là cự khuyết kim thương, xem ra trùng kích lực 10 phần. Nhưng là, cùng cấp 7 trật tự thần binh, căn bản không cách nào so sánh. Phía trước hướng thời điểm, chiến doanh doanh trên thân, hiện ra một kiện áo giáp màu hoàng kim, dày chiến, chiến váy, đầu khôi, bao cổ tay chờ một chút,
đều có trật tự thần văn, mỗi một kiện đều là đơn độc chế tạo cấp 4 trật tự thần binh. Dạng này nàng, xem ra càng uy mãnh. Thiếp thân khải giáp phụ trợ phía dưới, cái kia tràn ngập giã tính tư thái, xem ra cũng càng thêm xuất sắc. Nàng dưới trướng, còn xuất hiện một thớt cao 3 mét kim sắc chiến mã. Cái này chiến mã toàn thân bao trùm lấy vảy rồng, đỉnh đầu có một cái màu đen độc giác, bốn chân thiêu đốt lên kim sắc liệt hỏa. Làm chiến doanh doanh khống chế lấy nó thời điểm, tựa như là cùng nó hòa thành một thể. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú, lẫn nhau ở giữa, tinh tướng chung dung hợp, chiến đấu lực càng nổ tung. Dạng này cộng sinh thú, so sánh bên người những cái kia vài trăm mét cự thú tới nói, lộ ra 10 phần bỏ túi. Thế nhưng là, nó xác thực trong nhóm người này, mạnh nhất cộng sinh thú. Khoảng chừng hơn 4,600 điểm sao. Những thứ này điểm sao cao cộng sinh thú, có lúc hình thể tiểu, ngược lại sẽ càng đáng sợ. Nó là chiến doanh doanh cộng sinh thú một trong. Tại chiến doanh doanh bên người, còn có ba thất hoàng kim cự mã, hình thể cùng lam hoang đều không khác mấy, nhưng điểm sao lại không bằng chiến doanh doanh chiếm cứ cái kia một thớt. Bởi vì bọn họ đều là phổ thông, thánh tinh độc giác thú. Mà chiến doanh doanh khống chế cái kia một thớt, gọi là thánh tinh độc giác thú vương. Bốn đầu cộng sinh thú, một đầu là vua, vì cùng chiến doanh doanh hình thành, kỵ binh, phối hợp, nó hy sinh hình thể phương diện tiến hóa. Hắn đơn thể có lẽ không mạnh, nhưng cùng ngự thú sư liền thành một khối thời điểm, loại kia trùng sát chi lực, xác thực hiếm thấy. Rất nhiều cùng cảnh giới đối thủ, cũng đỡ không nổi cái này chiến thần tộc nữ chiến thần. Rầm rầm rầm. Đừng nhìn cái kia thánh tinh độc giác thú vương hình thể nhỏ nhất, nó tại đập vào, trà đạp thời điểm, phát ra động tĩnh lớn nhất. Giết! Chiến doanh doanh dùng cự khuyết kim thương chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Đến mức phu tử thiên, bị nàng không để mắt đến. Nàng nhưng không biết Ngân Long Cung Lam Phi Lâm bị phu tử thiên áp chế sự tình. Chỉ biết là lần trước Hắc Long Cung, phu tử thiên ngồi vững phế vật nghe đồn, hoàn toàn không dám động thủ. Nghiền nát bọn họ. Nàng một tiếng giọng dịu dàng hò hét, quả thực cổ vũ nhân tâm, để tùy tùng nguyên một đám ánh mắt thiêu đốt. Một đám chiến thần tộc trùng kích lực, sẽ cho bất kể đối thủ nào, tương đương áp lực cực lớn. Mà lúc này, Miêu Miêu lấy đế ma hỗn độn hình thái đang phi nước đại, hướng về phía, nó bên người nhiều hai cái huynh đệ. Theo thứ tự là Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang. Trong đó, Lam Hoang gầm thét hai tiếng, nó thích nhất loại này đang đối mặt đụng, đột nhiên ra tốc. Cùng chó điên giống như quái khiếu, gào thét vào tới trước. Ầm ầm. Đối phương thần thông oanh tạc, Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa, tăng thêm thái cổ tà ma thần thông hỗn hợp, hình thành hỏa diễm lôi điện phong bạo, phóng thích mà ra. Nếu bàn về thần thông, bọn họ ba vị đương nhiên càng mạnh. Ba cái thần thông hình thành hỗn hợp uy lực, dẫn phát lôi hỏa nổ tung, uy lực hoàn toàn không kém gì đối phương mấy trăm cộng sinh thú. Ong ong ong. Thần thông tàn phá bừa bãi đụng nhau. Đinh tai nhức óc, nhấc lên đầy trời mê vụ. Tại ánh mắt gần như không thể gặp thời điểm, Lam Hoàng cái thứ nhất tiến đụng vào hắc ám. Đón đầu ở giữa, thì có một cái hoàng kim kỵ sĩ, mang theo ba đầu chiến mã trùng phong mà đến. Sẽ chỉ chạy trối chết thứ hèn nhát, không có loại đồ chơi, người còn dám cùng tỷ tỷ cứng đối cứng. Chiến doanh doanh khinh miệt thanh âm cùng mỉa mai ánh mắt, toàn bộ rơi vào Lam Hoàng trên đỉnh đầu. Bởi vì tại vị trí này, một cái thiếu niên tóc trắng, tay cầm một thanh kim kiếm lớn màu đen, cùng trùng phong mà đến chiến doanh doanh, đang đối mặt đụng. Chiến doanh doanh mượn thánh tinh độc giác thú vương trùng kích lực, trong tay cự khuyết kim thương, thi triển chiến quyết liệt kim trùng thứ. Trùng phong tinh tướng mở ra, vô số kim sắc sao băng cùng bọn hắn cùng một chỗ, hung mãnh giết tới trước mắt. Quỳ xuống. Chiến doanh doanh một tiếng bá đạo chân quát. Nàng xác thực rất bá khí, có thể vẫn rất có nữ nhân vị. Dù sao nàng tướng mạo tư thái, đều chính là nhân tuyển tốt nhất, phá lệ thánh khiết. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh, xưa nay sẽ không thương hương tiếc ngọc. Mây khói bên trong, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang toàn bộ xuất hiện. Rầm rầm rầm, cự thú va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Tại chiến doanh doanh sau lưng, những cái kia chiến thần tộc đệ tử cùng bọn hắn cộng sinh thú, tại Lam Hoang đập vào phía dưới, trực tiếp bị áp ra một con đường máu. Bao quát chiến doanh doanh ba đầu cộng sinh thú, đều để chúng nó cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, toàn bộ đụng đổ. Trước lúc này, chiến doanh doanh cự khuyết kim thương, còn có cái kia thánh tinh độc giác thú vương màu đen độc giác, vô hạn tới gần Lý Thiên Mệnh ở ngực. Chết!
nàng cái kia tràn ngập áp bách lực trấn áp thanh âm, cũng chấn động Lý Thiên Mệnh màng nhĩ. Đăng đăng đạp, Lý Thiên Mệnh rơi trên mặt đất, một thân một mình tại trên mặt đất bay lượn. Tóc trắng bay múa ở giữa, hai tay của hắn cầm kiếm. Đông Hoàng kiếm tại hắn tay bên trong, lập lòe chướng mắt kiếm quang, hướng về chiến doanh doanh phủ đầu chém tới. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ là muốn thi triển đế lâm kiếm đạo, cùng cái này tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba đối thủ, tới một lần cứng đối cứng. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, ngay tại cái này phủ đầu, khảm nạm tại Đông Hoàng kiếm phía trên cái kia cửu sắc long vảy, đột nhiên màu sáng lóng lánh. Trong đó một đạo ngân sắc quang mang, bỗng nhiên rót vào Đông Hoàng kiếm bên trong. Cái này giống như là màu bạc nước thép một dạng, bao trùm tại Đông Hoàng kiếm tầng ngoài phía trên. Đem cái này một thanh kim màu đen đế hoàng chi kiếm, tại thoáng qua ở giữa, cho biến thành ngân sắc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác Đông Hoàng kiếm, hoàn toàn biến hóa. Nó biến nhẹ một chút, cũng biến đến càng nhanh, mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là, lực sát thương càng mạnh. Có một loại không thuộc về mình lực lượng, bám vào, điệp ra tại Đông Hoàng kiếm phía trên, giao phó Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới thuộc tính. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, hắn tay trái trộm thiên chi nhãn, hắn vị trí đúng lúc ngay tại cái kia cửu sắc long vảy phía trên. Trong khi bên trong tuôn ra hào quang màu bạc thời điểm, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, cái kia vô tận ngân quang bên trong, giống như là cất giấu một cái kiếm y thế giới. Đây là một cái màu bạc kim loại thế giới, khắp nơi đều đang nhấp nháy quang mang chói mắt, thiên địa vạn vật, thảo mộc sinh linh đều là ngân sắc kim loại. Tại thời khắc này, tất cả ngân sắc hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu to lớn ngân sắc thần long. Cái kia ngân sắc thần long phóng lên tận trời, thế giới vì đó chấn động, nó lấy tốc độ khủng khiếp, tại trong mây mù xuyên thẳng qua, tại xuyên thủng một tầng mây thời điểm, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm lớn màu bạc, xuyên thấu hư không, lại vặn vẹo trở thành vô tận ngân sắc kiếm vũ, ào 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 rơi xuống. Ngân long, thiểm quang sát kiếm. Vô tận trường kiếm màu bạc, tại bên trên bầu trời hội tụ thành 6 cái chữ. Bên trái 2 cái, bên phải 4 cái. Lý Thiên Mệnh nhìn không được nói ra. Đây chỉ là điện thạch hỏa quang phát sinh sự tình, hắn chuyên chú lực còn tại trên hai mắt. Trong chớp mắt này, chiến doanh doanh cự khuyết kim thương, cùng hắn ngân sắc Đông Hoàng kiếm đã giết ở cùng nhau. Đế lâm kiếm đạo thi triển đi ra về sau, kiếm ý hoàn toàn có mới thuế biến. Cái này bàng bạc một kiếm, càng nhanh mạnh hơn, trực tiếp chặt chém ra ngoài. Làm, một kiếm này như ngân sắc thiểm quang, nhanh đến để chiến doanh doanh ánh mắt, chỉ là nháy một cái, Lý Thiên Mệnh thì so với nàng tưởng tượng càng nhanh, đạt tới trước mắt của nàng. Xem ra không giống như là nàng tại xông vào, mà chính là Lý Thiên Mệnh một bước ngàn mét, trong nháy mắt trúng đích nàng. Cứ như vậy, nàng xung phong ưu thế, hoàn toàn mất hết. Một tiếng chói tai tiếng vang. Nàng cự khuyết kim thương, bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp tuột tay. Cái kia cuồng bạo kiếm ý tàn phá bừa bãi mà đến. Phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí, dường như hóa thành màu bạc tiểu long, tại cắn xé lấy khôi giáp của nàng. Nàng dưới trướng thánh tinh độc giác thú vương chồm người lên, ngửa mặt lên trời thét dài, lấy độc giác gai nhọn tiến công Lý Thiên Mệnh. Nhưng không ngờ, cái kia Lý Thiên Mệnh lại lần nữa một kiếm đánh tới. Cái kia trong tay kiếm lớn màu bạc càng nhanh. Một kiếm này bổ vào cái kia độc giác phía trên. Răng rắc. Thánh tinh độc giác thú vương, cái kia lấy kiên cường lấy xưng độc giác, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh một kiếm này, tước mất 1/5. Cái này khiến chiến doanh doanh dưới trướng chiến mã nhất thời kêu khóc, lần này, nhưng là chân chính người ngã ngựa đổ. Làm thánh tinh độc giác thú vương nện xuống thời điểm, chiến doanh doanh muốn không phải động tác rất nhanh, đoán chừng cũng phải bị áp dưới ngựa. Hắn như thế mãnh liệt. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, một người một thú, chính diện trùng phong, lại bị Lý Thiên Mệnh tại chỗ chém xuống ngựa. Một người một ngựa, trực tiếp tan tác. Không có khả năng. Chiến doanh doanh tâm lý kiêu ngạo, thu hồi cự khuyết kim thương, trực tiếp giết một cái hồi mã thương, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Ngươi, quá chậm. Bên tai truyền đến một câu nói kia, trước mắt cái kia trong tay thiếu niên kiếm quang lấp lóe. Cái kia một thanh kiếm lớn màu bạc quả là nhanh đến tê cả ra đầu. Lóe lên ánh bạc ở giữa, chiến doanh doanh trường thương trong tay lại bay ra ngoài. Nàng hai tay đều bị đánh rách tả tơi, miệng hổ kịch liệt đau nhức, hai tay phát run. Cái này chứng minh đối phương chẳng những có tốc độ, còn có để cho nàng thân thể mềm mại run rẩy mạnh mẽ chi lực. Không thể nào. Chiến doanh doanh sắc mặt đại biến.
nàng còn đắm chìm trong Lý Thiên Mệnh lần trước, bị nàng huynh trưởng truy sát chật vật bên trong. Lúc ấy, nàng rất tự tin, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ này. Chỉ là hiện tại, nàng bị ngược cực kỳ thảm. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng xám. Có thể trước mắt nàng Lý Thiên Mệnh, lại một chút cũng không có ý dừng lại. Đệ nhất kiếm lại lần nữa đánh bay binh khí của nàng, đệ nhị kiếm phút chốc mà đến, tại chỗ bổ vào Chiến Doanh Doanh trên đầu. Làm! Lại là một tiếng vang thật lớn. Bất quá, nàng bị một kiếm chém thành hai khúc hình ảnh, cũng không có phát sinh. Bởi vì sau cùng, Lý Thiên Mệnh đem chặt chém đổi thành đập, dùng thân kiếm đập vào Chiến Doanh Doanh trên đầu. A! À, Chiến Doanh Doanh khóc, tóc rối tung, đầu rơi máu chảy. Trên đầu cái kia phòng ngự trật tự thần binh, tại chỗ vỡ tan. Bởi vì trên người nàng phòng ngự thần binh, lẫn nhau ở giữa hình thành tổng thể, một cái vỡ tan, còn lại toàn bộ bật nát. Trong lúc nhất thời toàn bộ rời khỏi thân thể, rơi trên mặt đất. May mắn bên trong còn có quần áo, không đến mức toàn ánh sáng, nhưng cũng coi như mỹ quang chợt để lộ, mở rộng tầm mắt. Phốc! Một kiếm kia uy lực, vẫn là chấn động đến Chiến Doanh Doanh cơ hồ toàn thân xé rách. Nàng quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu, trời đất quay cuồng. Trên chiến trường thanh âm ồn ào, càng làm cho nàng hỗn loạn. Người vừa mới tự biên tự diễn. Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu, không nghĩ tới là cái bình hoa. Bên tai truyền đến thanh âm như vậy, càng làm cho Chiến Doanh Doanh tức giận đến thổ huyết. Nàng còn không có ra lời nói, từng cái xiềng xích, thì quấn quanh ở trên người của nàng, đem hoàn toàn trói lại. Lý Thiên Mệnh cũng không có lưu tình, buộc đến 10 phần dày đặc, cam đoan Chiến Doanh Doanh rất khó thoát ly trưởng khống. Châu bò a, à. Phu Tử Thiên ló đầu ra đến, tán thưởng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng lại nhìn Chiến Doanh Doanh liếc một chút, nhất thời che mũi, đối Lý Thiên Mệnh nói, đại ca, người cố ý à? Cái gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Đem đại mỹ nhân buộc thành dạng này, sẽ cho người chảy máu mũi. Phu Tử Thiên lại che mắt, lại xiên mở tay ra khe hở, nhìn đến say sưa ngon lành. Lan, ta đây là lý do an toàn, buộc đến kín. Lý Thiên Mệnh nói. Các ngươi những thứ này đồ vô sỉ, kẻ xấu xa. Các ngươi muốn làm gì? Dám đụng đến ta mảy may, ta Chiến Thần tộc diệt ngươi Thanh Hồn Điện. Chiến Doanh Doanh nghe được cái này lời thoại, nhất thời tâm sinh sợ hãi. Ta ca muốn cho đời sau cải tiến một chút di truyền, sinh một cái cao hơn 2 mét mập mạp tiểu tử, cho nên tuyển định ngươi. Phu Tử Thiên hắc hắc nói. Cút, si tâm vọng tưởng, Lý Thiên Mệnh, ngươi dám chạm thử ta thì tự vận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến Doanh Doanh khủng hoảng rúc vào một chỗ, cắn răng đe dọa. Khác bản thân cảm giác tốt đẹp, ta không tốt người cái này một miệng. Lý Thiên Mệnh lười nhác ở trên người nàng lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp đi lên, cầm tay của nàng, cứ thế mà đem nàng tu di giới chỉ, theo trên ngón tay rút ra, từ bên trong lấy ra một cái chống trận kết giới, sau đó đem trói chặt xiềng xích, ném cho Phu Tử Thiên, nói, ban cho ngươi. Ha ha, Chiến Doanh Doanh, rơi vào ta trên tay. Ngươi có thể được cho ta sinh cả một cái tông môn. Phu Tử Thiên tranh cười gần nói. Hai người bắt đầu lẫn nhau mắng. Trên thực tế Phu Tử Thiên cũng liền hù dọa một chút nàng, Chiến Thần tộc bối cảnh tại, hắn thật đúng là không dám làm loạn. Bọn họ cấp tốc leo lên Miêu Miêu thân thể, kéo lên Chiến Doanh Doanh, trực tiếp lao ra trùng vây, nghênh ngang rời đi. Tại Miêu Miêu trên lưng, Lý Thiên Mệnh đem cái này chống trận kết giới, cùng mình nguyên lai là cái kia, đặt chung một chỗ. Không ngờ hai cái này chống trận, vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một cái màu đen chống trận, rõ ràng lớn hơn. Lý Thiên Mệnh gõ một chút, nơi xa truyền đến một tiếng xa xăm tiếng trống, cùng trước kia nghe được khác biệt. Qua bên kia, Lý Thiên Mệnh đối Miêu Miêu nói. Xì xì xì, Miêu Miêu nhanh chóng phi nước đại. Ca, ta vừa mới nhìn ngươi chiến đấu, ngươi thanh kiếm kia phía trên, giống như có một vật, có thể hay không để cho ta xem một chút. Phu Tử Thiên tiếp cận đến hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh đang muốn hỏi hắn đây. Hắn xuất ra Đông Hoàng Kiếm, bày ở trước mắt. Phu Tử Thiên sau khi xem xong, biểu lộ trong nháy mắt nổ. Hắn hàm răng run rẩy nhìn lấy cái này chín màu vảy rồng, lại nhìn xem Lý Thiên Mệnh, nói. Cái này. Đây là trong truyền thuyết, tám cảnh thần quyết A. Đây là Cửu Long Đế Tôn, đã từng nổi tiếng thiên hạ chiến quyết, truyền thuyết uy lực vô cùng đáng sợ. Liền nó đều rơi xuống trên tay của ngươi,
người vận khí này, thật sự là khoáng cổ thước kim. Tám cảnh thần quyết, nơi này xuất phẩm bảo tàng, đẳng cấp không phải thất sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến quyết giá trị, khẳng định không thể cùng cùng cấp bậc thần binh, thần đan so sánh, nhưng cũng kém không xa. Coi như thế, tám cảnh thần quyết, vẫn là quá khoa trương, nhất là đây là Cửu Long Đế Tôn chiến quyết, tại tám cảnh thần quyết bên trong, đều tính toán đỉnh phong. Cho nên có thể nói, đây cơ hồ là trước mắt, quý giá nhất bảo tàng. Phu tử Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nói. So đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang còn tốt. Lý Thiên Mệnh đang nghiên cứu đâu, không nghĩ tới phu tử Thiên đánh giá cao như vậy. Đối, có thể khẳng định, bên ngoài nghe được tên của nó, nhất định sẽ nổ. Phu tử Thiên nói. Ngay tại vừa mới, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là, một chút mượn nhờ cái này chín màu vảy rồng, thể nghiệm một chút uy lực của nó. Đây là hắn nhanh chóng đánh bại chiến doanh doanh quan trọng. Một chiêu kia giống như gọi, ngân long, thiểm quang sát kiếm. Lý Thiên Mệnh không có luyện thành, vừa mới một kiếm kia uy lực, đều là từ chín màu vảy rồng biến hóa mà thành. Cái này vảy rồng có 9 loại nhan sắc, Lý Thiên Mệnh đoán chừng, nó sẽ đối với nên 9 loại không thể tưởng tượng kiếm thuật. Nó kêu cái gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt mắt thấy Đông Hoàng kiếm cái này 9 màu vảy rồng, trầm giọng hỏi. Lấy được bảo tàng càng nhiều, tâm tình hưng phấn đồng thời, hắn cũng minh bạch, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng dù cho dạng này, hắn vẫn là nghĩ, đem đoạt mệnh ngân long nắm bắt tới tay. Tục ngữ nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lý Thiên Mệnh phát hiện, giống như mình không thể may mắn thoát khỏi. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Nghe được cái tên này, Lý Thiên Mệnh sắc mặt cổ quái, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ chi sắc. Có vấn đề gì? Phu tử Thiên không hiểu hỏi. Đường đường tám cảnh thần quyết, lấy tên cũng quá đất đi. Cùng ta khi còn bé đánh nhau dùng tự rước kỹ năng tên, không có gì khác biệt. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Hắn vừa nói xong, trên tay Đông Hoàng kiếm cái kia chín màu trên vảy rồng, bắn ra một đạo quang mang, đâm vào trên mặt của hắn, đâm ra một đạo vết máu. Cái này đau đến Lý Thiên Mệnh vội vàng im miệng. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này chín màu vảy rồng còn không cho người đậu đen rau muống. Đất, đại ca, bá đạo như vậy, uy phong, bắn nổ tên, người vậy mà nói đất. Người cũng đã biết, cái này chính là làm cho vô số thế nhân nghe tin đã sợ mất mật thần quyết, chờ ngươi trước mặt mọi người thi triển ngày nào đó, ngươi xem một chút người khác lại là phản ứng gì a? Phu tử Thiên líu lưỡi nói. Có nghiêu như vậy a? Lý Thiên Mệnh bán tín bán nghi. Một loại chiến quyết mà thôi. Trước mắt hắn một chút tiếp xúc đến, ngân long kiếm, uy lực, tạm thời nhìn không ra huyền ảo. Tuyệt đối chợt ngươi tê cả da đầu được không? Trải qua sử ghi chép, cái môn này tám cảnh thần quyết, uy lực của nó, có vô cùng khả năng, tối cao thậm chí có thể cùng cửu cảnh thần quyết so sánh. Cửu cảnh thần quyết chính là trật tự tinh không chí cao thần quyết, tại trật tự chi địa trong lịch sử, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Tương truyền, chỉ có khai sáng trật tự chi địa lão tổ, trong tay mới có cửu cảnh thần quyết bí điển. Nếu ngươi thật có một ngày, có thể đem cái này, cửu long thiên kiếp kiếm, thi triển đến đăng phong tạo cực, như vậy thực lực của ngươi cùng địa vị, tối thiểu nhất đều là Thái Dương Đế Tôn loại cấp bậc kia, hằng tinh nguyên chi vương. Phu tử Thiên nói lên những thứ này, trong mắt tràn đầy hướng tới thần quang. Hắn là thực đang hâm mộ Lý Thiên Mệnh, bội phục hơn hắn bình tĩnh. Dù sao, đổi lại những người khác, nghe được cửu long thiên kiếp kiếm cái tên này, đều sẽ mừng rỡ như điên. Ta vẫn cảm thấy tên có chút đất, nghe giống như là tam lưu kỹ năng. Lý Thiên Mệnh vừa nói đến đây, phát hiện cái kia chín màu vảy rồng lại muốn khô đi lên. Hắn vội vàng đem miệng ngậm lại, tăng hắng một cái, nghiêm túc, nói. Vấn đề là, chúng ta cấp độ này đệ tử, nhiều lắm là cũng liền sử dụng bốn cảnh cùng ngũ cảnh hai bên thần quyết, nó lại không có tôn huyết, ta muốn như thế nào mới có thể sử dụng. Sớm tu luyện, không phát huy ra uy lực, không phải là trắng tốn thời gian sao? Thần quyết, có nghiêm khắc giới định. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh không có chiêm tinh, liền bốn cảnh thần quyết đế hoàng kiếm nói uy lực, hắn đều không có phát huy hoàn chỉnh. 6. Bảy cảnh thần quyết, đều có xứng đôi loại kia đỉnh cấp cảnh giới nội dung, lại càng không cần phải nói cái này, tám cảnh thần quyết. Cái này liên lụy đến, cái môn này chiến quyết tuyệt diệu chỗ. Nói thật, đừng nói tám cảnh thần quyết, lấy tuổi tác của chúng ta, sáu cảnh thần quyết, thần dương, ảo diệu, chúng ta đều thi triển không ra. Gượng ép tu luyện, sẽ chỉ lãng phí thời gian,
lại càng không cần phải nói tám cảnh thần quyết. Nhưng, cái môn này kiếm thuật, nó là một cái khác loại. Phu Tử Thiên hiếm thấy nghiêm túc, cẩn thận giảng giải. Loại tình huống này, thì tương đương với 3 tuổi tiểu hài tử, cưỡng ép đọc thuộc lòng tối nghĩa cổ văn. Nếu như học thuộc lòng, sẽ có nhất định tác dụng, nhưng kỳ thật rất lãng phí thời gian. Mà lại, tiểu hài tử không cách nào xâm nhập hiểu rõ nó ý nghĩa, còn không bằng trước biết chữ, đánh tốt cơ sở. Khác loại, là có thể giản hóa ý tứ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ đến hắn ngay từ đầu tu luyện Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, đều là phiên bản đơn giản hóa vốn. Cho nên có thể sớm tu luyện. Dĩ nhiên không phải, giản hóa có thể tính gì chứ khác loại. Phu Tử Thiên bĩu môi, nói, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đặc thù ở chỗ, nó là một môn, dung hợp kiếm đạo. Nó hết thảy có cơ sở chín kiếm, cái này cơ sở chín kiếm mỗi một kiếm, độ khó khăn cũng chỉ là tam cảnh thần quyết mức độ, thậm chí ngay cả tinh tướng thần cảnh nội dung đều không có, đơn độc thi triển, uy lực không tính quá mạnh, sự cường đại của nó ở chỗ, dung hợp. Song kiếm dung hợp, cường độ liền có thể siêu việt phần lớn 4 cảnh thần quyết. 3 kiếm dung hợp, sợ là có thể nắm giữ ngũ cảnh thần quyết lực sát thương. Một đường đi lên trên điệp ra, mỗi một loại bất đồng kiếm ý, dung hợp thành một kiếm, khó khăn kia hệ số cùng lực sát thương, liền sẽ khủng bố tăng vọt. Thẳng đến cuối cùng, nếu là 9 kiếm dung hợp, kiếm ý hoàn chỉnh, có thể đạt tới, cửu cảnh thần quyết, nghịch thiên chi lực, đủ để hoành tạo thiên hạ, đóng đô tứ cực. Trong truyền thuyết, chỗ lấy đem cái môn này kiếm đạo, định vị vì 8 cảnh thần quyết, là bởi vì Cửu Long Đế Tôn, cũng chỉ dung hợp đến 8 kiếm. 9 kiếm hợp nhất, đó là trong truyền thuyết phương diện. Lịch sử miêu tả, như là năm đó Cửu Long Đế Tôn có thể thành tựu sau cùng một kiếm, tuyệt đối có thể đánh phá trật tự thiên tộc thủ hộ kết giới, triệt để nhất thống mặt trời. Hắn thì chỉ thiếu chút nữa. Phu Tử Thiên một đoạn này lời nói nghe xong, Lý Thiên Mệnh sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái này không phải liền là, thần tiêu kiếm quyết sao? Huỳnh Hỏa mắt trợn trắng. Nhớ ngày đó, bọn họ tại Lý Thị Tổ địa Lý Thần Tiêu chi mộ phía trên, học tập thần tiêu kiếm quyết. Thần tiêu kiếm quyết, cũng là hiếm thấy dung hợp kiếm đạo. Bởi vì thiếu khuyết gió chi thuộc tính, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không có hoàn toàn thành công. Nhưng, liên quan tới dung hợp kiếm đạo bản chất, hắn là minh bạch. Trên thế giới này, dung hợp kiếm đạo cần phải rất nhiều. Liên Viêm Hoàng Đại Lục, đều có người nghiên cứu. Nhưng rất hiển nhiên, cái này Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, hẳn là trong đó chí tôn. Đạo lý khả năng giống nhau, bất quá vừa nhìn Ngân Long, Thiểm Quang Sát Kiếm, tám cảnh thần quyết cơ sở một kiếm phức tạp kiếm thế cùng phong phú toàn diện kiếm ý, siêu việt thần tiêu kiếm quyết vạn lần, cả hai không phải một cái phương diện. Đây là Lý Thiên Mệnh đúng trọng tâm đánh giá. Mà lại hắn cảm giác, cái này Ngân Long một kiếm, hắn chỉ là mượn nhờ chín màu vảy rồng, thấy được một góc của băng sơn. Cụ thể chi tiết, làm hắn càng là đem tâm thần, đắm chìm trong chín màu vảy rồng bên trong, thì càng rung động. Cho đến ngày nay, nắm giữ tam hồn thái nhất hắn, ngộ tính viễn siêu vừa lúc tu luyện. Lấy một thí dụ, giả thiết cái này Ngân Long một kiếm, nó phức tạp giống như một đầu 10.000 mét lớn lên Ngân Long, mà thần tiêu kiếm quyết, chỉ tương đương với, nó trên thân nửa chiếc vảy rồng. Trên thế giới này, trời dung hợp kiếm quyết rất nhiều, tối thiểu nhất tại trật tự chi địa, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, là bọn chúng thủy tổ. Mà lại, nó đặc thù tính, không chỉ có tại ở đây, nó chỗ lấy uy lực mạnh, còn có càng biến thái một mặt. Phu Tử Thiên nhìn thoáng qua chín màu vảy rồng, vẫn là một mặt cực kỳ hâm mộ. Tuy nhiên hắn không sử dụng kiếm, có thể cũng biết, đối rất nhiều cường giả trưởng bối tới nói, có thể để mà tự thân tu luyện, cùng truyền thừa hậu bối, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, hắn giá trị khả năng đạt tới đoạt mệnh Ngân Long gấp 3-4 lần trở lên. Đối cuồng nhiệt kiếm khách tới nói, tối thiểu có gấp 10 lần. Càng biến thái một mặt. Lý Thiên Mệnh vạn phần mong đợi. Đúng, dung hợp kiếm đạo, chỉ là chiêu bài của nó, nhưng kỳ thật, chỉ là dung hợp, cũng không thể thể hiện hắn trung cực uy lực. Cái môn này tám cảnh thần quyết một cái khác hạch tâm, ở chỗ nó có thể hút vào, dung hội, kiếm khí, loại hình trật tự thần văn, nguyên tố thần tai, hòa tan vào thân thể giới tử bên trong. Đem tự thân huyết nhục, đoán tạo trở thành Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thể. Cái này có bao nhiêu đáng sợ ngươi hiểu không? Người khác binh khí có trật tự thần văn, huyết nhục của ngươi giới tử bên trong có. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy, chỉ cần có thể luyện thành, dung hợp, cùng, kiếm thể, hỗ trợ lẫn nhau chung, đạt đến cực hạn, mới là cửu cảnh chí tôn thần quyết. Trong lịch sử ghi chép,
Cửu Long Đế Tôn dung hợp một đạo nắm giữ, bát giai trật tự thần văn, nguyên tố thần tai, tên là Chấn Ngục Hư Không Kiếm Khí, tùy tiện thổi một cây kiếm khí, đều có thể chu sát thiên quân vạn mã. Dung hợp kiếm đạo rất nhiều, lấy nguyên tố thần tai kiếm khí tu luyện, nhục thân kiếm thể, thần quyết, cũng có rất nhiều, nhưng là đem cả hai dung hội, đăng phong tạo cực, chỉ có cái môn này thần quyết. Phu Tử Thiên nói đến đây, ánh mắt xanh mơn mởn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, tâm lý đã sớm tán thưởng một vạn lần. Xui xẻo vẫn là Lam Phi Lâm. Nàng giống như chỉ thiếu một chút, liền có thể đến nơi này, làm cho Lam Huyết Tinh Hải sôi trào tám cảnh thần quyết. Đáng tiếc, nàng trưởng bối không cho nàng cấp 7 trật tự thần binh. Bằng không, lấy vận khí của nàng, nói không chừng tại Lý Thiên Mệnh đến trước đó, thì đánh vỡ cái kia cửu cực kiếm long kết giới. Cái này hắn mèo không phải liền là bất diệt kiếm thể sao? Thần Tiêu Kiếm Quyết thêm bất diệt kiếm thể. Huỳnh Hỏa càng lộn xộn. Nói thật, Thần Tiêu Kiếm Quyết cùng bất diệt kiếm thể hai môn kiếm quyết, là Lý Thiên Mệnh tu luyện tiến trình bên trong, đặc thù nhất hai môn. Bọn họ cùng nghịch thần kiếm ý, lục đạo sinh tử kiếm các loại hoàn toàn khác biệt. Một cái dung hợp, một cái kiếm thể, đều tính toán là uy lực hung tàn kiếm thuật. Hai loại kiếm thuật, đặc điểm đều là khó. Dung hợp kiếm đạo, dung hợp khó khăn, các loại thuộc tính dung hội, nắm chắc không tốt, phí công nhọc sức. Kiếm thể chi đạo, chỗ khó có hai cái. Thứ nhất là muốn tìm kiếm khí linh tai, cái thứ hai là, chịu lấy tận người thường không thể tiếp nhận nỗi khổ. Làm hai cái này điệp ra thời điểm, rõ ràng càng phải cực đoan chịu khổ. Chẳng những phải thừa nhận, thuộc tính khác nhau trật tự thần văn thần tai kiếm khí, còn muốn đưa chúng nó dung hợp. Quả nhiên, đây là cực đoan nhất kiếm quyết, tuyệt đối tuyệt. Song trọng khó khăn, khó càng thêm khó. Đây là Cửu Long Đế Tôn một mình sáng tạo chiến quyết. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đó là tự nhiên, tư liệu lịch sử phía trên, đều là như vậy ghi lại, dù sao từ xưa đến nay, thì chính hắn biết, mà lại không có chuyển cho Hiên Viên Long Tông. Phu Tử Thiên nói. Ta nhìn không phải vậy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Cái gì, ý của ngươi là, không phải hắn sáng tạo. Phu Tử Thiên cười, cũng dám nghi vấn trải qua sử ghi chép. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói thế nào a, lão đệ? Phu Tử Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi. Cửu Long Đế Tôn là thuần túy ngự thú sư, không có thức thần, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Cái này kiếm quyết bên trong, có phối hợp thức thần thi triển, kiếm trận, nội dung, mà lại chiếm cứ 1/3 trở lên độ dài, ý của ta là, dung hợp, kiếm thể, thức thần kiếm trận, mỗi người có 1/3. Nếu như là hắn một mình sáng tạo, hắn căn bản không hiểu thức thần, cũng không có thức thần. Hắn sáng tạo thức thần cái này một khối làm cái gì? Nói một cách khác, không phải thức thần tu luyện giả, hắn cũng sáng tạo không tạo được. Lý Thiên Mệnh nghiên cứu 9 màu vảy rồng có một hồi, thông qua tiếp xúc, hắn cho ra cái kết luận này. Theo kiếm chiêu phía trên nhìn, cái này hoàn toàn là thức thần tu luyện giả kiếm thuật. Tuy nhiên ngự thú sư, phổ thông nhân tộc đều có thể thi triển. Nhưng là, thiếu khuyết thức thần khối đó, sẽ để cho cái môn này thần quyết, đánh mất 1/3 uy lực. Thức thần tu luyện giả chiến quyết, bởi vì thức thần có thể thi triển chiến quyết nguyên nhân, cùng hắn tu luyện người chiến quyết, là tồn tại khác biệt. Nói thí dụ như Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, cũng là thức thần chiến quyết, nhưng Lục Đạo Sinh Tử Kiếm không phải. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, không có thức thần nội dung. Ngươi nói thật chứ, không thể nào, Phu Tử Thiên trừng mắt hỏi. Hiện tại tiếp xúc quá ít, khả năng sai lầm đi. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Kỳ thật hắn đối với kết quả, đã rất chắc chắn. Chỉ là thảo luận vấn đề này, ý nghĩa không là rất lớn. Dù sao, có phải hay không Cửu Long Đế Tôn một mình sáng tạo tám cảnh thần quyết, lại có cái gì cái gọi là đâu? Nắm giữ thức thần kiếm trận nội dung, đến lúc đó phối hợp, vạn kiếm thần niệm, uy lực sẽ chỉ so ghi chép bên trong còn đáng sợ hơn. Dung hợp, kiếm thể, thức thần kiếm trận, cái môn này tám cảnh thần quyết, tuy nhiên vô cùng khó khăn, nhưng là... Nó lại là cùng lục đạo sinh tử kiếm một dạng, là hoàn toàn đáng giá, để cho ta vì đó nỗ lực đại lượng tinh lực chiến quyết. Điểm này, Đế Lâm kiếm đạo tuy nhiên kiếm đạo trực tiếp, nhưng đối ý nghĩa của ta, vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp cái này tám cảnh thần quyết. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái này bám vào tại Đông Hoàng kiếm phía trên, 9 màu vảy rồng, cho mình chiến quyết con đường, ký kết mục tiêu mới. Giá trị gấp 3-4 lần tại đoạt mệnh ngân long. Hắn cười khổ một tiếng, tâm lý thầm than. Xem ra, vô thiên chi chiến sau khi kết thúc, không tiến thiên cung thật không được,
đoán chừng liền Hiên Viên Long Tông, đều che chở không bảo vệ được ta. Chiến quyết ý nghĩa lớn nhất, ở chỗ truyền thừa. Cái này Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, chính là Cửu Long Đế Tôn, đã từng không có truyền thừa cho con cháu chiến quyết. Bây giờ lại xuất thế, hắn hậu nhân, lại sẽ thấy thế nào? Thiên cung, trời đến cũng quá kích thích đi, đem đế táng bên trong bảo vật, y nguyên, lấy ra để một đám tiểu hài tử tranh đoạt. Người bên ngoài, đã sớm sao động đi. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng minh bạch, tiến vào vòng xoáy này trung ương, hắn nhất định phải đoạt được đế tinh bảng đệ nhất, đi khiêu chiến thiên cung, nếu không không còn đường lui. Là đi ngược dòng nước, dũng mãnh sông thẳng lên trời, vẫn là trốn đi, yên lặng tiến bộ, cầu một cái an ổn. Cái sau cố nhiên an toàn, chỉ cần cầu thả được, một ngày nào đó có thể thành công. Đáng tiếc, sẽ bỏ lỡ càng nhiều kỳ ngộ, thậm chí tiếc nuối cả đời. Nếu như Lý Thiên Mệnh lựa chọn cái sau, như vậy Dạ Lăng Phong đều khó có khả năng sống sót, Khương Phi Linh cũng chưa chắc có thể vượt qua vòng thứ nhất vĩnh sinh niết bàn. Trọng bảo rất phỏng tay. Lý Thiên Mệnh chỉ do dự một chút, liền lựa chọn cái trước. Trăm tàu tranh lưu, hùng người lên trời. Thân thủ một nắm, Đông Hoàng kiếm cùng cái kia chín màu vảy rồng, dường như có thể cảm nhận được, trong lòng của hắn thần ý hừng hực, vậy mà ong ong chấn động. Có tiếng long ngâm, tại kiếm này bên trên truyền đến, cùng Lý Thiên Mệnh hình thành mãnh liệt cộng minh. Xem ra, về sau còn phải tìm kiếm, kiếm khí loại hình nguyên tố thần tai. Nguyên tố thần tai, nắm giữ hoàn chỉnh trật tự thần văn. Mỗi một loại trật tự thần văn, đều có mỗi người thuộc tính, uy lực, đều là hoàn chỉnh. Viêm Hoàng kiếp văn kiếm khí, Thánh Thiên văn kiếm khí, kỳ thật đều là thần tai kiếm khí tiêu tán toái phiến. Nghe nói loại này nguyên tố thần tai kiếm khí, có thể tại trong thiên địa vũ trụ, tự mình xuyên thấu, rời đi hằng tinh nguyên, phóng tới vô ngân tinh không. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh một bên suy nghĩ cái này chín màu vảy rồng, một vừa ngắt nhéo trong tay màu đen chống trận. Hai trong một, thành màu đen. Hắn thường cách một đoạn thời gian, tiếp tục gõ vang cái này màu đen chống trận, chờ đợi lấy chống trận hồi âm, sau đó để Miu Miu lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về cái phương hướng này mà đi. Đông, đông, hiện tại hồi âm, cùng trước kia khác biệt, càng thêm thâm trầm xa xăm. Không biết hiện tại, ra vài tòa long cung, có mấy người đạt được bảo tàng. Lý Thiên Mệnh biết đến, hết thảy 5 loại. Bên cạnh chiến doanh doanh lại đang bão nổi, Dạ Lăng Phong trực tiếp dùng, đâm tâm hồn nhận, cho nàng bổ sung thương tổn, để cho nàng mệnh hồn bị thương, hữu khí vô lực, rất khó lại động đậy. Bao quát nàng cộng sinh thú, theo cộng sinh không gian lao ra, rất nhanh trọng thương trở về. Mệnh hồn bị thương, mang ý nghĩa bọn họ cần nghỉ dưỡng thời gian dài hơn. Khống chế tốt, đừng để nàng có sức lực tự hủy đế tinh kết giới. Lý Thiên Mệnh nói, yên tâm đi, có ta cùng Tiểu Phong tại, cái này bà nương chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phu Tử Thiên vui vẻ nói, trên thực tế cùng hắn không hề có một chút quan hệ, đều là Dạ Lăng Phong tại khống chế. Các ngươi tốt nhất đừng đụng phía trên ta ca, để hắn xem lại các ngươi như thế giày vò ta, bốn người các ngươi, lại so với ta thê thảm gấp 10 lần. Chiến doanh doanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đẫm máu nhìn lấy bọn hắn. Anh của nàng đối nàng như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến Nguyên Sách A, có tên hộ muội cuồng ma A, trước kia hắn liền buông lời, người nào động đến hắn muội, hắn thì giết người cả nhà. Phu Tử Thiên nhún nhún vai nói. Rất tốt, ý tứ chính là, đoạt mệnh ngân long có thể đổi lại. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết Chiến Nguyên Sách đầy đủ mãnh liệt đủ hung ác, loại này người tốt nhất đừng đắc tội. Có thể mấu chốt là, làm đối thủ cạnh tranh, không xung đột tuyệt đối không có khả năng. Đã như vậy, sợ là không có ý nghĩa. Đông, đông, hắn trả tại gõ vang màu đen chống trận. Lý Thiên Mệnh đứng tại Miêu Miêu trên đỉnh đầu, hướng về phía trước nhìn qua. Hắn phát hiện đi vào vị trí này về sau, bốn phía thông đạo âm u rất nhiều, ngoại trừ chống trận hồi âm, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Liền long khôi tàn thi cùng tranh đấu thanh âm, đều hoàn toàn biến mất. Người cũng đã biết, còn có ai, đạt được long cung bảo tàng sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi Chiến Doanh Doanh. Ha ha, Chiến Doanh Doanh chỉ lo cười lạnh. Lý Thiên Mệnh nhìn Dạ Lăng Phong liếc một chút, Dạ Lăng Phong trên tay cái kia đỏ như máu gai tâm hồn nhận, theo Chiến Doanh Doanh trên ót đâm xuống dưới. Phương này mới còn một mặt kiên cường nữ chiến thần, lập tức khóc ròng ròng. Nói chuyện, ta liền biết phi sinh mặc nhiễm lấy được, nàng oa oa khóc ròng nói. Như vậy, nhiều nhất lời nói, chỉ còn lại có ba cái long cung,
ít nhất đây. Một tòa, Lý Thiên Mệnh cúi đầu suy nghĩ. Vì cái gì ít nhất, không phải toàn bộ cũng bị mất đâu. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Toàn không có, chúng ta khả năng đã đi ra. Dạ Lăng Phong nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh trong lúc nói chuyện, lại lần nữa gõ vang màu đen chống trận. Ông! Hồi âm đang ở trước mắt. Miu Miu tốc độ rất nhanh, nó hóa thành hắc sắc điện xà bay lượn. Tia chớp lấp lóe ở giữa, Lý Thiên Mệnh bọn họ theo gió vượt sóng. Vù vù! Bọn họ hoàn toàn trốn vào trong bóng tối, đây là một cái đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh. Lý Thiên Mệnh dựa vào trộm thiên chi nhãn, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Đông! Hồi âm tại bên tai vang lên. Bọn họ theo một cái thông đạo, vọt ra. Trước mắt là một cái khoáng đạt thế giới. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn quét một chút, đây là một cái gấp 10 lần so với Bạch Long Cung cực lớn địa cung. Nơi này hết thảy, xem ra thật giống như đang nói rõ, nơi này chính là Cửu Long Đế Tôn hạch tâm. Miu Miu trực tiếp dừng lại. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn, nhanh chóng nhìn một vòng. Phát hiện cái này to lớn như vậy không gian bên trong, vậy mà không có vật gì. Chỉ có trên đỉnh đầu, nắm giữ ba chữ to. Đế Long Cung. Nghe danh tự, chính là Cửu Long đứng đầu. Long bên trong chi đế. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có to khỏe tiếng hít thở, rõ ràng có thể nghe. Đó là bởi vì, tại cái này Đế Long Cung bên trong, sớm đã có một đám người, sớm đến nơi này. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nguyên bản không nhúc nhích tí nào, khả năng đã ngồi rất lâu. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh mang theo chiến doanh doanh bọn họ, xuất hiện tại những người này trước mắt thời điểm, bọn họ mới mở hai mắt ra. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám trong mắt màu vàng óng, phát ra đạo đạo quang trụ, từ phía dưới xuyên thấu mà lên. Lý Thiên Mệnh thứ liếc mắt liền phát hiện bọn họ. Hết thảy 202 bên. Bọn họ là, chiến thần tộc, chiến nguyên sách. Chiến nguyên sách trong tay, có cùng Lý Thiên Mệnh, giống nhau như đúc màu đen chống trận, cái này đến từ cái kia một đầu chín đầu hắc long. Cái này cũng là hắn cùng Lý Thiên Mệnh, có thể tới chỗ này lý do. Nhìn tình huống, bọn họ đã sớm tới, nhưng rất có thể, không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh dẫn theo chiến doanh doanh, cùng một nhóm người này nóng rực ánh mắt, đụng vào nhau. Làm chiến nguyên sách bọn người, nhìn đến chiến doanh doanh thảm trạng thời điểm, trong lồng ngực núi lửa, trực tiếp nổ tung. Chiến nguyên sách có hai cái chống trận, một lớn một nhỏ, hắn thông qua màu đen chống trận, đi tới nơi này, tuần tra nửa ngày không có thu hoạch, liền để chiến doanh doanh cầm lấy tiểu nhân chống trận. Đi một phương hướng khác, nàng bởi vậy tại Bạch Long Cung, đụng phải Lý Thiên Mệnh, ngược lại làm cho Lý Thiên Mệnh dung hợp hai cái tiểu chiến chống, đạt được màu đen chống trận. Song phương nhân mã, lại tại cái này hội tụ. Tại chiến nguyên sách bạo phát trước đó, Lý Thiên Mệnh trước một bước dẫn theo chiến doanh doanh, mở miệng nói, chiến nguyên sách, có thể tính đụng tới ngươi, dùng đoạt mệnh ngân long, đổi muội muội ngươi một mạng, tới đi. Sắc bén, kiên cường xiềng xích. Đem chiến doanh doanh buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Coi như thân là chiến thần tộc nàng, nhục thân tố chất rất mạnh, cũng ngăn không được cái này trật tự thần binh cắt chém, lôi kéo. Bây giờ tóc nàng rối tung, đầy người vết máu, lại thêm mệnh hồn chúng Dạ Lăng Phong gai tâm hồn nhận, cực kỳ trắng bệch. Bực này bộ dáng, tuy nhiên không thương tổn cùng căn bản, có thể đối trước mắt cái kia hơn 200 chiến thần tộc tới nói, khi thấy bọn họ bình thường kính ngưỡng, duy trì chín lục công chúa. Vậy mà biến thành tù nhân, những thứ này nam nữ hô hấp, nhất thời biến đến trở nên nặng nề. Mỗi người trong hai mắt, cơ hồ đều đốt cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng. Vậy liền lại càng không cần phải nói, cái kia bị Lý Thiên Mệnh uy hiếp chiến nguyên sách. Phu tử Thiên nói, hắn là có tiếng hộ muội cuồng ma. Giờ phút này, chiến nguyên sách mái tóc màu vàng óng kia, cơ hồ từng chiếc dựng đứng, trực tiếp nổi giận đùng đùng, một đôi tròng mắt bên trong lửa giận. Cơ hồ trực tiếp vượt qua mấy ngàn thước, nhào tới Lý Thiên Mệnh trên mặt tới. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, cả người như đồng hóa thân hắn cộng sinh thú, có thú loại táo bạo cùng dữ tợn. Trên thực tế gương mặt hắn, vốn là hướng tới phẫn nộ, bây giờ phát tác lên, tám cái lỗ tai đều tại vỗ. Mỗi lần vỗ, đầu của nó phía trên liệt hỏa, đều tại phún ra ngoài bắn. Giờ khắc này, một nhóm người này tức giận, chiến ý, trực tiếp nhảy lên tới trước nay chưa có cao điểm. Ong ong ong, bọn họ to khỏe hô hấp, thậm chí dẫn phát không khí chấn động. Mỗi cái chiến thần tộc ánh mắt, đều giống như kim sắc sơn phong, chấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên người của bọn hắn.
Lý Thiên Mệnh vừa rồi câu nói kia, còn ở lại chỗ này Đế Long Cung bên trong quanh quẩn. Lúc này, Chiến Nguyên Sách vươn tay, dùng ngón tay đầu chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Hắn toét ra vàng óng ánh hàm răng, dùng trầm thấp nhất, tàn bạo thanh âm, đối Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã từng thề qua, người nào đụng đến ta muội một sợi tóc, ta đều sẽ đem tháo thành tám khối, diệt hắn cả nhà. Ngươi chẳng những động tóc, còn đem nàng làm bị thương trình độ như vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi chọc giận tới vảy ngược của ta, tiếp đó, ngươi cùng sau lưng ngươi hết thảy, bao quát thanh hồn điện, cùng một chỗ hưởng thụ, người cuối cùng ở giữa đi. Nói đến phần sau, thanh âm của hắn đã khàn khàn. Ca, khác khách khí với bọn họ, bốn người này thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta muốn để bọn hắn quỳ xuống cho ta dập đầu, đập đến chết đến. Chiến Doanh Doanh có thể tính các loại đến giờ khắc này, thanh âm nói chuyện vô cùng thê lương. Thì cái này âm điệu, đều có thể nghe ra nàng chịu khổ. Theo trong lời nói nghe, bọn họ đến bây giờ đều là miệt thị đối thủ, dù sao thế lực sau lưng bày ở đây. Chiến thần tộc là đỉnh cấp thị tộc, vạn tông thiên bảng bài danh thứ tư, 10 cái thanh hồn điện cũng không thể so. Cái này trong lúc nhất thời, những thứ này chiến thần tộc đệ tử, căn bản không có ý thức được đây là một trận, giao dịch. Bọn họ nguyên một đám ánh mắt phun lửa, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ vọt tới. Lý Thiên Mệnh bây giờ thì đứng tại cửa thông đạo, cũng không có hãm sâu Đế Long Cung, hắn tùy thời đều có thể đi. Xem ra, bọn họ còn chưa hiểu tình huống. Lý Thiên Mệnh đối mặt cái này nhìn chằm chằm một đám chiến thần tộc đệ tử, mặt không biểu tình, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hắn vừa nói xong câu đó, Dạ Lăng Phong liền sẽ ý. Hắn theo trên đầu mình, quất ra cái kia đỏ như máu gai tâm hồn nhận, tại trước mắt bao người, đâm vào Chiến Doanh Doanh trên đỉnh đầu, xem ra vô cùng dọa người. Chiến Doanh Doanh nhất thời kêu thảm, toàn thân co rút. Xem ra muốn nhiều thê thảm, thì có bao thê thảm. Nhưng kỳ thật, Dạ Lăng Phong khống chế lực đạo rất tốt, nhiều lắm là chỉ là để cho nàng mệnh hồn nhói nhói, không đả thương được căn bản, về sau thêm nhiều tu dưỡng liền có thể khôi phục. So với chặt tay chặt chân, chém giết cộng sinh thú loại hình uy hiếp, bọn họ đã tính toán rất có phong độ. Để bọn hắn đứng lại. Lý Thiên Mệnh giữ nàng lại sau lưng vạt áo, đem nàng nâng lên trước mắt, tại bên tai nàng lạnh lùng nói ra. Ngừng, ca, dừng lại a. Chiến Doanh Doanh thanh âm thê lương, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi chảy ngang. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được thè lưỡi. Lớn như vậy một cái mỹ nhân, hai gia hỏa này thói quen không thương hương tiếc ngọc, nhìn đến Vu Tử Thiên đều thẳng hô nội hàm. Một tiếng này âm thanh thống khổ kêu thảm, còn có Lý Thiên Mệnh cái kia tia không thối lui chút nào ánh mắt, cùng Dạ Lăng Phong cái kia kinh khủng đỏ như máu đâm tâm hồn nhận, cuối cùng đem chiến thần tộc này một đám mãng phu dọa sợ. Đứng lại, Chiến Nguyên Sách nộ hống một tiếng, tức giận đầu lưỡi đều đang cháy lửa. Lý Thiên Mệnh, người đời này, đều sẽ vì ngươi thời khắc này to gan lớn mật, làm sằng làm bậy mà hối hận. Hắn lúc nói chuyện, đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Kéo nhiều như vậy nhàm chán khẩu hiệu làm cái gì? Phô thiên chi cảnh thì là công bình cạnh tranh chi địa, đấu không lại liền chuyển ra bối cảnh tới dọa ta, ngươi thật đúng là mất mặt. Ta đến cùng có sợ hay không ngươi, ngươi vẫn không rõ à? Cần đe dọa à? Hiện tại, ngươi dựng thẳng lên cái này tám cái lỗ tai nghe rõ ràng, ta để ngươi đem đoạt mệnh ngân long giao ra, đem ngươi muội đổi về đi, ngươi tự phụ cùng do dự, đều sẽ trở thành nỗi thống khổ của nàng, lẫn nhau đều dứt khoát một chút tốt nhất, đều không lãng phí mọi người thời gian, minh bạch chưa? Lý Thiên Mệnh một đoạn này lời nói, trực tiếp đem Chiến Nguyên Sách phá hỏng. Hắn chỗ cảm nhận được, chính là vô tình khiêu khích cùng nhục nhã. Ha ha, người nào đấu không lại rồi? Là ngươi đấu không lại ta, bắt ta muội làm con tin a. Đây mới là hạ lưu thủ đoạn, nói rõ ngươi là một bản bị ổi người vô sỉ. Ngươi để ta trả lại ngươi đoạt mệnh ngân long, vậy ngươi lúc nào thì, đưa ta đại đạo nguyên ma đan. Chiến Nguyên Sách mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, hai tay của hắn đã sớm nắm thành to lớn quyền đầu, phía trên có màu hoàng kim gân mạch bạo khởi, cho thấy hắn giờ phút này, so lúc trước còn muốn phẫn nộ. Chiến Nguyên Sách, là chính ngươi sai lầm a. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, khí định thần nhàn, chậm rãi nói, đệ nhất, nơi này là thiên cung cử hành công bình cạnh tranh chi địa, đã cho phép ngươi chiến thần tộc vài trăm người đồng bọn, chính là cho phép đoàn đội chiến đấu, đoàn đội trong chiến đấu, bắt đối phương nhân vật trọng yếu, chính như trên chiến trường bắt giặc phải bắt vua trước, đây là tranh đấu, tại sao bị ổi có thể nói. Chiếu ngươi nói như vậy,
trên chiến trường tất cả mưu kế, đều là hèn hạ. Nói loại lời này, sẽ chỉ làm ngươi lộ ra rất ngu ngơ, rất ngây thơ. Thứ hai, ngươi cho tới bây giờ không được đến qua đại đạo nguyên ma đan, cửu long hắc long khôi lỗi kết giới, là ta tự đánh mình phá, cái này thần đan cũng là ta công bình cạnh tranh đoạt được, không cần trả lại ngươi. Còn nữa, ta hiện tại là để ngươi, giao ra, đoạt mệnh ngân long, không có để ngươi, đưa ta, đoạt mệnh ngân long. Ta phải con tin, trọng đoạt ngân long, thiên kinh địa nghĩa, đừng đem nhàm chán đạo đức bảng giá, phóng tới bảo vật tranh phong đến, rất nhàm chán. Cái này hai đoạn lời nói, để chiến nguyên sách trực tiếp á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy, đoạt mệnh ngân long còn tại chiến nguyên sách kim nghê thông thiên viên trên thân. Vì đè lại cái này đoạt mệnh ngân long, có hai đầu kim nghê thông thiên viên, thời khắc đều muốn thi triển tất cả vốn liếng đè lại nó. Nhất là bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện. Cái này dẫn đến đoạt mệnh ngân long khí hồn, khát vọng trở lại bên cạnh hắn, lộ ra càng khó khống chế. Chiến nguyên sách, người để ngươi muội chạy trên mặt ta đến, liền là của ngươi thất sách. Người khác lãng phí thời gian, dứt khoát một chút, ta cũng không thích nói nhiều. Lý Thiên Mệnh thanh âm lãnh đạm nói. Nhìn đến chiến nguyên sách cái này vặn vẹo, táo bạo, nhưng cũng không thể động thủ biệt khuất biểu lộ, Lý Thiên Mệnh tâm lý dễ chịu. Có thể tính báo trước đó, bị gia hỏa này đả thương mối thù. Chiến nguyên sách còn tại rằng co. Hắn bây giờ thực khó chịu, giống như là một đầu bị chọc giận lại bị chỗ trong lồng đại tinh tinh, chỉ có thể gào thét. Gặp hắn lãng phí thời gian, Dạ Lăng Phong tăng thêm một số đâm tâm hồn nhận uy lực. Chiến Doanh Doanh kêu thảm, nghe càng thêm tê tâm liệt phế. Chiến nguyên sách, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng hô một câu. Phóng, hắn nói ra một chữ này thời điểm, đầu lưỡi đều nhanh cắn nát. Hắn chỉ có một thân bắp thịt, còn có nóng nảy tinh luân nguyên lực, lại chỉ có thể khuất phục. Loại tư vị này, chiến nguyên sách chỉ sợ cả đời, đều không bị qua. Tại hắn ra lệnh một tiếng, cái kia kim nghê thông thiên viên không sao cả do dự. Bởi vì đoạt mệnh ngân long đặc thù tính, chỉ cần bọn họ không cưỡng ép trưởng khống, đoạt mệnh ngân long thì tránh ra, hóa thành một đạo ngân quang, gào thét phóng tới Lý Thiên Mệnh, chủ động trở về. Đưa ta muội đến. Không cần chiến nguyên sách nói, Lý Thiên Mệnh đều sẽ thấy tốt thì lấy, đối phương không phải bình thường bối. Hắn kéo lại chiến doanh doanh trên người xiềng xích, nói một tiếng gặp lại, liền đem ném về trên đỉnh đầu, đánh tới hướng nơi xa. Ngươi xong. Chiến doanh doanh tại thời khắc cuối cùng, còn đang uy hiếp, giận mắng. Đáng tiếc lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh đoạt mệnh ngân long, đã hóa thành dài 1 mét tiểu long, một lần nữa quấn quanh về hắn hắc ám tí phía trên. Cùng lúc đó, Miu Miu sớm liền chuẩn bị tốt. Tại chiến nguyên sách bạo hống một tiếng, toàn thân phẫn nộ như núi lửa một dạng bạo phát thời khắc, trực tiếp quay người thì đồn. Có Miu Miu nơi tay, lại thêm Lý Thiên Mệnh từ vừa mới bắt đầu, thì kẹt tại cửa thông đạo không tiến vào, muốn thoát ly chiến nguyên sách uy hiếp, kỳ thật rất dễ dàng. Coi như ta lần này, để hắn ăn quả đắng, theo thực lực đến xem, hắn vẫn là vô giải. Đây là Lý Thiên Mệnh thái độ. Đánh không lại, vì cái gì càng muốn đánh. Dù sao hiện tại cái này lớn nhất đế long cung, giống như không có vật gì, không có đáng giá cạnh tranh đồ vật, tự nhiên không cần vì đánh nhau vì thể diện mà bán mạng. May mắn đến về đoạt mệnh ngân long, lần này giao phong, ta đã thắng. Miu Miu nhất kỵ tuyệt trần, tại các loại trong thông đạo xuyên thẳng qua, dần dần hất ra chiến thần tộc đệ tử nhóm. Tại mê cung này bên trong, tại không có vây quanh tình huống dưới, muốn ngăn cản Miu Miu, cái này có thể so với lên trời còn khó hơn. Lý Thiên Mệnh từ phía sau truyền đến phẫn nộ tiếng giống, đều có thể nghe ra được, lần này chiến nguyên sách đến cỡ nào biệt khuất. Kỳ thật, chiến doanh doanh không tính là nhiều thảm, bị thương đều có thể khôi phục. Chiến nguyên sách chỗ lấy phẫn nộ, thứ nhất là bởi vì đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh. Cái thứ hai là bởi vì lòng kiêu ngạo tại quấy phá. Hắn cho tới bây giờ đều không đem ngươi, làm đối thủ, nhưng lại ở trên thân thể ngươi ăn quả đắng. Trước kia cầm tới đoạt mệnh ngân long, hắn còn không tính không lỗ, hiện tại, hắn bệnh thiếu máu. Phu Tử Thiên một mặt sảng khoái. Thừa cơ bắt cóc chiến doanh doanh là chủ ý của hắn, bây giờ nhìn, xác thực tác dụng to lớn. Lúc này thời điểm, Miu Miu đã dừng bước, một đoàn người đứng tại thông đạo nơi hẻo lánh chỗ. Lý Thiên Mệnh thu hồi đoạt mệnh ngân long, nói. Bảo bối này về đưa tới tay, như vậy cái này cửu long đế táng bảo tàng, chúng ta đã được đến 4 loại. Hiện tại màu đen chống trận, chỉ cho ta dẫn một vị trí, cái kia chính là đế long cung.
Đế Long Cung không có Long Khôi xuất hiện, Chiến Nguyên Sách bọn họ thủ ở nơi đó không đi, nói rõ bọn họ còn không có thu hoạch. Ta có dự cảm. Cái này từ màu đen chống trận chỉ dẫn mà đến, mà lại nội bộ không gian, chính là còn lại Long Cung hơn gấp 10 lần Đế Long Cung, nhất định là Cửu Long Đế Táng tranh phong mấu chốt nhất chi địa. Đúng, ta cũng cảm thấy, có thể là quyết chiến chi địa. Phu Tử Thiên nói. Cho nên, chúng ta tạm thời trốn thoát, nhưng là cuối cùng còn phải trở về. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Trước không vội, Chiến Nguyên Sách chiếm đoạt chỗ đó, xung đột chính diện chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, tạm thời trước núp trong bóng tối, tĩnh quan kỳ biến. Vị trí này khoảng cách Đế Long Cung không xa. Nếu là bên kia có biến phát sinh, bọn họ sẽ đi qua, cũng không tính lạc hậu. Chủ yếu vẫn là không có cách, nếu là không sợ Chiến Nguyên Sách, khẳng định là ở tại Đế Long Cung tốt nhất. Thực lực chênh lệch, đó là không thể vượt qua khoảng cách. Hai lần chạm mặt, Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được, phục dụng âm dương phần thiên đan về sau, người này chiến lực chi đáng sợ. Giả thiết Đế Long Cung là sau cùng một tòa Long Cung, nếu như hết thảy do trời cung đến thiết lập, như vậy nơi này cạnh tranh, nhất định rất kịch liệt. Chiến Nguyên Sách muốn một người, lặng yên không một tiếng động cầm hạ tối hậu bảo tàng, tuyệt đối không có khả năng. Coi như không có đối thủ cạnh tranh, Thiên Cung đều sẽ đích thân, an bài cho hắn. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo phân tích. Đây chính là hắn không nóng nảy nguyên nhân. Long Cung bảo tàng loại vật này, có lúc, cũng không phải là một mực thủ ở bên người, liền có thể chiếm trước tiên cơ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ở chỗ này chưa hẳn áp dụng. Miêu miêu. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, đem một cái ngay tại cộng sinh không gian bên trong ngủ say sưa tiểu mèo đen, cho ôm đi ra. Làm mau lão đệ. Miêu miêu rời giường khí bạo phát, u oán nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, theo bản năng liền muốn dùng móng vuốt nhỏ, đi gãi Lý Thiên Mệnh cánh tay. Người đi Đế Long Cung canh gác đi, bên kia có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức quay lại nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. Không đi, bản mèo tan việc, không tiếp sống, đây là ta hưởng thụ mèo sinh thời điểm. Miêu miêu lập tức cự tuyệt, gật gù đắc ý. Huỳnh Hòa, mượn ta một mảnh lông vũ. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Làm gì nha? Huỳnh Hòa thò đầu ra, như tên trộm hỏi. Cắt trứng, Lý Thiên Mệnh mập mờ cười một tiếng. Mèo. Miêu miêu chân sau kẹp chặt, mười phần dứt khoát, trong nháy mắt hướng về Đế Long Cung phương hướng liền xông ra ngoài, một bên chạy một bên kêu ầm lên, vô lương ngự thú sư tiểu Lý Tử, chiếm dụng bản mèo thời gian nghỉ ngơi, bút chướng này. Chờ ngươi cũ dích đi không được rồi, bản mèo lại cùng ngươi tính toán rõ ràng. Nhìn lấy nó nhanh như chớp liền chạy, mọi người buồn cười. Nó sẽ không đi bên kia ngủ đi, Huỳnh Hỏa nói. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh nhất thời có dự cảm không hay. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Miêu Miêu. Dù sao phải có sự tình, nó đảo mệnh nhanh nhất. Miêu Miêu sau khi đi, bọn họ lại thảo luận một chút. Chiến Doanh Doanh nói, Phi Sinh Mặc Nhiễm cũng đã nhận được một tòa Long Cung bảo tàng. Ngoại trừ Đế Long Cung, nhiều nhất còn lại hai tòa. Nhưng, đoán chừng không có Đế Long Cung trọng yếu. Mà lại, rất có thể đã không có. Dù sao mấy chục triệu người tiến đến, luôn có người vận khí tốt. Đã như vậy, liền đem sau cùng mục tiêu, khóa chặt tại cái này Đế Long Cung. Bọn họ không biết bên ngoài đế tinh bảng biến hóa, cho nên tạm thời không hiểu ra sao, chỉ có thể dựa theo Long Cung bảo tàng tung tích đi xuống. Bí ẩn lớn nhất vẫn là Thiên Cung, muốn là nắm trong tay truyền thuyết này bên trong Cửu Long Đế Táng, tại sao muốn đem những bảo vật này, đưa cho Lý Thiên Mệnh những đệ tử trẻ tuổi này. Không nghĩ ra, nắm chặt thời gian, tăng lên chính mình đi. Đánh không lại Chiến Nguyên Sách, mang ý nghĩa Đế Long Cung coi như xuất hiện bảo tàng, Lý Thiên Mệnh tranh đoạt độ khó khăn, sẽ so với lần trước Hắc Long Cung càng cao. Muốn vào Thiên Cung, sau cùng một tòa Đế Long Cung, rất có thể là quan trọng. Trên tay bảo bối quá lớn, đó cũng là một loại đâm lao phải theo lao, nhất định phải một con đường, vào tới cơ sở trạng thái. Bây giờ ngoại trừ cảnh giới tu hành, Lý Thiên Mệnh còn có mục tiêu mới. Cái kia chính là, tám cảnh thần quyết Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Đế Long Cung. Hắc ám tràn ngập. Duy chỉ có phía trên, Đế Long Cung, ba chữ to, quỷ dị như vậy. Ô ô, tại cái này lớn như vậy giữa cung điện dưới lòng đất, Chiến Doanh Doanh bị một đám chiến thần tộc nam nữ, vây quanh ở bên trong, thấp giọng thút thít, lộ ra sở sở động lòng người. Đừng khóc, ca theo ngươi cam đoan những chuyện này. Nhất định hoàn thành.
Chiến Nguyên Sách ôm trong ngực muội muội, ôn nhu an ủi. Nhất là cái kia tóc trắng xúc sinh, ta muốn một khỏa lột sạch hàm răng của hắn, móc xuống ánh mắt của hắn. Chiến Doanh Doanh hốc mắt đỏ bừng, ôm hận nói ra. Tốt tốt tốt, ca tuyệt đối chế phục hắn, đừng nói hàm răng ánh mắt, chính là ngũ tạng lục phủ, đều cho ngươi móc ra, để hắn kéo lấy ruột cho ngươi khiêu vũ, có được hay không? Chiến Nguyên Sách vuốt ve mái tóc dài màu vàng óng của nàng, ngữ khí thì cùng là tại dỗ tiểu hài giống như. Cái này còn tạm được, hừ, ca ca, ta không sao, ngươi nhanh tiếp tục tìm cái này đế long cung bí mật đi. Nơi này thật lớn như thế, vị trí của nó, đã bị cái này Lý Thiên Mệnh biết, ta đoán muốn ra hỏa này nhất định sẽ trở về dở trò quỷ. Chúng ta nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường, đạt được đế long cung, mới tính chiếm hết tiên cơ. Chiến Doanh Doanh lau đi nước mắt, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng. Được, chúng ta tiếp tục. Trước đó sợ làm cho quá lớn tiếng, dẫn tới những người khác. Hiện tại, đế long cung vị trí đã tiết lộ, Chiến Nguyên Sách định dùng mới phương thức. Người nào có chút con. Dù sao điểm mấu chốt, khẳng định tại cái này màu đen chống trận phía trên. Nơi này không có vật gì, chỉ có vách tường, còn có đế long cung ba chữ này. Đúng. Chiến Nguyên Sách hướng lên không trung, nói, chủ yếu cùng nhau nghiên cứu ba chữ này, những người khác nhìn xem vách tường. Cửu Ngũ Hoàng Tử, muốn cảnh giác Lý Thiên Mệnh đi mà quay lại, người này giống như chuột chạy qua đường một dạng giảo hoạt, không thể lại để cho hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Có người nhắc nhở. Nhặt nhạnh chỗ tốt, Chiến Nguyên Sách trong mắt lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nói, em gái ta đã an toàn, hắn không có tay cầm, phải chả dám đi lên, đừng nói nhặt nhạnh chỗ tốt, ta còn phải để hắn lấy được tất cả mọi thứ, đều cho ta y nguyên phun ra. Hắn hỏi qua Chiến Doanh Doanh, biết được Lý Thiên Mệnh thông qua dung hợp hai cái tiểu chiến trống, đạt được giống như hắn màu đen chống trận. Nói cách khác, làm một người, đánh chết Long Khôi, đến số lượng nhất định thời điểm, thì sẽ nhận được tiểu chiến trống. Lại tiếp tục gia tăng, còn có thể đạt được màu đen chống trận. Chín đầu hắc long tự thân sinh ra màu đen chống trận, cần phải tính toán trường hợp đặc biệt, mang ý nghĩa chín đầu hắc long giá trị, tối thiểu tương đương với mấy ngàn long khôi. Nếu như những người khác, chém giết mấy ngàn long khôi, cũng có khả năng đạt được màu đen chống trận, đi tới nơi này. Như vậy, ta phải nắm chắc thời gian. Chiến Nguyên Sách trong mắt, quang mang lấp lóe. Hắn có dự cảm. Chỉ cần cầm tới đế long cung bảo tàng, như vậy, hắn thì thắng. Chậc chậc, nghe được bọn họ trò chuyện, Miêu Miêu nhìn không được trợn trắng mắt. Nó nằm sấp tại bên trong một cái cửa thông đạo, chi trên kéo dài, cái đuôi thật cao vung lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong lúc nhất thời ngáp liên tục, hai mắt mơ hồ. Cái kia lông xù thân thể, mềm mại nằm trên đất. Hô, những người này, rõ ràng phát hiểm một điểm đều không có. Cái kia, bản mèo thì nghỉ ngơi cái 30 hơi thở thời gian a. Tính toán, nhiệm vụ trọng yếu, cũng không thể chậm trễ sự tình, quyển kia mèo thì nghỉ ngơi cái 10 hơi thời gian, hoàn toàn không quan trọng. Nghĩ tới đây, nó trên mặt nụ cười, tiến vào mộng đẹp, bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Ngủ đến dễ chịu chỗ, nó trực tiếp lật chuyển tới, lộ ra cái bụng, chổng vó. Một đầu cái đuôi mèo đung đưa, còn theo cửa thông đạo rủ xuống rơi xuống. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Có Miêu Miêu dám thị Chiến Nguyên Sách một đoàn người, Lý Thiên Mệnh, yên tâm, đem sự chú ý của mình, đặt ở trên tu hành. Loại này tranh đoạt từng giây hành động, để Vu Tử Thiên xem thường. Đế Long Cung bảo tàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, các ngươi dạng này, không dùng a. Mặc kệ có dùng hay không dùng, Lý Thiên Mệnh đều quen thuộc tại, không lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Bình thường tới nói, mấy ngày. Mười mấy ngày tu hành, xác thực không dùng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thiên vị kết giới, có thể đi vào huyễn thiên chi cảnh, đến tử diệu tinh thần tháp tầng thứ ba, đi lĩnh hội tử diệu tinh tiền bối truyền thừa thiên hồn. Tại tử diệu tinh thần tháp tầng thứ ba, truyền thừa thiên hồn, khoảng chừng ước vạn. Lấy không hết, dùng mãi không cạn. Quy mô của nó, tối thiểu so thanh hồn điện truyền thừa thiên hồn muốn tốt. Mà lại, theo Lý Thiên Mệnh thực lực, cảnh giới tăng lên. Hắn tại tử diệu tinh thần tháp tầng thứ ba, có thể dừng lại thời gian, cũng đang gia tăng. Lần này, hắn kiên trì chừng 5 ngày, mới đụng tới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 đối thủ, chiến bại rời đi. Làm hắn xuất hiện tại tử diệu tinh thần tháp bên ngoài thời điểm, Lâm Phong danh tiếng, đưa tới rất nhiều người chú ý, nói rõ hắn tại tử diệu tinh, đồng dạng nóng này. Lý Thiên Mệnh không có lưu lại quá lâu, cấp tốc đi ra.
hắn để Huỳnh Hỏa đi Đế Long Cung nhìn một chút. Bên kia vẫn là chỉ có Chiến Nguyên Sách một đoàn người. Bọn họ thử qua vô số biện pháp, cho đến hết biện pháp, đều không thể khám phá Đế Long Cung bí mật. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh càng không vội. Còn có 5 ngày, mới có thể lại tiến Tử Diệu Tinh Thần Tháp, hắn liền bắt đầu tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, cũng đắm chìm trong tu hành. Bị bọn họ cảm nhiễm, liền lười biếng Vu Tử Thiên, tại đủ kiểu nhàm chán phía dưới, cũng bắt đầu tu hành. Kỳ thật Vu Tử Thiên nói rất có đạo lý, tại loại này hỗn loạn thời khắc, còn bình tĩnh lại tu hành, hiệu quả sẽ không quá tốt. Lý Thiên Mệnh những ngày qua, từng lần một quan sát thiên hồn, có lẽ là quan sát quá nhiều, đạt tới bão hòa nguyên nhân, hắn bản thân cảm giác, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Xem ra, đến thập đạo thiên về sau, phá kiếp sau bạo phát kỳ, chậm rãi chìm xuống. Cùng nghĩa phụ làm cũng không kém nhiều lắm, hắn cũng là tại hậu kỳ, thả chậm cước bộ. Càng là chìm xuống, hắn liền thoát ly khoa trương trình độ, cùng trật tự chi địa đám thiên tài bọn họ, tiến vào cùng một cái duy trì. Đương nhiên, hắn là cái này duy trì bên trong, cao nhất loại kia. Tại cảnh giới tu vi không có cách nào giống như trước đây, điên cuồng bạo phát thời điểm, Lý Thiên Mệnh chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, đem tam hồn thái nhất đỉnh phong ngộ tính, chuyên chú tại Cửu Long Đế Tôn lưu lại siêu cấp kiếm quyết phía trên. Nơi này không có nguyên tố thần tai kiếm khí, tăng thêm thức thần không thể sử dụng, chỉ có thể phát huy cái này tám cảnh thần quyết 1/3 uy lực. Nhưng, một khi hình thành lưỡng kiếm trở lên kiếm đạo dung hợp, cần phải đều có thể so tất cả cùng thế hệ tu luyện chiến quyết, đều mạnh hơn. Cái kia cửu sắc long vảy, tựa như là tiểu thiên bia một dạng, có thể đem Lý Thiên Mệnh, thiên hồn, cho hút vào trong đó. Hắn đạt tới một cái ngân sắc, băng lãnh trong thế giới. Siêu siêu siêu, ngân quang lấp lóe. Cái thế giới này, mang cho Lý Thiên Mệnh lớn nhất cảm thụ cũng là, nhanh. Cùng Miu Miu một dạng, Miu Miu là tia chớp lôi đình, mà cái này ngân sắc là quang mang. Tốc độ ánh sáng. Quang hội tụ thành ngân sắc thần long, tại Lý Thiên Mệnh trên thân chạy, xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Xì xì xì. Ngân long, thiểm quang sát kiếm. Lúc này một kiếm này, Lý Thiên Mệnh đã sử dụng qua. Chỉ là một lần kia, hắn chỉ là thể nghiệm người. Chân chính người thi triển, là Cửu Long Đế Tôn lưu lại cái này cửu sắc long vảy. Cái này một chiếc vảy rồng, là tám cảnh thần quyết truyền thừa kết giới, không có nó chỉ dẫn. Chỉ có khẩu quyết, ta cảnh giới này đệ tử, căn bản học không được. Vảy rồng bám vào tại Đông Hoàng kiếm phía trên, chính là thừa nhận Lý Thiên Mệnh người thừa kế thân phận. Một kiếm này kiếm ý, hẳn là xây dựng ở, nhanh, phía trên. Thiên hạ chiến quyết, duy nhanh không phá. Miêu miêu nhanh, là tốc độ di chuyển, mà cái này thiểm quang sát kiếm nhanh, là xuất kiếm, giết người tốc độ. Cho nên, tại thiểm quang sát kiếm trước mặt, chiến doanh doanh loại này lực lượng hình đệ tử. Hoàn toàn theo không kịp ta tiết tấu. Nhanh, chính là một kiếm này hạch tâm, lấy nhanh sinh ra 100.000 kiếm thế biến hóa, càng làm cho không người nào có thể nắm lấy. Nếu là phối hợp thức thần, lại có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thể, hình thành tam trọng lực sát thương, chỉ là cái này thiểm quang sát kiếm uy lực, thì vượt qua Đế Lâm kiếm đạo. Nói ngắn gọn, Vu Tử Thiên căn theo như truyền thuyết, vẫn đánh giá thấp Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Cửu Long Đế Tôn không có thức thần, chỉ vận dụng cái môn này kiếm đạo 2/3 uy lực. Như thế nói đến, cái này cơ sở chín kiếm, thậm chí ngay cả chiêm tinh đều không có liên quan đến, nhìn như không bằng bốn cảnh thần quyết, nhưng chân chính thi triển đến cực hạn, tuyệt đối nghiền ép bốn cảnh thần quyết, một chút có lưỡng kiếm dung hợp, khả năng đều muốn vượt qua đại đa số ngũ cảnh thần quyết. Nó điểm mấu chốt, ở chỗ dung hợp, ở chỗ hấp thu trật tự thần văn thần tai. Thần tai trật tự thần văn càng là cao đẳng, uy lực càng là khủng bố. Làm cơ sở chín kiếm một trong, thiểm quang sát kiếm bản thân không khó, nạn là lúc sau dung hợp. Lý Thiên Mệnh bắt đầu lại từ đầu, suy nghĩ cái này ngân long một kiếm. Huỳnh Hỏa làm hắn cộng sinh thú, nó không có cách nào tiến chín màu vảy rồng bên trong, nhưng là thông qua cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh câu thông, cùng Lý Thiên Mệnh tại ngộ kiếm thời điểm, mỗi một bước đều có suy nghĩ cùng giảng giải, một người một thú, bắt đầu đồng tu. Huỳnh Hỏa ý nghĩ rất mới lạ. Đối Lý Thiên Mệnh có nhất định trợ giúp tác dụng. Cái này thế giới màu bạc, ngưng kết thành mấy vạn ngân sắc thần long. Bọn họ ngẫu nhiên hóa thành trường kiếm màu bạc, bay lượn tinh không, ngẫu nhiên hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu 10.000 mét lớn lên to lớn ngân long. Ba loại trạng thái, giống nhau đặc điểm, đều là nhanh, nhanh như thiểm quang,
lóe lên thì chết. Siêu siêu siêu. Chói tai kiếm ngân vang âm thanh, không ngừng tại Lý Thiên Mệnh bên tai gào thét. Hắn duỗi ra ngón tay, cùng cái kia ngân sắc vạn kiếm, vạn long cùng một chỗ. Thông qua một ngón tay, giết ra mấy vạn thần long tốc độ cùng biến hóa, đây cũng là ngân long một kiếm huyền ảo. Đơn giản một kiếm, phong phú toàn diện. Một loại kiếm ý, đi đến đỉnh phong, liền sẽ sinh ra biến chất. Thiểm quang sát kiếm, nhanh đến cực hạn, liền trở thành không thể chống cự sát chiêu. Dạng này tấn mãnh kiếm ý, muốn là phối hợp nắm giữ trật tự thần văn, thần tai kiếm khí, đồng thời bạo phát, lại lấy thức thần áp trận, lực sát thương tuyệt đối gấp 3. Thế giới màu bạc bên trong, Lý Thiên Mệnh quan sát ngân long biến hóa, niệm tụng kiếm ý khẩu quyết, một lần lại một lần, thi triển ra kiếm. Ngón tay làm kiếm, càng lúc càng nhanh. Phốc 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 phốc. Bên tai truyền đến thanh âm kỳ quái. Người phối cái gì âm a? Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc Huỳnh Hỏa. Người càng lúc càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa, miêu miêu, khoái nam, tôn hiệu, liền phải để cho ngươi. Huỳnh Hỏa tề mi lộng nhãn nói. Trang bức, Lý Thiên Mệnh hai mắt nhắm lại, tiếp tục luyện kiếm. Tay của hắn đi theo trên trời ngân long quỹ tích, quả là nhanh như huyễn ảnh. Tránh thức nhanh lên, thì cùng Huỳnh Hỏa miêu tả không sai biệt lắm. Phốc 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 phốc, đối thủ khả năng liền kiếm của hắn, cũng không thấy, người liền chết. Một kiếm này. Không thích hợp dùng đại kiếm hình thái sử dụng, muốn đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Chia cắt sau Đông Hoàng kiếm, có thể mang cho Lý Thiên Mệnh, càng mạnh mẽ hơn xuất kiếm tốc độ. Tuyệt đối giết người ở vô hình. Một ngày, hai ngày. Thời gian chậm chạp đi qua. Lý Thiên Mệnh thiên hồn, tại cái này cửu sắc long vảy bên trong, xuất kiếm vô số. Trong thế giới hiện thực, thân thể của hắn cũng nắm Đông Hoàng kiếm hắc kiếm, đối với cửu long đế táng vách tường đâm xuyên. Từng đạo ngân quang lấp lóe. Thật nhanh, thật mạnh mẽ, rất thích. Phu tử thiên trừng to mắt, nhìn hoa cả mắt. Thích gì, Lâm Tiêu Tiêu mắt trợn trắng. Đương nhiên là cái môn này kiếm quyết a, ngươi cho rằng đâu. Phu tử thiên nói. Ta cho là ngươi yêu mến hắn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đậu phộng, Tiêu Tiêu, ngươi thật là xấu. Phu tử thiên lắc đầu thở dài. Lâm Tiêu Tiêu nguyết hắn một cái, không để ý đến hắn nữa. Nàng ôm trong ngực long huyết thần hoang, còn tại nghiêm túc nghiên cứu. Một bên khác, Dạ Lăng Phong giống như là dung nhập trong bóng tối giống như, bộ ngực hắn vòng xoáy giống như tại mở rộng, cả người bao phủ tại trong sương mù. Cái này tiểu phong huynh đệ lợi hại a, tùy thân lão gia gia tán thán nói. Nói thế nào, phu tử thiên hỏi. Hắn đối thần đan, có cùng thường nhân khác biệt luyện hóa phương thức, quả thực chính là chúng ta những thứ này luyện đan linh sư, hoàn mỹ nhất thử đan người. Lấy hắn đối thần đan hấp thu trình độ, một cái thần đan tại hắn cái này, tiếp cận có hai cái hiệu quả. Lấy một thí dụ, hắn cùng cái kia lông vàng, đều nuốt cấp 7 trật tự thần đan, lông vàng hiện tại chỉ hấp thu không đến 1/5, còn lại dược hiệu, sẽ ở về sau dài rằng giặc tu luyện kiếp sống bên trong, vì đó hấp thu, giúp đỡ tiến bộ. Nhưng là cái này tiểu phong, hắn có thể trực tiếp khai quật thần đan dược hiệu, đem sâu trình độ, toàn bộ khai quật, tiêu hóa. Ngươi chớ nhìn hắn lần trước, trực tiếp đột phá hai trọng, đến đón lấy hắn khả năng trong vòng một tháng, đem tác dụng mấy chục năm cấp 7 thần đan dược hiệu, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Chỉ cần thân thể của hắn có thể hấp thu dung hội, loại phương thức này so cái kia lông vàng mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất, hắn trong ngắn hạn có thể nhanh chóng mạnh lên. Tùy thân lão gia gia nói, ta dựa vào, quái vật a đây là, hoàn mỹ nhất thử đan người. Một cái tuyệt thế đan thần trưởng thành chi lộ. Đối loại này thử đan người, quả thực tha thiết ước mơ, đúng không? Phu tử thiên cực kỳ hâm mộ nói. Đúng, không có chút nào lãng phí, đối với chúng ta loại này người tới nói, lãng phí đáng xấu hổ a. Loại này bé ngoan, quá sung sướng, tùy thân lão gia gia nói. Quả thực cũng là đầu bếp làm đồ ăn, liền nước canh đều bị uống cho hết cảm giác. Làm, người muốn làm quyết định, tùy thân lão gia gia nói. Cái gì a? Làm một cái. Khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn, hoàn toàn không có hài lòng quyết định. Thậm chí, ở sau đó cạnh tranh bên trong, đem ta truyền cho ngươi cái kia mấy cái đồ vật, cho bọn hắn. Để bọn hắn tại Đế Long Cung tranh đoạt bên trong, có thể có nhất định ưu thế. Tùy thân lão gia gia nói. Trời ạ, ngươi điên rồi đi. Đó là ngươi để lại cho ta đồ gia truyền, ta còn không nỡ dùng đâu. Phu tử thiên thịt đau nói. Thiên kim tan hết còn phục đến, bằng hữu trọng yếu nhất.
nhân sinh chính là như vậy, đụng tới quý nhân, tuyệt đối không nên hẹp hòi, hết thảy tùy tâm, sẽ có tốt kết cục. Lão phu sống được số tuổi lớn lên, nhìn người rất chính xác, khuyên ngươi làm quyết định này, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Tùy thân lão gia gia nói xong, hắn thở dài một hơi, ta rơi vào hiện tại xuống tràng, cũng là bởi vì chỉ lo luyện đan, sống được quá quái gở, kết quả để một đám người bưng, một cái giúp đỡ đều không có. Được, lần này nghe ngươi. Phu tử Thiên hít thở một hơi thật sâu. Nói thật, hắn vừa nghĩ tới, trong lòng vẫn là thịt đau. Đây chính là hắn tương lai duy nhất bảo hộ, cứ như vậy đưa ra ngoài, tương đương với Lý Thiên Mệnh đưa ra Đông Hoàng kiếm thái nhất tháp, xác thực cần dũng khí. Đoạn thời gian này ở chung, ta cũng cảm nhận được, tối thiểu nhất, bọn họ chân thực, thoải mái, ngay thẳng, nhất là cái này Lý Thiên Mệnh, dứt khoát, lưu loát, nghiêm túc, là người tốt. Phu tử Thiên nói, hắn là đế hoàng tướng, tùy thân lão gia gia nói. Vậy ta là cái gì tướng? Phu tử Thiên hưng phấn hỏi. Đại thái giám chi tướng. Thảo ngài đại gia. Nhanh. Một thanh khoái kiếm, xuất thần nhập hóa. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, chính mình nắm cũng không phải là một thanh kiếm, mà chính là một vệt ánh sáng. Cái kia ánh sáng phi thiên độn địa, biến hóa ngàn vạn, vô tận lấp lóe. Vù vù. Đinh 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 đinh. Trước mắt phách động, để hắn dùng Đông Hoàng kiếm, đâm ra nguyên một đám động huyệt. Tia lửa tung tóe, tựa như là từng cái ngân long, cắn lấy trên vách tường. Lúc này thời điểm màu đen Đông Hoàng kiếm, đã để chín màu trên vảy rồng hiện ra hào quang màu bạc, cho nhuộm thành ngân sắc. Ba ngày, không sai biệt lắm có chút mặt mày. Khác nhìn thời gian ngắn, kỳ thật Lý Thiên Mệnh đã luyện qua rất nhiều kiếm. Mỗi ngày huy kiếm mấy vạn lần. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn ba ngày có thể học hội tám cảnh thần quyết. Mà chính là cái này tám cảnh thần quyết cơ sở chín kiếm, kiếm ý xuất sắc, có thể độ khó khăn cùng tầm thường bốn cảnh thần quyết, chênh lệch không tính lớn. Nạn là dung hợp, làm hắn đệ nhất kiếm tiểu thành về sau, cái kia chín màu vảy rồng, có biến hóa mới. Huyết long, huyết tế hung kiếm. Thế giới màu bạc, ngân sắc thần long, tại lúc này khác, toàn bộ đổi thành huyết sắc. Xì xì xì. Trước mắt biển máu lăn lộn, nước biển hội tụ thành huyết sắc thần long. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm, huyết long lăn lộn, rất khí trùng thiên. Đây là dữ tợn, hung hãn một kiếm, cùng ngân long một kiếm hoàn toàn khác biệt, hạch tâm của nó, ở chỗ, hung. Trước mắt mấy vạn huyết long, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu dữ tợn cự long, theo mây xanh phía trên giống giật, ầm vang đập xuống đến, đâm vào Lý Thiên Mệnh trên thân thể. Đương nhiên, đây là hắn thiên hồn. Nhưng tại hiện thực thế giới, làm hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, mà chín màu vảy rồng huyết sắc quang mang, đem Đông Hoàng kiếm nhuộm thành huyết sắc thời điểm, cả người hắn khí chất, đột nhiên biến đến huyết tinh, hung hãn, như là tuyệt thế ác đồ, dường như mới từ núi thây biển máu bên trong leo ra một dạng. Ong ong ong, kiếm khí chấn động, hung quang đầy trời, nhìn nơi rất xa Vô Tử Thiên, cũng nhìn không được rụt rụt đầu. Đệ nhị kiếm, bắt đầu. Một kiếm này hẳn là, huyết tế hung kiếm, cơ sở chín kiếm với hắn mà nói, bản thân không khó, ta đoán chừng suy nghĩ một chút, cũng có thể học hội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.